Đệ nhất danh sách chương 103, hàng rào sập, lưu dân ở hướng Bắc đã loạn thất bát nháo, lật tung cả lên, nhâm tiểu túc dẫn đám vương phú quý nhảy lên một nóc nhà nhìn về phía đó, hắn thấy rõ phương Bắc bị công trùng tấn công đen ngòm một mảnh, nơi đó như bị dội một chậu nước mực, vốn màu sắc rực rỡ nay bị côn trùng bao trùng thành một màu u ám, giả thú ở hướng xa hơn, nhâm tiểu túc không thấy đàn sói và vật thí nghiệm. E rằng bọ mặt người là thứ tới được thị trấn sớm nhất, bất quá nhâm tiểu túc cảm thấy không lâu nữa, nguy cơ sẽ ngày càng lớn lưu dân nhau nhau chạy tới miệng cống của hàng rào họ khóc lóc cầu xin người bên trong mở cửa cứu mình mở cửa đi xin các người mở cửa cứu chúng ta các ngươi không thấy đám côn trùng kia sao xin các ngươi mà để con ta vào cũng được những lưu dân dưới tường cao đều quỳ xuống chỉ thấy binh sĩ canh gác phía trên đang cầm súng bắn vào đám côn trùng đen chứ chẳng có ý mở cửa cứu người hơn nữa đạn của họ chẳng khác nào muối bỏ biển trong mắt sâu bỏ côn trùng kia mắt thấy đám sâu bọ sắp tràn tới cửa hàng rào vẫn đóng chặt như cũ, có không ít lưu dân bắt đầu chửi ầm lên, thế nhưng chửi rồi họ cũng phải nhanh chóng rời đi, ở lại thì côn trùng sẽ đuổi kịp mất, từ trước đến nay nhâm tiểu túc chưa bao giờ đặt hy vọng người khác sẽ giúp đỡ hắn. Vì thế phản ứng đầu tiên của hắn không phải cầu xin hàng rào mà lập tức rời đi, người khác sống chết thế nào hắn không quản, hắn chỉ muốn chăm sóc đám nhan lục nguyên thật tốt mà thôi, ngay từ đầu nhâm tiểu túc còn lo vương phú quý mang nhiều thứ vướng víu, kết quả hắn phát hiện vương phú quý và vương đại long chỉ vác theo hai cái ba lô mà thôi mỗi người đeo một cái dù vương đại long nhìn có điểm ngốc nghếch nhưng thật chất rất khỏe vác đồ trên vai chẳng có gì gọi là khó khăn cả thậm chí có lúc nhâm tiểu túc còn có cảm giác phải chăng thằng nhóc này là siêu phàm giả hệ lực lượng có điều khi nhâm tiểu túc xốc ba lô của vương đại long lên nhìn thì thấy bên trong đều là bánh quy lương khô hút chân không còn vương phú quý thì đem theo một tí dược phẩm những dược phẩm đó đều được tháo ra phân loại và bỏ vào trong chai nhựa trong để thuận tiện cho việc di chuyển, nhâm tiểu túc vừa dẫn họ chọc dọc theo hàng rào đi về phía tây nam vừa hiếu kỳ hỏi, ta còn tưởng ngươi đem vàng chứ, ta cũng muốn lắm, có điều vác không nổi, vạn nhất thể lực không đủ chẳng phải chết chắc, vương phú quý đau khổ nói, có điều tiền thì ta không thiếu, đều được ngân hàng thánh thị phát hàng. Tới hàng rào 109 của Lý Thị đổi tiền e rằng cũng giảm giá trị không ít, vương phú quý vừa chạy vừa thở hồng hộc, bình thường hắn không chăm chỉ rèn luyện nên khi chạy thoát thân thở mệt nhất là hắn, nhâm tiểu túc liếc mắt nhìn hắn một cái, đừng than vải nữa, thuốc của ngươi đều là hàng đáng giá, một viên tiêu viêm cũng đã chừng 200 đồng, hơn nữa trên đường chạy trốn, tiền vô dụng nhưng thuốc thì không, Trương Cảnh Lâm từng nói, vàng là đồng tiền mạnh nhất, thế nhưng hắn vẫn thiếu, thuốc cũng có thể xem là một dạng tiền tệ, trên thực tế, lựa chọn này của vương phú quý rất thông minh, không, phải tất cả người trong thị trấn đều tới dưới tường hàng rào cầu xin cũng có không ít người vừa bắt đầu liền hiểu người trong hàng rào sẽ không quan tâm tới sự sống chết của lưu dân cho nên dứt khoát chạy vào rừng sau khi đám nhâm tiểu túc rời đi bên tai và sau lưng không ngừng vang lên tiếng kêu gào của lưu dân và tiếng nã súng từ trên tường thành không bao lâu sau tiếng nổ kịch liệt vang lên nhâm tiểu túc quay đầu lại thì xa xa thấy được trên tường thành binh sĩ đã bắt đầu ném lựu đạn và mình xuống phía dưới còn rất nhiều người sống lưu dân thông minh hơn điên cuồng chạy vào rừng không ít người bất cẩn té ngã kết quả té xong lại gấp gáp đứng lên chạy tiếp người hướng tới phía tây nam không chỉ có nhâm tiểu túc còn có vài trăm người cũng chạy về hướng đó vì nhan lục nguyên và tiểu ngọc tỷ không thể chạy nhanh nên nhâm tiểu túc chỉ có thể dẫn họ trộn lẫn vào đám nạn dân này may mà hành lý đều do nhâm tiểu túc khiêng tiểu ngọc tỷ và nhan lục nguyên cũng coi như nhẹ nhõm không ít mọi người chạy một đường thì phát hiện không có bỏ mặt người đuổi theo vì thế tốc độ dần thả chậm lúc này trừ nhâm tiểu túc thì còn lại đều rơi vào tình trạng kiệt sức có người quay đầu lại nhìn thị trấn này đã biến thành luyện ngục, lều tranh đang bị lửa thiêu đốt, nhà không còn nữa, một người thì thào, có người vừa mất đi thân nhân không nhịn được khóc trống lên. Nhâm tiểu túc tận mắt thấy có người vì chạy nhanh hơn mà liên tục bỏ rơi đứa nhỏ nhà mình, cũng có người trước khi chết một mực che chở con cái, cuối cùng song phương đều chết vì bỏ mặt người. Bây giờ, hoa văn trên lưng đám bọ càng thêm trắng nõn sáng ngời, âm thanh gặm nuốt của chúng hẳn sẽ trở thành ác mộng khó quên trong đời của rất nhiều người lúc này vì họ bỏ đi sớm nên chạy được tới khu vực tương đối an toàn. Có vẻ đám bọ mặt người có hứng thú với bên trong hàng rào hơn nên không chạy đuổi vào rừng, bỗng nhiên nhâm tiểu túc cảm thấy hàng rào đã giúp họ phân tán lực chú ý của bọ mặt người. Dù sao trong mắt giả thú và bọ mặt người mà nói, chỗ đó có nhiều đồ ăn ngon hơn, bấy giờ, binh sĩ tập đoàn đã bắt đầu gia nhập chiến trận, với số súng ống đạn dược và vũ khí hạng nặng được dự trữ trong hàng rào để ngăn trở đám quái vật kia hẳn cũng không thành vấn đề nếu không vì tránh né tập đoàn, rất có thể nhâm tiểu túc sẽ quyết định ở trong rừng một thời gian chờ khánh thị giải quyết đám quái vật kia hắn sẽ dẫn tiểu ngọc tỷ và nhan lục nguyên quay về có điều hiện tại hắn phải rời xa khu vực khống chế của tập đoàn khánh thị vào lúc này đột nhiên nhâm tiểu túc nhíu này cúi đầu nhìn xuống đất tất cả mọi người đều cảm nhận được có động đất động đất lần này có cường độ mạnh hơn những lần trước nhiều thậm chí có người bất ngờ không đề phòng mà ngăn lăn các ngươi nhìn xem đó là cái gì có người chỉ vào hướng bắc hô chỉ thấy nơi đó có một mảnh hắc tuyến không ngừng lan tràn về hướng nam hắc tuyến lan từ cảnh sơn như một chuôi đao thẳng tách bổ vào hàng rào rất nhanh vách tường nguy nga vang lên tiếng vỡ vụn một vết nứt bắt đầu xuất hiện trên đó nhâm tiểu túc thấy một màn như thế thì bị chấn kinh đến không thể lên tiếng khe nứt không tạo thành vực sâu mà chia cắt hàng rào thành hai nửa mặt đất ở phía tây bỗng nâng cao lên hơn 10 mét cứ như có người mạnh mẽ xây nên một bậc thang trên vùng đất bằng vỏ trái đất đè ép va và đập vào nhau chỉ trong nháy mắt đã phá hủy tường vây hàng rào thành hai nửa tường hàng rào đã sập khi nói chuyện phiếm với nhau nhâm tiểu túc từng nói với nhan lục nguyên một chuyện nếu tường rào bảo vệ người bên trong sụp đổ thì sao lúc ấy nhâm tiểu túc nói xong cũng không để trong lòng chung quy tường rào sụp thì tu bổ thôi ông lớn trong hàng rào vẫn là ông lớn lưu dẫn trong thị trấn vẫn là lưu dân có điều hiện tại lại khác tường có thể sụp bất kỳ lúc nào nhưng không phải lúc này vì bên ngoài có đàn sói còn có giả thú độc trùng chạy từ cảnh sơn tới có bỏ mặt người cùng vật thí nghiệm, động đất vì vỏ trái đất chuyển động chẳng khác nào một con thiên Nga đen vẫy cánh mang tới tai họa cho hàng rào, hàng rào lúc này như nằm giữa, hai nơi chuyển động của vỏ trái đất, trong khi cả hai phía kịch liệt chuyển động thì hàng rào lại nằm yên ở giữa, có điều hậu quả của động đất mang tới không chỉ thế, nhà bên trong hàng rào cũng dần trao đảo, vô số người bị vùi lấp dưới gạch giá, nhâm tiểu túc đứng trên dốc núi quan sát hết thảy, tường rào bảo vệ hàng rào chục năm, thậm chí trăm năm nay vỡ vụn như sông băng vách tường tróc ra từng khối, cuối cùng hóa thành một đống phế tích. Đại khái đây là lần đầu tiên nhâm tiểu túc chứng kiện động đất xảy ra. Binh sĩ trên tường chưa kịp xuống đều bị chôn vùi dưới vách đá, ngã tan xương nát thịt, phải biết tường rào cao chừng 50 mét. Người bình thường té xuống đều chết không thể nghi ngờ, bỏ mặt người và độc trùng vốn không thể tiến vào nay dũng mãnh tấn công. Nhóm người sống trong hàng rào vừa thoát khỏi đống đổ nát lại phải đổi mặt với bọ mặt người, đám vương phú quý cũng chứng kiến hết thảy, trong mắt của họ là sợ hãi kinh hoàng. Tiểu túc, người trong đó còn sống không? Tiểu Ngọc Tỷ thì thào hỏi, nhâm tiểu túc quay người đi về phía hàng rào 109, chúng ta còn sống là được, theo nhâm tiểu túc, người trong hàng rào sẽ có một nhóm thoát ra được, hơn 10 vạn nhân khẩu ít nhất cũng phải có một người thông minh, với lại còn có khánh thị bên trong nữa mà, thế nhưng những thứ này không có quan hệ gì với hắn hả, ở thời đại này, không nên xen vào việc không liên quan tới mình những người trong hàng rào không quản sống chết của họ thì hiện tại họ cũng chẳng quản sống chết đám người kia, hơn nữa cũng chẳng ai quản được thiên tai, đột nhiên có người nói, các ngươi nhìn đi, trong hàng rào có ánh sáng gì rất kỳ quái, sau một khắc, nhâm tiểu túc quay đầu lại. Hắn thấy rõ trên bầu trời xuất hiện một vòng ánh sáng to lớn như bong bóng nổ đẩy bọ mặt người ra sau 10 mét, hơn nữa số bọ ở phía trước đã bị nổi chết, người khác không biết đó là gì nhưng trong nháy mắt nhâm tiểu túc liền nhớ tới trương bảo tăng bị bắt vào hàng rào, bong bóng này lớn hơn bong bóng hắn từng thấy, có điều bộ dáng và công năng đều như nhau, trong lòng nhâm tiểu túc không khỏi nghi hoặc, xem ra trương bảo căng chưa chết, hơn nữa năng lực của hắn còn mạnh hơn trước, siêu phàm giả, có người hoảng sợ nói, trong hàng rào có siêu phàm giả ra tay, bong bóng kia là thứ gì, nhâm tiểu túc nhìn đám người kinh hô thì thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn lại bảo đó là nước miếng trương bảo căng phun ra, e rằng họ sẽ không chấp nhận nổi đâu, vương phú quý thầm nói với nhi tử. Ta mà là siêu phàm giả thì tốt rồi, lúc trước, vì việc hàng rào lùng bắt siêu phàm giả nên tất cả mọi người đều có chút bài xích, sợ mình dính vào ba chữ kia sẽ gây ra họa, có điều nói thực tâm, có ai mà không muốn sở hữu năng lực bất phàm không? Ngay cả vương phú quý đã có tuổi cũng không khỏi mơ mộng, đây là khát vọng chung của nhân loại, có điều siêu phàm giả thưa thớt, hiện tại trong vài chục vạn người chỉ lác đác tầm hơn 10 người thôi. Nhâm tiểu túc biết trong hàng rào nhất định của siêu phàm giả, chỉ là số lượng không nhiều, làm thế nào để trở thành siêu phàm giả, vương đại long hiếu kỳ hỏi ba mình vương phú quý á khẩu ta cũng không biết nhan lục nguyên thuận miệng hỏi hẳn là cần một ít điều kiện ví dụ như vận khí hoặc huyết thống chẳng hạn vương đại long nói như đưa đám cha ta cũng không phải siêu phàm giả nhan lục nguyên an ủi đừng tuyệt vọng nói không chừng hắn không phải cha ruột ngươi đâu vương đại long chấm hỏi vừa rồi một đường chạy trốn người vừa mất đi tình yêu chưa kịp chớm nở là vương đại long không khóc lấy một tiếng nay lại ngao một tiếng trống to miệng lưỡi hai anh em nhà ngươi quá mức độc ác nha, vương phú quý tức tới mức xém lửa chửi bậy, vương bảo căng cũng là siêu phàm giả, ngươi nhìn cha hắn xem, có phải siêu phàm giả đâu, lúc này, vì trương bảo căng liên tục phun ra bốn năm cái bong bóng mà đẩy lùi được dám độc tùng, không ít người tranh thủ thời gian thở dốc, họ nhìn lập tức chạy khỏi hàng rào, cùng một hướng với đám nhâm tiểu túc, tường rào sụp đổ, tạo thành chướng ngại to lớn trên đường đi, người bên trong muốn ra ngoài cũng không dễ may mà hướng về phía nhâm tiểu túc lại có một lỗ hổng đủ cho một lần vài người cùng chạy qua trong lúc nguy nan mọi người đều có tâm lý mù quáng những người gặp nạn kia đã đánh mất lý trí thường ngày chỉ thấy người khác chạy đi đâu thì chạy về phía đó một người chạy tới lỗ hổng những người khác cũng chẳng theo như hiệu ứng cầu tuyết từ từ mọi người dần tụ lại một chỗ vương phú quý tính sơ dòng người chạy trốn này chỉ sợ có hơn ngàn người hơn nữa còn trong tình trạng ngày càng nhiều không thể chờ thêm nữa chỉ sợ bỏ mặt người ngày càng cắn nuốt được nhiều người, mà đàn sói cũng không tha, tiếng súng ngày càng yếu ớt. Vốn nhâm tiểu túc cho rằng chiến đội của tập đoàn sẽ có tác dụng lớn, có điều không hiểu vì sao hắn chẳng thấy những tổ đội tác chiến kia lao vào chiến đấu, chẳng lẽ quân doanh cách đó rất xa, dần dần, người trong hàng rào phát hiện ra có thể nhảy xuống sông tránh bỏ mặt người. Dựa theo thường thức bình thường, côn trùng đều rất sợ nước, chỉ là vừa có người nhảy vào, trong làng nước đục ngầu xuất hiện một miệng máu lớn cắn nuốt người kia ngay sau đó huyết sách dày đặc xuất hiện trong hàng rào tràn ngập bụi mù và máu tươi nhâm tiểu túc chưa bao giờ thấy hình ảnh khốc liệt như thế dù hắn biết chuyện thế này là không thể tránh khỏi nhâm tiểu túc cau mày nói đi mau những người trốn ra kia rất có thể sẽ hấp dẫn mấy thứ nguy hiểm khác lưu dân xung quanh mệt tới mức không đi nổi khi họ chạy khỏi thị trấn thoát thân thì không thấy gì có điều vừa dừng lại mới cảm nhận từng cơn đau buốt từ cơ bắp truyền tới khắp cơ thể phải biết chạy trốn tiêu hao thể năng vượt xa so với chạy bộ bình thường vương phú quý và Vương Đại Long, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ không có thể chất tốt như Nhâm Tiểu Túc, có điều khi Nhâm Tiểu Túc nói phải đi tiếp, bốn người chẳng ai phản bác, giờ khắc này chỉ có nghe lời Nhâm Tiểu Túc mới sống sót, Tiểu Ngọc Tỷ khẽ cắn môi đuổi theo Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, vận động kịch liệt sẽ khiến cơ thể tiết ra axit lactic, các ngươi phải tiếp tục chạy về phía trước. Một khi dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một chút lại càng thêm thống khổ, những lưu dân khác thấy nhâm tiểu túc rời đi có ít người đuổi theo, còn lại đều nghĩ bỏ mặt người không chú ý tới nơi này nên không gấp, họ không phải không đi, chỉ là muốn nghĩ thêm một chút nữa, mặc kệ là lúc này, không thiếu người luôn muốn ăn may, đột nhiên Tiểu Ngọc Tỷ và Nhan Lục Nguyên phát hiện, ở đây chỉ có mỗi nhâm Tiểu Túc là vẻ mặt nhẹ nhõm, chẳng có chút mệt mỏi nào, không ít người còn thầm thấy may vì bỏ mặt người không đuổi theo, thế nhưng nhâm Tiểu Túc biết rõ, trong trận thiên tai này, Thứ nguy hiểm nhất không phải bỏ mặt người, phải biết không chỉ riêng vật thí nghiệm mà quái vật trong ngọn núi lửa kia, cũng kinh khủng vô cùng, ngay cả Nhâm Tiểu Túc thấy nó còn phải chạy nữa kia mà, nhóm lưu dân chạy tới hàng rào 109 có chừng 400 người, toàn bộ đều là lưu dân trong trấn, Nhâm Tiểu Túc dẫn nhóm Tiểu Ngọc tỷ chạy trong đám người nhưng không giao du với ai, rất nhiều người nhận ra Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên, thế nhưng bây giờ họ chỉ nghĩ tới việc chạy thoát thân chứ không ai nghĩ nhiều hơn, có phải trên đường tới hàng rào 109 có một nhà xưởng không, một người chợt nhớ tới và hỏi, đúng thế, ở đó có một nhà xưởng Ta từng làm việc ở đó, trong nhà xưởng có bao nhiêu người? Đại khái chừng 200 người. Bình thường trong nhà xưởng chỉ dùng máy móc là việc thôi, không cần quá nhiều người. Bất quá ở đó họ có vườn rau xanh, buổi tối chúng ta có thể ghé qua đó ăn một chút không? Một người hỏi. Lúc này cả đám đã có chút đói. Bây giờ hàng rào không còn, chúng ta có thể quay về bắt heo lấy thịt không? Một người đàn ông nói, dù sao cũng đâu có ai quản lý, cũng không biết nữ nhân trong hàng rào có xinh đẹp không. Một người phụ họa ta thấy con ả lạc hinh vũ rất đẹp bây giờ người trong hàng rào gặp chuyện nhâm tiểu túc liếc nhìn người nói chuyện một cái chắc đám người này không cảm giác được nguy hiểm cận kề nên mới buông lỏng như thế về phần người thân đã chết cũng không khiến họ dao động nhiều lưu dân trong thị trấn đa phần đều bạc tình hẹp hòi ngày thường họ giúp nhau phòng bị không để bị hại đã tốt lắm rồi vì thế khi thấy người khác chết họ cũng chẳng có gì thương cảm đại nhân vật trong hàng rào có thể nào cũng chẳng liên quan gì tới họ thậm chí trong lòng đám lưu dân này còn có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, chỉ có số ít người vừa mất đi thân nhân mới im lặng chán nản, trong hơn 400 người này có gần, một nửa là nữ, các nàng cảnh giác nhìn đám hán tử kia, có vài nữ nhân vừa mất nam nhân bắt đầu ý thức được bản thân có thể gặp những rủi ro gì, tiểu túc, hay chúng ta tới mấy tảng đá bên kia nghỉ ngơi một chút đi, tiểu ngọc tỷ lo lắng hỏi, không được, nhâm tiểu túc lắc đầu, ban đêm khi nghỉ ngơi chúng ta phải đi xa khỏi họ khi gặp nguy hiểm con người sẽ tụ tập lại với nhau, thế nhưng tiếp theo, con người lại trở thành mối nguy hiểm mới, tiểu ngọc tỷ nghe vậy cũng an tâm hơn, từ, chúng ta có mang thức ăn, không sợ đói. Ta quá rõ đám người này, chuyện gì họ cũng có thể làm, đúng thế, có điều không cần lo, chỉ là một đám ô hợp thôi, nhâm tiểu túc gật đầu nhìn về phía nhan lục nguyên, tất kỹ súng, lúc giết đám người theo dõi khi nhâm tiểu túc đã dùng súng dù khi ấy thị trấn hỗn loạn nhưng chắc chắn có không ít người để ý hắn cũng không lo đám ô hợp này hợp lực đánh chủ ý lên người mình thế nhưng phải cẩn thận đối phương làm điều xấu sau lưng hắn hẳn người bên nhà xưởng vẫn chưa biết chuyện xảy ra trong thị trấn họ chỉ biết có động đất mà thôi còn về việc hàng rào đã sụp thì không nhâm tiểu túc nói lần động đất này có trung tâm ở cảnh sơn từ cảnh sơn lan ra ít nhất trăm km nhâm tiểu túc suy nghĩ hàng rào 113 bị rung thành như thế thì hàng rào 112 có phải cũng sụp luôn rồi không? Chung quy 113 và 112 không cắt cảnh sơn là bao, đội ngũ chạy trốn tới, xế chiều thì dừng lại ở nhà xưởng. Kết quả ký túc xá cho công nhân và nhà xưởng đều đã sụp hết. Những công nhân còn sống đang ngồi trên đống đất đá, những công nhân ở đó bối rối nhìn đám người vừa xuất hiện. Kết quả khi nghe được tin giữ đám công nhân cũng không biết phải làm gì cho tốt, hàng rào đã không còn, họ làm việc làm cái gì nữa đại bộ phận mọi người đều ngồi bệt xuống dưới đất, họ không đủ sức để đi thêm, đa số đều muốn nghỉ ở đây một đêm, vừa vặn chỗ này có đồ ăn, không ít người đi theo nhâm tiểu túc, có điều họ thấy đa số đều ở lại thì không đi theo nữa. Chung quy ở chung với nhiều người vẫn an toàn hơn, công thêm đám công nhân kia, nhóm tị nạn khoảng chừng hơn 600 người, nhâm tiểu túc không để ý tới đám người này, hắn liếc mắt nhìn sắc trời rồi dẫn đám nhan lục nguyên đi tiếp, hiện tại cách trời tối còn 2-3 giờ, đủ để họ tới nơi xa hơn, Vương Đại Long thấy thế thì phàn nàn, chúng ta không thể nghỉ ngơi một chút à, kết quả không chờ nhâm tiểu túc lên, tiếng, Vương Phú Quý đã đánh một cái lên óc Vương Đại Long, kêu ngươi đi ngươi đi đi, ngươi nói nhảm cái gì, Vương Phú Quý cười với nhâm tiểu túc, thằng nhóc này còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng để ý, không sao, nhâm tiểu túc lắc đầu, tình nghĩa của Vương Phú Quý đối với hai anh em hắn, nhâm tiểu túc nhớ kỹ vì thế hắn không để trong lòng mấy lời phàn nàn của Vương Đại Long, Vương Đại Long nói năng lỗ mãn thế nào, nhâm tiểu túc cũng sẽ dẫn hai cha con họ tới hàng rào 109, nhâm tiểu túc nghĩ một chút rồi nói, bây giờ chúng ta lập tức tìm chỗ nghỉ ngơi, mỗi người cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, bằng không tới ngày mai các ngươi sẽ không chạy nổi đâu, lỡ mà gặp nguy hiểm gì cũng không thoát được, đây là kinh nghiệm sinh tồn lâu năm ở nơi hoang dã của nhâm tiểu túc, bấy, giờ, đám người đi cùng với nhâm tiểu túc thấy hắn đi tiếp thì cười nói, tên nhâm tiểu túc này không sợ khiến cho đồng bọn mệt chết à nhìn vương phú quý bình thường thông minh địa vị ở thị trấn không nhớ kết quả lại đi theo môn một thằng nhóc một người khinh thường nói vừa rồi ta thấy hắn vội như thế còn tưởng có gì nguy hiểm lắm kết quả phía sau có thứ gì đuổi theo đâu chắc chắn vương phú quý mang theo không ít tiền một hán tử thất giọng nói hắn mở tiệm tạp hóa nhiều năm như thế chắc chắn gia sản đều mang hết trên người còn có lý tiểu ngọc đừng nghĩ nữa có người cười lạnh nhâm tiểu túc và nhan lục nguyên đều có súng ngươi không biết à sợ cái gì chúng ta có nhiều người thế này mà một người không phục lên tiếng nhiều người thế này còn sợ một cây súng hắn có thể bắn mấy phát a à, vậy ngươi lên trước đi nghe vậy cả đám liền im ru tuy đạn của nhâm tiểu túc có hạn nhưng mạng họ chỉ có một ai xông lên trước là chết trước nhâm tiểu túc đánh giá đám người này không sai một đám ô hợp có người phất tay nói đừng nói nhảm nữa chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm mai lại đi tiếp vài giờ sau bóng đêm phủ xuống đám người chợt nghe tiếng sói tru từ phương xa, người đang ngồi nghỉ ngơi lập tức đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía có tiếng tru, họ biết đàn sói kinh khủng cỡ nào, thế nhưng họ không ngờ đàn sói lại tới đây, nghe âm thanh này, đàn sói chỉ cách họ chừng dăm 3 km, chạy mau, không ngờ vẫn còn nguy hiểm, sớm biết vậy ta đã đi theo nhâm tiểu túc rồi, đám người đó có phần hối hận, có điều khi họ chuẩn bị đứng lên thoát thân lại phát hiện hai chân mình như đeo chì. Toàn thân đau buốt, trước khi sói đến, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy nhâm tiểu túc quá mức cẩn thận rõ ràng họ đã thoát khỏi nguy hiểm còn đi tiếp làm gì có điều khi sói tới họ hiểu rõ vì sao nhâm tiểu túc có thể sống ở nơi hoang dã nhiều lần như thế chạy mau không muốn chết thì chạy nhanh đừng để tục lại phía sau lúc này đa số mọi người đều đứng lên trong lòng buồn bực chạy về phía nhâm tiểu túc rốt cuộc họ cũng nhớ tới sự đáng sợ của bọ mặt người từ lần trước đàn sói phá hủy một nhà xưởng cho tới nay chưa tới một tháng người quản lý hàng rào hạ lệnh cho lưu dân đi chôn thi thể trong nhà xưởng rất nhiều lưu dân thấy được cảnh tượng máu tanh trong đó dù họ đã quen với việc sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết có điều khi chứng kiến cả ngàn thi thể không có cái nào hoàn chỉnh tất cả đều bị đàn sói cắn xé cũng không tránh khỏi sợ hãi khi đó nhâm tiểu túc đã rời khỏi thị trấn nên không biết việc này đã để lại bóng ma trong lòng lưu dân bất quá hiện tại đám dân tị nạn dù có muốn chạy nhanh hơn cũng không có cách nào nhâm tiểu túc ngồi cách đó khá xa châm củi vào lửa vì khoảng cách nên hắn không nghe được tiếp sói tru trên đống lửa là một nồi nước đang sùng sục bốc hơi nhâm tiểu túc cắt hai khối thịt khô của tiểu ngọc tỉ bỏ vào nồi cháo loãng bốc ra vị thịt vương đại long ngồi kế đó không khỏi mong chờ nhìn chằm chằm nhâm tiểu túc liếc những người khác một cái các người vừa nghỉ ngơi vừa xoa bóp cơ bắp của mình đi ngày mai chúng ta còn phải chạy tiếp thơm quá nhan lục nguyên ngửi ngửi rồi nói vừa rồi ta có hái một ít rau thơm ven đường lát nữa đâm nát rồi bỏ vào sẽ càng thơm hơn nhâm tiểu túc cười nói bình thường rau thơm người trong thị trấn bán đều là cây non trên thực tế rau thơm trưởng thành cao chừng nửa người thậm chí có rất nhiều người không nhận ra rau thơm trưởng thành rau thơm vương đại long sững sờ chết miệng ta không ăn rau thơm không ăn rau thơm nhâm tiểu túc có chút sững sờ đồ thơm thế sao ngươi không ăn ngươi không thấy rau thơm có mùi như con rệp hả vừa ăn vào là muốn nhả ra rồi vương đại long nói sao các ngươi ăn được thế nhâm tiểu túc liếc mắt nhìn rau thơm trong tay trầm tư nói chắc là do chúng ta chưa ăn rệt qua giờ vương đại long chấm hỏi ta cũng chưa ăn có được không vương phú quý tức giận múc cho vương đại long một ít cháo rồi nói với nhâm tiểu túc ngươi bỏ vào đi đừng có chọc ghẹo con trai của ta nhâm tiểu túc cười hắc hắc hai tiếng bất quá hắn thấy vương phú quý múc quá ít cháo cho vương đại long hơn nữa trong chén cháo còn không có thịt để lại thịt khô cho người khác lão vương nhâm tiểu túc nghiêm túc nói ta rất cảm tạ người đã vì nhan lục nguyên mà giúp đỡ đêm hôm đó, hơn nữa trước kia khi ta bán đồ cho ngươi, ngươi cũng có lòng chiếu cố ta, ta đều nhớ hết, vì thế hôm nay mọi người thoát thân ngươi không cần câu nệ, nói xong, nhâm tiểu túc mục cho vương đại long thêm một tí cháo cùng một miếng thịt khô, tiểu ngọc tỷ cầm chén thiết ra, đầu năm nay mọi người đều thích dùng chén thiết vào màu đông, chén thiết khiến cháo mau nguội, còn có thể giữ ấm tay, nhâm tiểu túc thường bán chim sẻ cho lão vương hơn nữa hắn cũng không bán cho lão Lý vì sợ phá giá của lão Vương. Có điều sau này nhâm tiểu túc từng tới tiệm của lão Lý xem qua, giá chim sẻ lão Lý thu là 900, mà Vương Phú Quý lại có lúc mua của hắn 1.200, mỗi lần mùa đông tới, giá thu chim sẻ của Vương Phú Quý sẽ cao hơn vài trăm, mấy trăm kia đủ để mua một cái áo bông, đôi khi nhâm tiểu túc thầm nghĩ, dù ở trong thời đại này, chắc chắn vẫn có người giữ được tấm lòng thiện lương đưa thang trong ngày tuyết, vương phú quý nhìn chén cháo có thịt khô của vương đại long thì thở dài nói, ta không nhìn nhầm hai huynh đệ các ngươi, tuy nhâm tiểu túc và nhan lục nguyên nói chuyện khá ngoan độc, thế nhưng vương phú quý biết rõ hai anh em nhà này rất trọng tình cảm, phú quý thúc đừng lo, nhan lục nguyên cười nói, đợi tới hàng rào 109, chúng ta sẽ giúp ngươi xây lại một tiệm tạp hóa mới, tới đó rồi tính, vương phú quý vẫy tay cười nói, kỳ thật vương phú quý rộng rãi hơn so với nhâm tiểu túc nghĩ dường như hắn cũng không quá quan tâm tới sản nghiệp của mình ở hàng rào 113, vào lúc này, nhâm tiểu túc bỗng nghe được tiếng bước chân từ phía xa truyền tới, dường như có hơn trăm người đang tiến về phía họ, nhâm tiểu túc rút súng ra, nói với những người khác, dùng hết cháo đi, đam nhan lục nguyên cũng không quan tâm mình bị phỏng hay không mà một hơi uống hết cháo theo lời nhâm tiểu túc, may mà cháo đã nguội bớt, bằng không họ bị bỏng mất, nhâm tiểu túc nhíu mày nhìn mấy trăm người chạy tới, không đúng, đám người này đang chạy trối chết, chúng ta cũng đi mau, vừa rồi nhâm tiểu túc còn có chút hiếu kỳ sao đám ô hợp này lại đột nhiên lên đường không phải bảo sẽ nghỉ ngơi ở đó một đêm ư có điều hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt có thể khiến đám người này lần nữa khởi hành chỉ có nguy hiểm đám nhâm tiểu túc cũng khó gọn gàng và linh hoạt không chờ đám người kia tiếp cận họ đã bắt đầu vắt giò lên cổ mà chạy đám ô hợp phía sau chưa kịp ăn chân lại đau đám nhâm tiểu túc thì đã nghỉ ngơi thư giãn nửa ngày lại uống xong canh nóng Tuy đều là chạy thoát thân nhưng trạng thái hai bên hoàn toàn bất đồng hơn nữa ở thời khắc nguy cơ hiển lộ chân chính. Nhâm tiểu túc lại khiên tất cả hành lý của mọi người. Những người khác chạy cũng khá nhẹ nhõm, đột nhiên nhâm tiểu túc quay đầu nhìn ra sườn núi rất xa sau lưng. Ở đó là Lan Vương đang đứng quan sát đám người chạy thục mạng, phản phất chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn con mồi của mình, đàn thói theo thói quen chạy đuổi theo con mồi. Chúng chỉ chờ con mồi kiệt sức thì phát động công kích, đám ô hợp vẫn chạy trong sợ hãi, e rằng không bao lâu nữa họ sẽ triệt để kiệt sức khi đó chính là thời cơ tốt nhất cho đàn sói nhâm tiểu túc nhíu mày chúng ta phải cách đám người này xa một chút dù có khó nghe nhưng họ sẽ cản đàn sói thay chúng ta chúng ta không còn lựa chọn nào khác vương phú quý nói nhanh dừng người khác cản tai nạn cũng rất tốt thế nhưng vừa dứt lời nhâm tiểu túc nghe rõ âm thanh ô tô di chuyển sau lưng hắn có chút sững sờ sao nơi này lại có ô tô em mờ thanh động cơ vang lên giữa cánh đồng bát ngát có chút chói tai chẳng khác nào giả thú rít rào cả ngay sau đó nhâm tiểu túc bỗng nhiên phản ứng kịp đây là người trốn ra từ trong hàng rào xem ra đám người đó cũng chạy về hướng này chỉ là không biết chạy trốn ra bao nhiêu người thời điểm trông thấy xe việt giả và xe vận tải của khánh thị nhâm tiểu túc bỗng hiểu ra vì sao hiện tại đàn sói không vội săn mồi nguyên nhân hẳn có liên quan tới những người này đối với những người ngồi trên xe nhâm tiểu túc đã quá quen thuộc thậm chí vài hôm trước từng gặp trên xe có một biểu tượng bạch quả theo trương tiên sinh nói thế giới đã trải qua trăm triệu năm biến hóa có điều trong toàn bộ thế giới thực vật chỉ có có bạch quả được giữ trong sông băng thứ tư là bảo trì nguyên dạng đây cũng là loài trái cây cổ xưa nhất có gian cường đại nhất trong các loài thực vật khi nhâm tiểu túc thấy khánh thị ở cảnh sơn hắn đã nghĩ tới điều này có lẽ khánh thị lấy bạch quả làm biểu tượng ý muốn nói họ sẽ tồn tại vĩnh cửu những chiếc xe kia rền vang mà tới chẳng qua khi chúng tới gần mình nhâm tiểu túc đột nhiên cảm thấy số lượng ô tô có hơi ít ít đến mức không cần đếm cũng thấy được tổng số xe là ba chiếc việt giả và hai xe bán tải, không phải hứa hiển sở nói chiến lữ trong hàng rào có 4.500 người sao, vì cái gì đi ra lại người như thế, một chiếc xe tải chở chừng 50 người, tổng cộng chỉ trốn ra được tầm 100 người, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kỳ thật nhâm tiểu túc đã đánh giá thấp trận thiên tai này, vì nhà ở được xây bằng gạch đá trong thị trấn tương đối ít, dẫn tới nhâm tiểu túc không biết khi mấy tòa nhà sụp đổ sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế này mà nhà ở trong hàng rào gần như toàn bộ đều được xây bằng gạch đá, đại khái sự nghèo khó đã ảnh hưởng tới nhận thức của nhâm tiểu túc, lần động đất này, đại địa nước gãy, hàng rào bị phân thành hai, sông ngòi xuyên qua hàng rào biến thành thác nước, đây là sức mạnh to lớn của thiên nhiên, nhân loại không cách nào chống lại được, hàng rào sụp đổ đè chết đại đa số nhân loại, tử thương vô số, mà tập đoàn Khánh Thị cũng không đủ may mắn để thoát khỏi đó, hơn nữa, xui xẻo nhất là quanh doanh vừa vặn ở ngay giữa khe nước. Vì thế cứng rắn bị phân thành hai nửa, La Lam ngồi trong xe Việt giả thở hỗn hển Khó xử nhất là trên đùi hắn chỉ mặc mỗi cái quần đùi in hoa. Trong lúc động đất xảy ra hắn đang ngủ, may mà doanh trại của hắn cực kỳ rắn chắc, hơn nữa tầng trệt cũng thấp nên mạng mới giữ lại được. Bây giờ đang là mùa đồng, xe Việt giả để trong doanh phòng vẫn còn hơi ấm. Thế nhưng ở giả ngoại thì không, giờ khắc này chuyện La Lam lo sợ nhất là hắn chưa tới hàng rào 109 mà xe hết xăng thì sao? Khi đó chẳng lẽ hắn phải đi bộ tới hàng rào 109 nghĩ tới đây, La Lam nói, trong xe còn bao nhiêu, binh sĩ lái xe nói, còn một phần ba, có thể chạy thêm 130 km nữa, đến được hàng rào 109 không, La Lam hỏi, binh sĩ khó xử nói, chúng ta cách hàng rào 109 chừng 210 km, nhất định không đủ xăng, thật ra chúng ta có thể chuyển những người ngồi trên chiếc xe Việt giả còn lại lên xe tải, như vậy có thể lấy dầu từ xe Việt giả đó chuyển qua cho chúng ta, ồ, hai mắt La Lam sáng lên, có điều ngay sau đó hắn lại thở dài cũng được a à, trên xe việt giả đều là thương binh xe tải cũng đã đầy binh sĩ im lặng trong chốc lát lại nói trưởng quan ngài và trưởng quan khánh chẩn đối với chúng tôi rất tốt khác hẳn với các vị khác trong tập đoàn chúng tôi không ngại chịu chút đau khổ đã không được thì không cần nói thêm la lam bực bội phất tay nói cứ như ta tốt lắm không bằng ta cũng không phải người tốt lành gì người tốt sống không lâu biết chưa trưởng quan phía trước có một đám người chạy nạn binh sĩ nói lúc này hắn thấy không ít lưu dân đang chạy trốn, la lam kinh thường, phía sau chúng ta vẫn còn một đám kia kìa, hiếm thấy lắm à, vượt qua bọn họ, cho họ hít khói xe đi, lưu dân thấy được xe Việt giả chạy như tên bắn qua cạnh mình thì không khỏi hâm mộ, nếu họ cũng có một chiếc thì tốt biết bao, kỳ thật ở quặng mỏ cũng có xe, có điều vì có chuyện nên đã đi nơi khác, thứ còn lại chỉ là máy móc cơ giới nặng nề, chạy không kịp lại còn tốn xăng, lúc này, một người lao tới từ trong đám lưu dân, la lão bản, ta là người quản lý quạng mỏ ngài dẫn tôi đi cùng với ta từng gặp mặt ngài rồi lái xe hỏi la lam có cần dẫn hắn theo không ngay cả thương binh chúng ta còn không chứa nổi dẫn theo hắn cái rắm la lam mắng không cần để ý tới hắn vương nhất hằng thấy đoàn xe đi ngày càng xe liền muốn rút súng bắn chết la mập mạp kia có điều hắn lại không có cái lá can đó vương nhất hằng chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu với cả hắn chạy đuổi theo đâu có kịp nhâm tiểu túc nhìn đoàn xe ở xa xa Hắn đã nói rõ với bọn vương phú quý, ta đoán không ít người trong hàng rào đều chạy về phía này, không cần lo lắng, sẽ có không ít người thay chúng ta hấp dẫn sự chú ý của giả thú. Nếu có giả thú tập kích, cứ giao cho ta làm được, vương phú quý là một người trinh tranh, hắn nghe được trong lời nói của nhâm tiểu túc có một loại tự tin, nhâm tiểu túc biết rõ phía sau có nguy hiểm đuổi theo nhưng không sợ hãi, vương phú quý không khỏi thầm nghĩ, có lẽ nào nhâm tiểu túc cũng là siêu phàm giả bằng không người tới cảnh sơn nhiều như thế sao chỉ có mình nhâm tiểu túc là quay về, hơn nữa, có phải nhâm tiểu túc từng giết người khi ở cảnh sơn không, bằng không tại sao khi giết người theo dõi trước cửa học đường nhâm tiểu túc lại chẳng có một cái chớp mắt nào, này nhâm tiểu túc, ta không biết ta hỏi lúc này có thích hợp không, vương phú quý do dự, đến cùng trong cảnh sơn có thứ gì, những người khác đâu rồi, lúc đi có 21 người, nhâm tiểu túc nghĩ một chút lại nói, Hiện tại hẳn chỉ có bốn người còn sống, bốn người là hứa hiển sở, dương tiểu cận, nhâm tiểu túc và lạc hinh vũ còn trong cảnh sơn có gì thì ta cũng không rõ có bọ mặt người ăn thịt người có vật thí nghiệm mất đi trí năng nhâm tiểu túc thở dài kỳ thật đấy chưa phải thứ kinh khủng nhất trong miệng núi lửa còn có quái vật vẫn là bóng ma trong lòng nhâm tiểu túc vì hình thể con quái vật kia quá mất khổng lồ hơn nữa còn có thể sống được trong dung nham lúc này xe của tập đoàn chạy vượt qua bên cạnh đám nhâm tiểu túc nhâm tiểu túc nhìn từ cửa sổ xe thấy được la mập mạp hắn không khỏi thầm nghĩ đó có phải ông chủ la thưởng cho hắn bằng khe diệu thủ hồi xuân trong truyền thuyết không? Dù thế này thì lần này may mà có ngươi, vương phú quý thở dài, nếu không có ngươi kịp thời dẫn chúng ta đi, khả năng cao ta và nhi tử không thoát được, ta cũng không biết nên cảm ơn ngươi thế nào cho tốt. Lúc này, nhâm tiểu túc nhìn vương phú quý, chân thành nói, cứ người như dọc nước, báo ân cả đại dương, vương phú quý, chấm hỏi, theo lẽ thường ngươi nên khách sáo với ta một chút chứ? Bất quá nhâm tiểu túc cũng không nói thêm gì, hắn tìm một sườn núi cao có thể quan sát phía sau để nhìn xem có bao nhiêu người còn sống tìm một nơi khuất gió chuẩn bị nghỉ ngơi nhâm tiểu túc nói phía sau có chừng mấy ngàn người tạm thời chúng ta an toàn hơn nữa đi tiếp các ngươi cũng không đi nổi lúc này trăng đã lên mọi người chạy trốn từ sáng sớm tới giờ đã sắp không xong nhâm tiểu túc cảm thấy họ cần đợi đám người kia đợi đám người tới yểm hộ họ vài trăm người có thể bị đàn sói tấn công có điều mấy ngàn người thì đàn sói cũng phải dè chừng chứ đến lúc đó một khi gặp nguy hiểm, hắn chỉ cần dẫn đám nhan lục nguyên chạy nhanh hơn mấy ngàn người kia là được, tuy như thế có chút tàn nhẫn nhưng chỉ sợ những người khác cũng không khác nhâm tiểu túc là bao hơn. Nữa, cứ đi theo đám người này tới hàng rào 109, đám nhâm tiểu túc không có khả năng giả trang thành người của hàng rào 113 để vào trong kia, không biết hàng rào 109 có chịu cho, họ vào chăng, bóng đêm dần sâu hơn, nhâm tiểu túc có ý định đục nước béo cò nổi lên tâm tư với hàng rào 109 hắn bắt đầu dùng não của mình để vẽ ra vấn đề quanh co này. Sau đó, nhâm tiểu túc lại nói nhỏ, ngươi cảm thấy chúng ta xen lẫn vào đám người kia trà trộn vào hàng rào 109 có thành công không? Không được, vương phú quý lắc đầu, người của hàng rào đều có chứng minh nhân dân, chúng ta đâu có. Ta bảo trong khi chạy nạn bị lạc mất không phải là được rồi à, nhâm tiểu túc hiếu kỳ hỏi, con đường tới đó chừng 100 km, lại gặp phải thiên tai lớn như thế, có mất cũng rất bình thường, vương phú quý đáp, việc này khó nói lắm, vì tin tức của các hàng rào cũng không cộng hưởng, người nói ngươi là người trong hàng rào 113 họ cũng không có cách nào chứng thực. Trước kia người qua lại giữa hàng rào cần có chứng nhận, có con dấu thông hành lấy từ người quản lý. Có điều hiện tại hàng rào 113 không còn, hơn nữa nghe nói quản lý lão Lưu của hàng rào đã bị tập đoàn Thánh thị xung quân tới tắt bắt, con dấu chẳng biết rơi vào tay ai, nhâm tiểu túc chật chật mấy tiếng, hắn không đi tắt bắt thì nói không chừng chết trong hàng rào mất rồi. Đúng là người sống trên đời không biết phúc họa thế nào. Nói như ngươi phải là tập đoàn khánh Thị đã cứu hắn rồi, Vương Phú Quý nói, bất quá ngươi muốn trà trộn vào hàng rào 109 cần cân nhắc vài nhân tố khác, ví dụ nơi này có cả ngàn lưu dân, có ai nhận ra ngươi không? Hơn nữa vạn nhất hàng rào 109 không muốn cho bất kỳ ai vào, đến lúc đó đại nhân vật của hàng rào 113 còn biến thành lưu dân của hàng rào 109 chứ đừng nói gì chúng ta, cũng rất có khả năng, nhâm tiểu túc nói, hàng rào 109 sẽ không cho ai vào hết, việc này chưa có tiền lệ, Trước đây không có hàng rào nào bị sụp cả, vì thế đám nhâm tiểu túc không có gì để tham vấn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi, có thể tiến vào hàng rào tất nhiên là chuyện tốt, không thể, đám nhâm tiểu túc vẫn sống tốt như thường, bấy quá những ông lớn trốn từ hàng rào ra thì khó nói. Nơi này cách hàng rào 109 có hơn 100 km, đi qua tới nơi đã đủ mệt chết họ rồi, thật vất vả đi tới hàng rào 109, kết quả người ta lại không cho họ vào đoán chừng không ít người sẽ tức đến vỡ mật đám nhâm tiểu túc tìm một nơi phù hợp chỉ trong chốc lát dù nhâm tiểu túc có thể trụ được trong rừng thì vương phú quý và đám tiểu ngọc tỷ chưa chắc chịu được đám lưu dân đi tới nơi phát hiện bọn nhâm tiểu túc không đi nữa thì có chút khó hiểu sao các ngươi không đi nữa nhâm tiểu túc ngẩng đầu nhìn người nọ không đi được nói rồi nhâm tiểu túc ngồi xuống đất cúi đầu bóp bóp chân mình đám lưu dân thấy nhâm tiểu túc không để ý tới mình cũng chẳng nói chuyện mà trực tiếp đi về phía trước là không đi được hay giả bộ không đi được, có người hiếu kỳ hỏi, không thấy hắn đang sao chân à, chúng ta từng nghỉ ngơi một lúc nhưng họ thì chưa, đúng là thông minh bị thông minh hại, ta thấy vừa rồi hắn đi quá xa nên không nghe được tiếng soi, có người cười lạnh, nếu nghe được có khi hắn còn chạy nhanh hơn chúng ta, đám người kia nhỏ giọng trò chuyện, thậm chí cũng chẳng ai có ý nói cho đám nhâm tiểu túc biết về việc đàn sói, có điều đâu phải nhâm tiểu túc không biết, không chỉ có sói, còn có vật thí nghiệm kinh khủng nữa, lúc này nhâm tiểu túc thấy đám người kia đi xa liền nhỏ giọng nói chỗ ta có một lọ nước mọi người lấy miếng vải sạch nhúng nước rồi lau mặt đi người trong hàng rào đều thích sạch sẽ mặt lưu dân chúng ta quá đen họ nhìn qua là biết nếu có quần áo nào tốt tốt một chút cũng lấy ra thay vào lưu dân thiếu nước ngày thường nước không nhiều dù vương phú quý là thần hào cũng không ngoại lệ chai nước này nhâm tiểu túc vẫn giữ trong không gian dù lúc lấy vàng hắn vẫn trữ lại hai bình nước bởi vì nước là thứ rất quan trọng để sinh tồn trong rừng, đương nhiên nước này là về sau rót vào, nước lúc trước đã sớm bị nhâm tiểu túc uống hết, bình thường lưu dân không có thói quen rửa mặt, thế nhưng bây giờ muốn trà trộn vào hàng rào phải ngụy trang hợp lý, bằng không khi tới hàng rào 109, có cơ hội lại vì chút chuyện nhỏ này mà bại lộ thì phí công rồi, kỳ thật nhâm tiểu túc có cơ hội rửa mặt rất nhiều lần, chung quy tìm nguồn nước ở nơi hoang dã cũng không quá khó có điều bộ dáng đen đuổi này lại là một lớp vỏ bọc cực tốt trong lúc ấy nếu hiện tại gặp lại hứa hiển sở hoặc dương tiểu cận chưa chắc họ nhận ra nhâm tiểu túc lúc trước khuôn mặt đen của hắn cũng không phải đen dạng tầm thường vừa rồi khi đám lưu dân đi qua nhan lục nguyên tận lực cúi đầu thật thấp vì trong số họ chỉ có nhan lục nguyên là mặt mũi sạch sẽ nhất dễ bị người khác nhớ kỹ hiện tại mọi người lau mặt đổi quần áo rồi chạy tới hàng rào nếu làm tốt sẽ không ai nhận ra họ chung quy cũng có tận mấy ngàn người người chằng chịt tấp nập thì có ai nhớ rõ ai mọi người vỗ vỗ bụi đất trên người khuôn mặt cũng được vệ sinh sạch sẽ lúc này một nhóm người hàng rào cũng đi tới gần kết quả nhâm tiểu túc thấy đám người này thì sửng sốt mặt của họ sao còn đen hơn khuôn mặt cũ của hắn nữa con mẹ nó đậu mớ theo thói quen nhâm tiểu túc nghĩ mặt người trong hàng rào đều rất trắng mà hiện tại suốt đoạn đường chạy nạn mặt nhan lục nguyên vẫn trắng như cũ vì thế nhâm tiểu túc không nhận ra những người khác chạy nạn đâu có nhẹ nhàng như nhan lục nguyên, chỉ thấy mặt của người sau càng chật vật hơn người trước, đen cứ như vừa bị hỏa hoạn vậy, động đất khiến phòng ốc sụp đổ, bụi cát mù mịt cộng với việc chạy trốn mồ hôi bám dính khiến cả người họ vừa dơ vừa đen, giờ khắc này trên mặt đám nhâm tiểu túc sạch sẽ, phản phất như họ mới là người trong hàng rào, còn những người trước mắt này lại là lưu dân, đám người trong hàng rào thấy bọn nhâm tiểu túc thì không khỏi sững sờ, bất quá họ cũng chẳng nói gì, lúc này mọi người đều lo chạy thoát thân, có ai quan tâm mặt trắng hay không trắng đâu tiểu ngọc Tỷ ở bên cạnh bật cười nhâm tiểu túc khó tin nói khục khục không bằng chúng ta bôi đen mặt lại đi tiếp cho nửa bình nước của hắn a nhâm tiểu túc không khỏi tiếp hận khi đám người trong hàng rào đi qua nhâm tiểu túc dẫn theo đám nhan lục nguyên trà trộn vào lúc này tâm tình mọi người đều bàng hoàng cũng chẳng ai chú ý tới họ chúng ta đi vào giữa đi nhâm tiểu túc hạ giọng nói cố gắng hạn chế tiếp xúc với lưu dân vương phú quý lo lắng nói vật có được không chắc chắn sẽ có lưu dân nhận ra chúng ta, không sao, nhâm tiểu túc chẳng chút để ý, chúng ta chỉ thử một lần thôi, ngươi nghĩ đi, vạn nhất những lưu dân đó chết hết thì ai nhận ra chúng ta nữa, vương phú quý chấn kinh nhìn nhâm tiểu túc, như vậy cũng được, có điều vào lúc này, đám người chạy nạn ở phía trước như phát sinh xung động, nhâm tiểu túc trướng người lên nhìn, phản phất như đám người kia đang tranh giành gì đó, mà người quản lý mỏ vương nhất hằng đang cầm súng lục chĩa vào óc một người khác, tiếng ồn ào hấp dẫn không ít người tới xem nhâm tiểu túc nói với nhan lục nguyên giấu kỹ súng chờ ta ở đây ta tới phía trước nhìn xem có chuyện gì từ nhan lục nguyên gật đầu nhâm tiểu túc không thể bảo vệ hắn từng giờ từng phút hắn phải tự học cách bảo vệ mình thậm chí là bảo vệ mọi người nhâm tiểu túc đi tới trung tâm tiếng ồn với tố chất thân thể hắn hoàn toàn chen vào trong được nhâm tiểu túc đi tới gần chỗ phát sinh hỗn loạn nhất thì thấy vương nhất hằng hung dữ nói ta bảo ngươi đưa đồ ăn cho ta ngươi không hiểu tiếng người có điều ta cũng đói bụng mà, nam tử trung niên đeo mắt kính bị vương nhất hằng chỉ súng vào óc nói, âm thanh mang tiếng đứt nở, tự hồ khi sống trong hàng rào hắn chưa từng thấy ai hung ác thế này, kỳ thật người quản lý nhà xưởng, tỷ như vương nhất hằng đều là người trong hàng rào, có điều họ ra ngoài thời gian lâu như thế, bản thân ít nhiều cũng bị nhiễm tính hung hăng, họ là khâm sai mà hàng rào phái ra, trong tay có súng. Vì thế đã sớm có thói quen hơn người bình thường, lúc này mọi người đã bước vào thế giới, không có trật tự, cũng đã biến thành giả thú, trước đó không lâu, Vương Nhất Hằng chỉ thiếu quỳ xuống cầu xin La Lam nữa thôi, Vương Nhất Hằng nói với người bên cạnh, lục soát toàn thân hắn, bên kia còn hai tên mập mạp nữa, lục túi của chúng, người bên cạnh hắn là công nhân nhà xưởng, bình thường công nhân đều nghe Vương Nhất Hằng chỉ huy, lúc này Vương Nhất Hằng lại có súng, còn hứa hẹn khi tới hàng rào 109 sẽ sắp xếp cho họ, vì thế những người này trở thành tâm phúc của Vương Nhất Hằng, có điều họ chỉ lưu dân bình thường sao họ dám đụng chạm vào người trong hàng rào, Vương Nhất Hằng thấy người bên cạnh bất động thì giận dữ, làm sao, lời ta nói không là cái thá gì nữa phải không? Hiện tại lão tử có súng, ta nói lục là lục, ngươi cứ yên tâm đi, họ không có súng đâu, nhâm tiểu túc nghe được tin tức từ những lời này, bên trong hàng rào có quản chế việc dùng súng, vì thế Vương Nhất Hằng mới tự tin những người khác không có súng, nhâm tiểu túc liếc mắt một cái, đám lưu dân đã vô thức đứng về phía của Vương Nhất Hằng. Một phần trong thị trấn Vương Nhất Hằng cũng nổi danh, mặt khác hắn còn có súng lúc này một nam tử trung niên đi tới trước mặt đám người vương nhất hằng tốt nhất ngươi nên buông súng xuống đây không phải là nơi ngươi có thể làm mưa làm gió mã cục trưởng vương nhất hằng như giật mình sao ngài lại ở đây mã cục trưởng cười lạnh làm sao ngươi tưởng chúng ta chết hết rồi đưa súng cho ta súng vương nhất hằng vô thức nhìn súng trong tay mình tựa như đã ra quyết định gì đó rất nhanh hắn cười lạnh nổ súng bắn mã cục trưởng phanh một tiếng mã cục trưởng nằm trong vũng máu hay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Căn bản ông ta không ngờ Vương Nhất Hằng lại biết dùng súng, mọi người xung quanh thét chói tai lùi về sau. Có điều họ có thể lùi về đâu chứ? Vừa rồi Vương Nhất Hằng do dự là vì hắn từng sống ở nơi mã cục trưởng quản lý. Có điều sau đó rất nhanh hắn đã kịp phản ứng lại. Hiện giờ hàng rào 113 không còn, mã cục trưởng tính là cái quái gì? Vương Nhất Hằng lạnh lùng nói, hàng rào 113 không còn, đến hàng rào 109 mọi người bắt đầu lại lần nữa ta không phải kẻ lạm sát người vô tội, thế nhưng còn có ai không nghe lệnh ta thì đừng trách ta không khách khí, trong đám nạn dân này nhất định có người từng làm chức cao trong hàng rào, nhưng như vậy thì sao, Trời khỏi hàng rào 113 họ cũng chẳng là gì cả, nhâm tiểu túc lùi về sau, khi vương nhất hằng giết người, tuy những người khác không có phản ứng gì nhưng sớm muộn gã ta và đám nạn dân cũng có xung đột, bất quá điều này có liên hệ gì tới hắn, không có quan hệ nữa xu. Về phần vương nhất hàng giữ súng, thật sự nhâm tiểu túc không để vào mắt, vừa rồi hắn thấy tư thế vương nhất hàng nổ súng không chuyên nghiệp lắm, nếu gã tiếp tục nổ thêm vài phát súng nữa, làm không tốt lực phản chấn sẽ khiến khẩu súng bay khỏi tay gã, trên đường nhâm tiểu túc quay về chỗ của đám nhan lục nguyên, hắn chợt thấy một đám thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục xanh trắng truyền thống, nhâm tiểu túc không khỏi sững sờ một chút, vì hắn thấy được sau lưng đồng phục có khắc một hàng chữ trường trung học số 2 trong hàng rào, đây là học sinh sao. Nhâm Tiểu Túc từng nghe Trương Cảnh Lâm nhắc qua, trong hàng rào có hơn 10 trường học, chia làm tiểu học, trung học cơ sở trung học phổ thông thậm chí lớn hơn nữa còn có đại học trương cảnh lâm bảo ở tuổi như nhâm tiểu túc mà sống trong hàng rào có thể đi học trong phòng học sáng sủa sạch sẽ có rất nhiều lão sư có kiến thức dạy bảo không cần tới nơi hoang dã cũng không cần làm việc hàng rào có phụ cấp cho học sinh khi đó nhâm tiểu túc hâm mộ vô cùng nếu hắn sinh ra trong hàng rào thì tốt rồi khi nhâm tiểu túc đi qua đám học sinh này những học sinh đó cũng không để ý nhâm tiểu túc họ không biết thứ mình có dễ như trở bàn tay lại là điều nhâm tiểu túc ước vọng cỡ nào những học sinh này bị tiếng súng kia hù dọa bấy giờ có một nữ nhân trẻ tuổi ở bên cạnh an ủi không sợ không sợ có chuyện gì ta sẽ xử lý chúng ta đã trốn ra ngoài được rồi đây là lão sư trong hàng rào nhâm tiểu túc nhìn lão sư trẻ tuổi kia đối phương trông đẹp mắt hơn trương cảnh lâm nhiều lắm nếu học đường họ có lão sư thế này e rằng ngay cả vương đại long cũng sẽ học rất chăm quan sát một đám học sinh trước mặt nhâm tiểu túc không khỏi nhớ tới nhiệm vụ nhanh thứ hai của mình một ngàn cảm tạ tệ a à, trước kia nghĩ nhâm tiểu túc cũng không dám nghĩ hắn đi đâu kiếm ra ngần ấy cảm tạ tệ thời điểm nghe thông báo nội dung nhiệm vụ nhánh phản ứng đầu tiên là hắn tính kiếm ở học đường chung quy hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như thế một phần lớn cảm tạ tệ là có từ đám nhóc kia sau khi hàng rào sập học đường cũng mất hắn chưa nghĩ ra cách kiếm được cảm tạ tệ, nhâm tiểu túc nhớ tới 7 lần cảm tạ trước của mình, không biết lần này tự cảm tạ có còn kiếm được cảm tạ tệ không, hiện giờ hắc đao đang lẳng lặng trôi nổi trong tủ trưng bày của cung điện, chỉ cần tâm niệm vừa động, hắc đao sẽ xuất hiện trong tay nhâm tiểu túc, cho đến hôm nay, nhâm tiểu túc vẫn không quên được cảm giác vô sướng khi đánh nhau với đám vật thí nghiệm kia, sơ cấp đã lợi hại như vậy, cấp bậc tiếp theo của hắc đao sẽ là bộ dáng gì, nhâm tiểu túc quay về liền bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm. Nhan Lục Nguyên thấy thế tới gần xem Nhâm Tiểu Túc nói gì, cảm tạ chính mình không lạm sát người vô tội, cảm tạ chính mình nuôi Nhan Lục Nguyên lớn như vậy, cảm tạ chính mình ăn bồ đào không bỏ vỏ, Nhan Lục Nguyên, chấm hỏi, Nhâm Tiểu Túc thở dài, cung điện vẫn lặng im bất động, một chút phản ứng cũng chẳng có, có lẽ lúc trước hắn cảm tạ thành tâm nên nhận được cảm tạ tệ, cũng có thể cung điện không muốn Nhâm Tiểu Túc chết nên bảy lần cảm tạ đều chấp nhận, bây giờ thì một lần cũng chẳng được, Nhâm Tiểu Túc có cảm giác tiếc nuối, sớm biết như vậy khi ấy hắn nên thừa dịp cảm tạ thêm vài lần chỉ là nhâm tiểu túc không chú ý tới lúc này nhan lục nguyên bên cạnh đang mê man người bên ngoài không nghe nhâm tiểu túc nói gì nhưng hắn lại nghe được trước kia nhan lục nguyên từng bị nhâm tiểu túc bắt cảm tạ cả đêm tới tự để lại bóng ma trong lòng lúc này ca hắn lại bắt đầu tự cảm tạ chính mình còn cái cảm tạ gì mà ăn bồ đào không bỏ vỏ là cái quỷ gì ngươi có thể thành tâm một chút không đột nhiên đám người trước mặt lần nữa bảo động dĩ nhiên là vương nhất hành lệnh cho đám lưu dân kiểm tra hành trang của mọi người một lượt, dường như muốn thu hết đồ ăn của người khác vào túi, hoặc không chỉ riêng đồ ăn, nhâm tiểu túc thấy được ngay cả hồ đeo tay cũng bị đám lưu dân kia tháo đi, còn có một ít đồ trang sức nữa, một chút cũng không tha, đám người trong hàng rào này cũng thật xui, buổi sáng nhà tan cửa nát, buổi tối lại bị vơ vét tài sản, đến hàng rào 109, e rằng trên người họ chẳng còn chút tài sản gì, vương phú quý có chút khẩn trưởng, tiểu túc A, họ có cướp đồ trên người ta không, đúng rồi, nên biết vương phú quý mang rất nhiều thứ trên người, đây đều là dược phẩm, vàng, tiền mặt cùng những thứ vô cùng quý trọng mà hắn tích góp được cả đời, những lưu dân đó sẽ không tha, có điều nhâm tiểu túc lắc đầu, yên tâm đi, ai cũng không đoạt được, vốn nhâm tiểu túc không muốn dính dáng tới đám vương nhất hằng, hắn chỉ muốn an toàn đi tới hàng rào một trăm linh chính là tốt rồi. Có điều ngươi không muốn tìm phiền phức nhưng không có nghĩa phiền phức không tìm ngươi, lúc này đám nạn dân nhu thuận như những con cừu non, hơn 600 trong 3.000 lưu dân đi soát đồ mà chẳng ai dám phản kháng, cũng không ai dám nói một lời, thậm chí tất cả đều đứng đó không dám chạy trốn, điều này khiến nhâm tiểu túc có phần khó lý giải. Các ngươi có hơn 3.000 người, sao chẳng ai vùng lên vậy, lưu dân đúng là hung hãn hơn người trong hàng rào một chút, có điều song quyền khó địch tứ thủ, sợ cái rắm gì, nhâm tiểu túc thấy trong đám người có vị nữ lão sư đang dẫn theo mười mấy học sinh chuẩn bị chạy trốn, những lưu dân đó lúc đầu cũng chẳng dám làm mạnh tay chung quy đối phương cũng là người trong hàng rào, trước kia là sự tồn tại cao cao tại thượng trong mắt họ, có điều dần già lưu dân phát hiện người trong hàng rào không dám vãn, kháng thì càng ra tay trắng trợn hơn, thậm chí không ít cô gái bị chúng sàm sở, bấy giờ, nữ lão sư đó dẫn theo đệ tử tới bên cạnh nhâm tiểu túc, đứng phía sau họ. Dường như đang lo lắng quan sát xem có nên lùi về say nã không, có điều lúc này đã có lưu dân đi tới, nhâm tiểu túc thấy đám lưu dân đó không khỏi tự nhủ thân phận có bị họ nhận, ra chăng phải nói họ đổi một bộ đồ, lại lẫn trong đám người hỗn tạp sẽ không có gì nổi trội cả, hơn 10 lưu dân sách theo túi lớn túi nhỏ đi tới, trên tay họ là đồng hồ vừa vơ vét được, dù là trong thị trấn hay hàng rào thì đồng hồ đều là vật đáng gái, trước kia trong tiệm tạp hóa của lão Lý có một cái, vương phú quý lại không, xem ra trong đám nạn dân này không thiếu người có tiền có địa vị. Có điều hiện tại quyền lực địa vị gì đó của họ đã tan thành mây khói, nhâm tiểu túc im lặng nhìn mười lưu dân đi tới. Kết quả khi đám lưu dân thấy nhâm tiểu túc liền đứng sững lại, nhâm tiểu túc không khỏi thở dài, vừa nhìn đã nhận ra họ rồi. Ngụy trang thất bại, ngay lúc nhâm tiểu túc nghĩ xem nên giao tiếp thế nào với đám lưu dân thì người phụ trách vơ vét lại đi đường vòng lục soát những người khác, đám người chung, quanh nhâm tiểu túc đều kinh ngạc. Thế này là sao? Sao đám hung thần ác sát đó lại bỏ qua thiếu niên này? Tại sao? Đây chỉ là đứa nhóc 16-17 tuổi thôi mà, kỳ thật những người đó không thấy được. Khi những lưu dân kia thấy nhâm tiểu túc, trong mắt lộ ra kiên kỵ thật sao, thậm chí còn có chút sợ hãi, đám người xung quanh nghĩ mãi không rõ đám lưu dân sợ cái gì, có điều họ không biết, đừng nói là khi chạy nạn, dù là trong thị trấn cung chẳng ai dám trêu chọc nhâm tiểu túc, đây là người nổi danh vô cùng hung ác, huống chi bây giờ hắn còn có súng, tuy đám lưu dân đi vơ vét biết rõ trong ba lô vương phú quý và vương đại long có rất nhiều đồ đáng giá, thế nhưng mạng chỏ vẫn quan trọng hơn, nữ lão sư và đám học sinh đứng sau lưng nhâm tiểu túc cũng thấy được hết. Nữ lão sư nhìn bóng lưng nhâm tiểu túc không khỏi suy nghĩ, bờ môi dần nhếch lên ngay khi đám lưu dân đi tới lục soát người khác, nhâm tiểu túc bỗng mở miệng, khục khục, các ngươi qua đây, đám lưu dân không khỏi bế tắc, họ quay đầu nhìn nhâm tiểu túc, cứng ngắc nói, thế nào, đồng hồ rất tốt, nhâm tiểu túc nói, nhóm lưu dân hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã cướp hơn ngàn người, tới chỗ nhâm tiểu túc lại bị cướp ngược lại. Cái quái gì thế, lúc này, những người bên cạnh không nói nên lời, nguyên lai người ác còn có người ác hơn chỉ thấy trong nhóm lưu dân có một người thành thật lấy đồng hồ đang đeo ra đưa cho nhâm tiểu túc nội tâm tràn đầy nước mắt khuất nhục trùng hợp hắn từng thấy nhâm tiểu túc giết người ở trước học đường đám lưu dân chuẩn bị xoay người rời đi họ muốn cách nhâm tiểu túc xa xa một chút kết quả âm thanh nhâm tiểu túc vang lên ngươi 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 đồng hồ của các ngươi cũng không tệ bốn người vừa bị nhâm tiểu túc chỉ không khỏi đen mặt vẫn chưa được đi có điều họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể thành thật tháo đồng hồ xuống đưa cho nhâm tiểu túc. Lúc này mọi người bên cạnh không khỏi chấn kinh, thiếu niên này cũng quá hung ác rồi, nhâm tiểu túc không ăn cướp nữa. Chúng quy hắn cũng không muốn đối đầu với đám người này, hoài khí sinh tài, nhâm tiểu túc vất tay, đi đi, nhóm lưu dân như được đại xá, lập tức rời đi. Kiêu căng vừa bùng phát nay bị dập tắt hết sạch, nhâm tiểu túc cầm bốn cái đồng hồ vừa cướp được đưa cho đám tiểu ngọc tỷ, vui thích nói, từ, về sau chúng ta có thể nhìn giờ rồi, đây là lần đầu tiên trong đời Vương Phú Quý được đeo đồng hồ. Hắn giúp Vương Đại Long đeo lên tay rồi cười nói, nhanh cảm ơn tiểu túc thúc đi, Vương Đại Long sắp khóc, sao tự nhiên lại thành thúc thúc rồi. Giờ khắc này trong lòng nhâm tiểu túc không khỏi lân lân, mấy chuyện ăn cướp của người khác hắn không làm, có điều đen ăn đen thì khác, chạy nạn mấy ngàn người bị vài trăm người cho cướp sạch không còn, đồng hồ, đồ trang sức, tiền mặt, đồ ăn, cái gì cũng không còn lại gì, ngay cả đồ ăn cũng chỉ có vài món. Khi ấy tai nạn tới đột ngột, đâu có ai rảnh rỗi đi lấy đồ ăn. Lai nói, những người sống trong hàng rào căn bản không có khái niệm này, vì đại đa số chưa từng chịu đói. Vì thế, dù có người mang theo thức ăn cũng chỉ là thức ăn vặt, đương nhiên, cũng có người không bị ăn cướp. Ví dụ như Nhâm Tiểu Túc và bán kính tầm 50 mét quanh hắn, thật sự đám lưu dân không dám ở gần Nhâm Tiểu Túc quá lâu. Họ sợ ở đó thêm vài dây Nhâm Tiểu Túc lại vừa ý thứ gì của họ. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ đánh giá ngoại hình mới của mình và đám vương phú quý hắn không chú ý tới ánh mắt dò xét của đám người xung quanh nhất là vị nữ lão sư ở phía sau nhâm tiểu túc ánh mắt nhìn hắn cực kỳ phức tạp những người chạy nạn xung quanh cũng nhìn ra được giám lưu dân kia sợ nhâm tiểu túc rất sợ kỳ thật trên thị trấn nhâm tiểu túc cũng không hề giết người vô tội thậm chí khi hắn giết người cũng đều là bị ép thế nhưng khi đối mặt với nhâm tiểu túc lưu dân luôn cảm thấy sợ hãi theo bản năng trên thế giới này có một loại bản năng tự nhiên như sợ cái ác sợ những người giết người trong chớp mắt chỉ thấy sau khi đám lưu dân kia vơ vét xong thì quay về tìm vương nhất hằng báo cáo kết quả công tác có người thì thầm gì đó bên tai vương nhất hằng sau đó vương nhất hằng liền nhìn về phía nhâm tiểu túc thời khắc này nhâm tiểu túc cảm nhận được có ai đó nhìn mình thì quay đầu lại ánh mắt hắn vừa vặn đối diện với vương nhất hằng bất quá ánh mắt nhâm tiểu túc rất tự nhiên thần sắc không chút e ngại vương nhất hằng âm trầm không nói gì qua một hồi hắn mới nói với lưu dân bên người trước kia mặc kệ nhâm tiểu túc thế nào nếu hắn một tấc lại lớn một tấc chúng ta thu thập hắn cũng không muộn. nhâm tiểu túc thấy ánh mắt của vương nhất hằng thì cười lạnh. tên vương nhất hằng này cũng là kẻ bắt nạt người yếu, sợ hãi người mạnh. tuy hắn và gã không quen nhưng từng nghe người trong thị trấn nhắc tới vương phú quý nhỏ giọng nói tên vương nhất hằng này có mẹ nuôi ở trong hàng rào. chính vì người mẹ nuôi này hắn tới có thể là quản lý nhà xưởng. từ nhâm tiểu túc gật đầu, không cần để ý tới cả vì vương nhất hằng cướp bóc dẫn tới quá trình chạy nạn của đội ngũ bị đình trệ lúc này mọi người cảm thấy mệt mỏi vô cùng dứt khoát ngồi xuống đất nghỉ ngơi chỉ một lát sau trên mặt đất đầy người ngồi một ngày này thật sự quá mệt mỏi vì thế bất tri bất giác mọi người đã ngủ mất nhâm tiểu túc nói các ngươi nghỉ ngơi đi ta canh ca đầu nửa đêm là nhan lục nguyên và lão vương hắn và nhan lục nguyên phải có một người thức vì trong đội ngũ chỉ có hắn và nhan lục nguyên có súng một trong hai khẩu súng phải luôn ở tình trạng sử dụng được đội ngũ có vương phú quý tiểu ngọc tỷ và vương đại long đều không có tính uy hiếp Đầu tiên là vì Nhâm Tiểu Túc không để lộ vàng trong cung điện, tiếp theo, không có Nhâm Tiểu Túc, không ai trong số họ có thể đi tới hàng rào 109, năm người họ là một đoàn thể trong nạn dân, không ai có thể dung nhập vào, Nhâm Tiểu Túc sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào, Nhan Lục Nguyên nói, nếu không ta ngủ trước đi, ta canh ca đầu cho, hôm nay ngươi mệt rồi. Không được, Nhâm Tiểu Túc cau mày, kêu ngươi ngủ thì ngủ đi, đừng lãng phí thời gian. A à, Nhan Lục Nguyên Nhu Thuận gật đầu, Vương Phú Quý nhìn Nhan Lục Nguyên Nhu Thuận với Nhâm Tiểu Túc như thế thì không khỏi thở dài. Có ai người đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời này vừa nổ súng giết mấy tên bắt cóc vài hôm trước? Đây đúng là ai tên Tiểu yêu quái mà, đợi mọi người ngủ hết. Nhâm Tiểu Túc một mình suy nghĩ tương lai sẽ làm gì? Nếu có thể vào trong hàng rào một trăm linh chính là tốt nhất, vàng trong tay hắn và dược phẩm của Lão Vương đủ để họ sinh sống còn không vào được cũng chỉ có thể sống ở thị trấn ngoài hàng rào thôi, hẳn động đất cũng ảnh hưởng tới hàng rào 109, bất quá chỉ không tệ hàng rào 113, cứ thế sụp đổ luôn, vào lúc này, một nam nhân trung niên bỗng nhiên đứng dậy đi về phía nhâm tiểu túc, nhâm tiểu túc ngẩng đầu nhìn đối phương, không được tới gần, bằng không ngươi sẽ chết, nam nhân trung niên có chút xấu hổ, ta là người phụ trách phòng hậu cần của hàng rào 113, ta tên Lưu Hải, nghe tới đây nhâm tiểu túc không khỏi sửng sốt, hắn nhớ lạc Hinh vũ từng nói, anh trai Lưu Bộ là người phụ trách phòng hậu cần, không phải là vị trước mắt này chứ, nghĩ tới Lưu Bộ, nhâm tiểu túc liền không vui, hắn không máu lạnh tới mức thằng tay giết Lưu Bộ, thế mà Lưu Bộ lại bán đứng hắn, Lưu Bộ đã thế, anh trai hắn có thể tốt hơn à, chỉ thấy Lưu Hải nói với nhâm tiểu túc, là thế này, ta có thể gia nhập đội ngũ của các người không? Đợi tới hàng rào 109, ta sẽ an bài nơi ở trong hàng rào cho các người, các người muốn tiền ta cũng có, chỉ là đều ở trong ngân hàng thánh thị rồi nhâm tiểu túc lạnh lùng nhìn lưu hải lại là một tai họa những lời ngươi nói chưa chắc sẽ làm được nếu ngươi có năng lực lớn như thế sẽ không chỉ là một người phụ trách cút sang một bên nhất thời lưu hải dẫn tới tiếng xanh mặt mày sửng sốt nửa buổi chẳng nói nên lời bên cạnh cũng có vài người bừng tỉnh bất quá họ không phát ra tiếng động mà lặng lẽ nghe lưu hải và nhâm tiểu túc nói chuyện kỳ thật rất nhiều người có suy nghĩ giống như lưu hải rõ ràng đám vương nhất hằng không dám đụng tới nhâm tiểu túc so với đám vương nhất hằng thì nhâm tiểu túc thân thiện hơn không bằng trên đường nhờ nhâm tiểu túc chiếu cố mình họ thấy nhâm tiểu túc dẫn theo nữ nhân trẻ em và ông lão đều cho rằng nhâm tiểu túc là người tốt họ lại không biết vương phú quý và tiểu ngọc tỷ từng phải trả giá thế nào cho nhâm tiểu túc đám học sinh mặc đồng phục nằm vật xuống đất cũng chẳng để ý đất bùng bẩn thế nào mọi người thật sự mệt tới không chịu được chỉ có nữ lão sư kia còn mạnh mẽ chống đỡ khi thấy có người tới tìm nhâm tiểu túc thì hai mắt sáng lên Kết quả không ngờ nhâm tiểu túc lại gọn gàng linh hoạt cắt đứt ý nghĩ trong đầu người khác như vậy, nữ lão sư có chút thất vọng nhưng đâu còn biện pháp khác, nàng cũng dần thép đi, hôm nay dẫn học sinh trốn đi một đường, nữ lão sư gần như đã kiệt sức, nửa đêm, nhan lục nguyên tỉnh lại, ca, ngươi ngủ một lát đi, từ nhâm tiểu túc gật đầu, hắn nhìn tiểu ngọc tỷ và đám vương phú quý ngủ say, suy nghĩ một chút rồi thở dài, hôm nay cứ để họ ngủ thẳng giấc, hai ta gác đêm là được, sáng sớm ngày thứ hai, nhâm tiểu túc thức thật sớm không biết thế nào nhưng từ khi trở thành siêu phàm giả, tinh lực của hắn ngày càng tốt, trong người cứ như có một ngọn lửa không tên bùng cháy vậy, đêm qua hắn chỉ ngủ có 4 giờ, có điều tỉnh dậy đã cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, vương phú quý lấy đồ ăn ra chia cho mọi người, hiện tại bọn họ có gì đều lấy ra cho mọi người ăn, tuyệt không giấu giếm, cả ngàn nạn dân xung quanh thấy đám nhâm tiểu túc ăn thì không khỏi nhao nhao nuốt nước bọc, có điều họ. Chỉ có thể nhìn ngóng chứ không dám tới đòi nhâm tiểu túc đồ ăn, mọi người cũng chẳng phải đồ ngốc, Họ biết sẽ không ai chịu chia đồ ăn cho người khác, thay vì tới chịu nhục chi bằng ngậm miệng lại, phía bên Vương Nhất Hằng vơ vét không ít đồ ăn. Có điều vấn đề là người chạy nạn cũng chẳng mang theo bao nhiêu, mà đi theo Vương Nhất Hằng hơn chừng 600 người, cuối cùng cũng chỉ có Vương Nhất Hằng và mười mấy thân tín của hắn là có đồ ăn, còn lại đều đói rã ruột. "Chúng ta tiếp tục đi về phía trước." Vương Nhất Hằng trầm mặt nói, "Các huynh đệ chưa ăn đừng quá sốt ruột, ta tin đi về phía trước sẽ kiếm được đồ ăn. Từ hôm nay trở đi, ta ăn rau dại." vỏ cây với mọi người lưu dân không được ăn thầm chửi trong lòng đúng vậy a à, ngươi ăn no rồi nói sau này ăn rau dại với họ à sao không làm thế sớm hơn dù nghĩ vậy họ cũng không dám nói ra miệng kỳ thật lưu dân cũng không quá đoàn kết giống như nhâm tiểu túc nói đây chỉ là một đám ô hợp vương nhất hằng dẫn theo đám lưu dân đi về phía trước họ khẽ động ngàn người sau lưng cũng di chuyển theo nhâm tiểu túc có phần buồn bực đổi lại là hắn bị đoạt đánh chết nhâm tiểu túc cũng không đi theo vương nhất hằng như đám người kia đám người này lại khác, bị cướp rồi vẫn đi theo đám lưu dân. Đi thôi, nhâm tiểu túc nói với đoàn người, hàng rào 109 còn rất xa, chúng ta không thể tới trễ. Từ tiểu ngọc tỷ gật đầu, đại bộ phận lưu dân đều kiên cường hơn người trong hàng rào, cực khổ họ đã sớm trải qua rồi, lúc này đám học sinh phía sau nhâm tiểu túc cũng đứng lên. Nữ lão sư vừa đứng dậy bỗng kêu đau một tiếng rồi ngã xuống, nhâm tiểu túc quay đầu nhìn đám nữ sinh muốn đỡ nữ lão sư lên. Kết quả nữ lão sư đã tự mình đứng lên, nói với học sinh, ta không sao, các ngươi không cần lo cho ta, chúng ta không thể tục lại phía sau, có học sinh thấp giọng nói, Khương Vô Lão Sư, ta rất đói, cả ngày qua tới giờ họ chưa ăn gì cả, hơn nữa còn lặn lội đường xa, làm sao mà không đói bụng được cơ chứ, thậm chí có vài đệ tử đã bắt đầu choáng váng, người được gọi là Khương Vô Lão Sư kia khó xử, nàng an ủi, không chừng đi về phía trước sẽ có đồ ăn, hàng rào 109 hẳn cũng sai người chi viện. Nếu không được lão sư sẽ hái rau dại cho các ngươi ăn. Lão sư, Trao giải có bộ dáng gì? Một nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Nhâm Tiểu Túc nhìn nữ sinh kia, thấy trên cổ tay đối phương có đeo một vòng tay. Nếu hôm qua họ không ở gần Nhâm Tiểu Túc, e rằng cái vòng vàng kia đã bị cướp đi. Đám nhóc này sống trong sự bảo bọc của tập đoàn, họ không hề biết bên ngoài hàng rào là tình cảnh nước sôi lửa bỏng thế nào, càng chẳng biết trao dại là thứ gì. Hương Vô cũng bị hỏi đến không biết trả lời làm sao. Nàng chỉ nghe người bên cạnh nói ăn trao dại, chính nàng cũng không biết trao dại hình thù thế nào trong hàng rào nàng chưa từng thấy quá, bất quá Khương Vô không ngốc, nàng lén chỉ vào đám nhâm tiểu túc, thấp giọng nói với học sinh của mình, các ngươi thấy được đám người trước mặt chúng ta không? Họ tương đối lợi hại, đợi lát nữa họ hái cái gì chúng ta liền hái cái đó ăn, lúc này nhâm tiểu túc cũng chưa ý thức được Khương Vô sau lưng đã xem mình là người lợi hại nhất trong đám nạn dân, có đệ tử, nói, bằng không chúng ta nhờ hắn giúp đỡ đi, Khương Vô lắc đầu, bây giờ hàng rào không còn. Các ngươi phải hiểu không phải ai cũng theo lẽ thường giúp chúng ta, chúng ta phải tự cứu lấy mình mọi người tiếp tục lên đường tinh thần tiểu ngọc tỷ vương phú quý nhan lục nguyên tốt hơn những người khác một ít tiểu ngọc tỷ quay đầu nhìn đám cương vô rồi nhỏ giọng cười nói với nhâm tiểu túc đám đệ tử trong hàng rào kia không ít nữ hài xinh đẹp bộ dáng hay độ tuổi cũng phù hợp với ngươi thấy sao vừa ý người nào tỷ giúp ngươi đi hỏi lúc này chỉ cần có cơm ăn người ta liền đi theo ngươi nhâm tiểu túc dở khóc dở cười tiểu ngọc tỷ ngươi đừng nghĩ tới mấy chuyện này nữa bây giờ đi tới hàng rào 109 mới là chính sự. Được được được, Tiểu Ngọc tỉ mỉm cười, bất quá nếu thay đổi suy nghĩ, ngươi có thể nói ta bất kỳ lúc nào, mai mốt tỷ sẽ giúp các ngươi sớm sinh em bé. Bây giờ, khi thấy một nhánh cây bên lề đường, hai mắt sáng trưng, hắn đi tới ven đường nhổ tận gốc nhánh cây đó, Khương Vô thấy thế thì thầm nói với đám học sinh, đi, tìm loài cây giống y đúc cái hắn vừa nhổ, đám học sinh đã sớm đói, họ lập tức chia ra tìm ven đường, lúc này nhâm tiểu túc mới nói với Vương Phú Quý, ngàn vạn lần không được ăn thứ này năm trước ta ăn thử một lần kết quả đau bụng hết ba hôm đám người khương vô nghe thấy thế thì lập tức quăng nhánh cây mình vừa nhổ đi nhâm tiểu túc phát hiện đám học sinh học theo hắn suy nghĩ một lúc hắn bỗng nói với vương phú quý thứ bên chân ngươi được gọi là gối đầu thảo là một loại cây cải có thể ăn vì ăn sống và liên quan đến vấn đề vệ sinh nên sẽ có chút khó ăn có điều so với mạng mình thì chút đau khổ này tính là gì vương phú quý buồn bực ngươi nói cho ta biết làm gì Nhà hắn thường dùng loại này gói sủi cảo, làm sao không biết mấy thứ thường thức đơn giản này được, thế nhưng lời này không phải nhâm tiểu túc nói cho Vương Phú Quý nghe. Khương Vô nhìn nhâm tiểu túc, vì nàng một mực quan sát nhâm tiểu túc nên hiểu rõ vì cái gì nhâm tiểu túc bỗng nhiên nói thế, đây là nói cho nàng nghe. Khương Vô nhìn nhâm tiểu túc, rồi quay đầu nói với học sinh, mọi người đi hái cối đầu thảo đi, đợi nàng nói xong, quay lại nhìn đã thấy nhâm tiểu túc dẫn đội rời đi, Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh nhâm tiểu túc cười nói, ca có phải ngươi vừa ý lão sư kia không? Trông rất được nha, nhâm tiểu túc lắc đầu, ta chỉ hy vọng họ có thể sống lâu hơn chút, chỉ vậy thôi, Khương Vô dẫn theo một đám học sau trốn ra chắc chắn ăn không ít đau khổ. Đầu năm nay, mạng mình lo chưa nổi còn quản sống chết của ai, nhâm tiểu túc cũng ích kỷ, có điều việc này không ảnh hưởng tới chuyện hắn có phần bội phục Khương Vô, đội ngũ mấy ngàn người tiếp tục tiến về phía trước, đại đa số mọi người đói đến bụng dán vào lưng, nhất là trong mùa đông giá rét này, không có cơm ăn sẽ càng thấy thời tiết rét lạnh vô cùng, rau dại trong mùa đông cũng có hút yểu xìu. Ngay cả thứ có sinh mệnh cường ngạnh như rau dại cũng không ngừng héo rũ, đám dân chạy nạn vừa đi vừa vơ vét đồ ăn ven đường, thực vật, vỏ cây, rễ cây, có đủ, ban đầu đám người trong hàng rào còn e dè, có điều khi bụng đói rồi thì tôn nghiêm mặt mũi gì đó cũng vứt hết cho chó ăn, ngược lại, đám nhâm tiểu túc không có một chút áp lực tâm lý nào cả, dù sao bình thường họ cũng ăn những thứ này mà ăn rau dại sống rất đau khổ sau khi ăn xong cả miệng đầy mùi đắng chát không ít người ăn không được phải nhả ra căn bản ăn không nổi những loại thức ăn này về sau có không ít người xui xẻo chẳng biết ăn phải thứ gì lại sùi bọt mép nằm vật ra giữa đường không ai quản những người này cả họ chỉ hờ hững đi qua rồi tiếp tục tiến về phía trước như mấy cái xác không hồn chỉ có nhâm tiểu túc khi đi qua thoáng ngừng lại hắn đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn những người này rồi nói với nhan lục nguyên đây là bệnh trạng khi ăn trắng đầu ông cũng là rau cần dại mà chúng ta thường nói tới thứ đồ chơi này trông rất giống rau cần, một khi ăn lầm sẽ có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa, tay chân rét run, tứ chi tê liệt, nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn tới tử vong, Khương Vô đi sau lưng yên lặng nhớ kỹ những lời này, sau đó khuyên bảo học sinh ngàn vạn lần đừng hái thứ này, kết quả học sinh không khỏi mờ mịt, vậy rau cần có hình dáng thế nào, bình thường những học sinh này sống trong hàng rào, tất nhiên đã có cha mẹ giúp đỡ, chuẩn bị cho ăn ngon mặt tốt, nào cần để ý rau cần có hình dạng gì mấy ngàn nạn dân đi qua như nạn châu chấu vậy. Bấy giờ nhâm tiểu túc chợt thấy một cổ xe Việt giả phía trước, đây không phải xe mà La Lam dùng à, sao lại lẻ loi trơ trọi ở chỗ này, mọi người đi tới mới phát hiện xe Việt giả đã hư, không cách nào sửa chữa nữa, đường đi nơi hoang dã gồ ghề. Tuy xe Việt giả lợi hại cũng không chịu nổi sự hành hạ thế này, e rằng chính La Lam cũng không ngờ bản thân mình lại đụng phải chuyện này, cuối cùng chỉ có thể bỏ xe, một đám nạn dân điên cùng mở xe muốn tìm kiếm thức ăn có điều khiến họ thất vọng là xe Việt giả cực kỳ sạch sẽ, ngay cả bao da ở chỗ ngồi cũng bị tháo ra, không chỉ thế, còn có một ít linh kiện cần thiết cũng không còn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy số linh kiện này hẳn dùng để sửa chữa một chiếc xe khác, có điều bây giờ chiếc xe này xem như triệt để bị bỏ, Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, hẳn la là Lam dùng toàn lực chạy tới hàng rào 109 rồi, theo đạo lý. Khả năng cao bây giờ La Lam đã tới đó, hôm nay rất nhiều nạn dân thảo luận về việc họ có thể vào hàng rào không. Có người nói, mắc gì hàng rào 109 không cho họ vào. Họ là dân cư hợp pháp trong hàng rào mà, tuy hiện tại hàng rào phân liệt lơi hạ, cơ bản đều bị tập đoàn quản lý, có nhiều trên danh nghĩa vẫn là người sở hữu hàng rào vẫn được quản lý bởi một tổ chức, cũng có người nói, khả năng họ không vào được. Lúc trước họ ở hàng rào 113 do tập đoàn Khánh Thị quản lý, hiện tại đi tới hàng rào 109 do Lý Thị quản lý, người ta không cho ngươi vào, ngươi cũng chẳng làm gì được, nhâm tiểu túc thầm nghĩ những nhân vật lớn như la lam không cần cân nhắc việc có thể tiến vào hàng rào không chung quy lý thị vẫn phải chừa chút mặt mũi cho khánh thị còn những người khác khả năng không cao bọn họ tiếp tục đi về phía trước kết quả không bao lâu nhâm tiểu túc lại thấy được một chiếc xe vận binh đứng lẻ loi trơ trọi trên đường lại là một chiếc xe không xài được mọi người tới cần nhìn liền thấy chiếc xe này không có lốp chẳng lẽ lốp dự phòng cũng không có nhâm tiểu túc hiếu kỳ lúc xe tải vận binh này chở toàn là binh sĩ cho thấy trọng lượng rất nặng nếu xe cứ tiếp tục hỏng thế này, nhâm tiểu túc cảm thấy rất khó để La Lam có thể tới được hàng rào 109, bất quá, mọi người nhìn mấy chiếc xe bị hư này vô cùng vui vẻ. Lúc trước khi xe của đám La Lam chạy qua, các nạn dân đều nghĩ vì sao đều chạy nạn mà ngươi lại có xe còn chúng ta phải đi đường, bây giờ thấy thế này trong lòng mọi người mới, cân đối một ít, vào ban đêm, mọi người nghỉ ngơi ngay bên chiếc xe vận binh kia, lúc này không thể gọi là cắm trại nữa, chỉ là một đám người ngủ trên mặt đất mà thôi, dưới đất rất lạnh. Nằm trên đất có thể cảm nhận được khí lạnh không ngừng thẩm thấu vào cơ thể, rất nhiều người muốn nhóm lửa, vấn đề là họ không mang theo đồ bật lửa, nhâm tiểu túc sắp xếp cho đám ngang lục nguyên xong liền đi nhặt củi, thời tiết ngày càng lạnh, củi lửa phải đốt suốt đêm mới được, bằng không sáng thứ hai lên đường rất dễ cảm mạo phát sốt, tuy vương phú quý có thuốc trị bệnh nhưng chẳng ai muốn sinh bệnh cả, mùa này rất dễ tìm được củi khô. Nhâm tiểu túc ôm một đống củi lớn trở về thì vừa thấy Khương Viêm nằm rạp trên mặt đất nhóm lửa, vị nữ lão sư này cho học sinh ôm thật nhiều củi trở về, sau đó muốn dùng tay xoay cho củi châm lửa, nhâm tiểu túc âm thầm lắc đầu, nhìn cô gái này da dẻ non mịn sợ rằng không làm được, người bình thường muốn đánh lửa, sợ rằng mài đến bàn tay phòng rột cũng chưa chắc có tác dụng, Khương vô quỳ dưới đất quật cường tiếp tục đánh lửa, một nam sinh nói, lão sư, để ta thử được không, Khương vô lắc đầu, các ngươi là học sinh, không cần phải làm cực khổ thế này, nghỉ ngơi đi, Khương vô vô thức nhìn về phía nhâm tiểu túc, muốn học cách nhâm tiểu túc đánh lửa rồi làm theo, kết quả, Khương thấy nhâm tiểu túc lấy ra một hộp diêm, sao người này chuẩn bị đầy đủ thế nhỉ, Khương vô miếm môi, rõ ràng mọi người đều là dân chạy nạn, sao nàng cảm thấy đoàn người nhâm tiểu túc đi nhẹ nhàng hơn những người khác rất nhiều, nhâm tiểu túc nhóm lửa lên, nơi họ dừng chân như được phủ một màu sắc ấm nóng, nguyên bản ánh trăng băng lạnh cũng có thêm nhiệt độ, đương nhiên, cũng không phải một mình nhâm tiểu túc nhóm được lửa, trên thực tế có không ít người hút thuốc mang theo diêm, có vài nữ nhân tìm những người hút thuốc đó xin diêm, kết quả nhận lại một đề nghị khiếm nhã, chỉ là vừa chạy trốn được một hai hôm, có ai lại muốn bán mình chỉ vì chút lửa đâu, Khương vô do dự thật lâu mới đi tới chỗ của nhâm tiểu túc, đám tiểu ngọc tỷ vốn đang nói chuyện phím, thấy Khương vô đi tới đều dừng lại nhìn nàng. Có thể Khương Vô cố gắng tìm từ ngữ châm trước nói, có thể cho ta châm chút lửa không? ta có thể dùng củi khô trao đổi với các ngươi, được chứ, tiểu ngọc tỷ tủng tiễn cười, không cần củi khô đâu, chúng ta đủ dùng rồi, cảm ơn, Khương Vỗ có chút kích động, thật cảm ơn, lúc này, Khương Vô chạy lấy một nhánh củi khô qua xin lửa, đám học sinh ngồi bên kia như đám chim non khóc lóc đòi ăn, đợi Khương Vô nhóm lửa xong, đám học sinh đều ngồi vây quanh sưởi ấm, thân thể họ đã sớm lạnh cống, ngón tay ngón chân chẳng có lấy một tí nhiệt độ nào, đột nhiên có hai hán tử trung niên đi tới bên này, có điều còn chưa tới nơi, âm thanh lạnh lùng của tiểu ngọc tỷ vang lên, không được hai hán tử chỉ có thể hậm hực trở về, trong lòng tự nhủ sao lại phân biệt nam nữ như thế, tiểu ngọc tỷ rất có bá khí nha, nhan lục nguyên cười nói, hắn nhại theo tiểu ngọc tỷ, không được, ngươi hiểu cái gì, tiểu ngọc tỷ cười rồi lường nhan lục nguyên, hẳn cô gái kia gọi là Khương Vô, cô ấy là người tốt, đám nam nhân kia đợi phụ nữ người ta mở đầu mới dám qua xin, đúng là không có tiền đồ, hơn nữa Khương Vô đã nhóm lửa nửa ngày trời, không được mới qua xin chúng ta những người khác thì sao, một chút nỗ lực cũng chẳng có, chỉ biết nhặt những thứ có sẵn, tiểu ngọc tỷ cố ý đề cao giọng khi nói, khiến một đám nam nhân gần đó không khỏi sửng sốt, nói xong, tiểu ngọc tỷ cười bảo nhâm tiểu túc, có ngươi ở đây ta mới dám lớn giọng, ngươi cảm thấy cô gái đó thế nào, nhâm tiểu túc khó hiểu hỏi, thế nào là sao, giả bộ không biết, tiểu ngọc tỷ cười cười, tuy hơi lớn tuổi hơn ngươi, thế nhưng nữ lớn hơn ba chẳng khác nào ôm vàng, ngươi thích là được, hay nhỉ, nhâm tiểu túc dở khóc dở cười mau ăn cơm đi, lúc này, Khương Vô và đám học sinh ngồi quanh đống lửa, nàng mở lời an ủi, tối nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ta có cây kẹp tâm, mọi người lấy chiếc bọng nước ở chân rồi đi ngủ đi, cả đám học sinh im lặng không đáp, một nữ sinh cúi đầu nói, cảm ơn lão sư, kỳ thật người không cần làm những việc này cho chúng ta đâu, hiện tại không còn ở trong trường học nữa, có gì đâu, Khương Vô ngắt lời, ta là lão sư của các ngươi, ta cần phải đưa các ngươi tới hàng rào an toàn, lão sư, ta nghĩ. Ta không biết bây giờ cha mẹ đang ở đâu, đám học sinh nói xong thì khóc. Bi thống sau trận tai nạn kia giờ này mới bộc phát, có người khóc, người bên cạnh cũng khóc theo. Phản phất như tiếng khóc có thể lây lan vậy, người trong hàng rào chạy nạn đều hùa nhau mà khóc. Mỗi người đều ôm một nỗi bi thương, đây mới đúng là cửa nát nhà tan, duy chỉ có đám nhâm tiểu túc ngồi trong đám người khóc lóc nỉ non là ngơ ngác nhìn. Ca, chúng ta có cần khóc không? Nhan lục nguyên nhìn xung quanh yếu ớt hỏi, không có gì đâu, không cần khóc, nhâm tiểu túc đáp, đột nhiên, có tiếng bước chân cùng âm thanh người vang lên cách đó không xa, chỉ nghe bên kia có người hô, nhìn kìa, có ánh lửa, chắc chắn có người sống, nhâm tiểu túc quay lại nhìn thì thấy một người trẻ tuổi dẫn hơn 10 người khác chạy tới, người trẻ tuổi hưng phấn hô to, ngươi thấy chưa, ta đã nói có thể dẫn người tụ họp với mọi người mà, nhâm tiểu túc không khỏi nghi hoặc, đám người này cũng chạy tới từ nơi xảy ra tai nạn ư, sao bây giờ mới tới, lúc này, một người trẻ tuổi thấy đám người mới tới thì hỏi, các người trốn ra từ trong hàng rào đúng không? ta nhớ phía sau mình có không ít người bị côn trùng cổ quái đuổi theo, một người đáp, may mà có Trần Vô Địch, là hắn mở đường giúp chúng ta trốn ra, đúng rồi, hắn là siêu phàm giả, người tên Trần Vô Địch vui vẻ nói, là chuyện ta phải là, tề thiên đại thánh hàng yêu trừ ma, bảo vệ dân chúng, nhâm tiểu túc tự hỏi đối phương đang nói cái quái gì thế, sau đó hắn tập trung quan sát, Trần Vô Địch ăn mặc có phần cổ quái, ở chỗ ngực áo sọc trắng xanh có viết mấy chữ, Bệnh viện tâm thần số 3 của hàng rào 113, chẳng lẽ tên này bị bệnh tâm thần, nhâm tiểu túc từng nghe qua cái danh xưng tề thiên đại, thánh này, trong học đường từng có một cuốn sách tên là Tây Tê Du Ký cho học sinh mượn đọc, hơn nữa khi quán rượu còn chưa bị cấm, Bình Thư Tiên Sinh từng kể rất nhiều chuyện về Triệu Tử Long ở thời Tam Quốc cùng Tôn Ngộ không đại náo thiên cung, Trương Cảnh Lâm từng, nói, có tứ đại danh văn, là vật quý của nhân loại, trong đó còn hai bộ là Hồng Lâu Mộng và Thủy Hữu Truyện. Mà Hồng Lâu chưa được tiên sinh ở quán rượu kể qua, trước kia có người hỏi, vì sao tiên sinh không kể về Hồng Lâu mộng? Tiên sinh cười nói, đó là một câu chuyện buồn, vài năm trước Nhâm Tiểu Túc rất thích dẫn Nhan Lục Nguyên đi nghe chuyện xưa. Có điều từ khi quán rượu đóng cửa họ cũng không có thời gian nữa, mà tiên sinh kể chuyện kia cũng chẳng biết đã đi đâu, chuyện xưa không còn ai kể nữa. Bây giờ, có người nhỏ giọng hỏi người bên cạnh Trần Vô Địch, đây là bệnh nhân trốn ra từ viện tâm thần mà, chẳng phải là nhóm người bị tập đoán bắt lại lần trước à? người bên cạnh trần vô địch nghe vậy thì nhỏ giọng đáp hẳn là vậy hắn là siêu phàm giả có thể biến ra một cây gậy năng lực rất mạnh bất quá hắn lại bảo mình là tề thiên đại thánh chuyển thế ta cũng không biết là thật hay giả nói thật nếu trần vô địch không phải siêu phàm giả họ sẽ nghĩ trần vô địch là người mắc chứng vọng tưởng có điều bây giờ lại khác không ít người mơ mơ màng màng lại tin trần vô địch là tề thiên đại thánh đương nhiên cũng chỉ là bán tính bán nghi mà thôi nhâm tiểu túc hăng hái nhìn trần vô địch hiện tại hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với siêu phàm giả, chỉ là ánh mắt trần vô địch quét tới quét lui, khi thấy được nhâm tiểu túc thì vô cùng vô mừng, nhường đường. Nhường đường, trần vô địch gạt đám người xung quanh ra đi về phía nhâm tiểu túc, nhâm tiểu túc bỗng có dự cảm xấu, nhan lục nguyên nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi biết hắn, đâu có, nhâm tiểu túc buồn bực đáp, khoảng cách giữa nhâm tiểu túc và trần vô địch ngày càng rút ngắn, khi tới trước mặt nhâm tiểu túc, trần vô địch mới dừng lại. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn nhâm tiểu túc, sư phụ, Trần Vô Địch kinh hỉ nói, nhâm tiểu túc, chấm hỏi, cái quỷ gì vậy? Chỉ thấy Trần Vô Địch quay đầu nói với đám người đồng hành với hắn, ta tìm được sư phụ rồi, các ngươi bảo trọng, ta phải hộ tống sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh, tất cả mọi người, vương phú quý đứng bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nhìn biểu tình kinh ngạc của nhâm tiểu túc thì chẳng hiểu sao buồn cười muốn chết, bấy giờ, Trần Vô Địch quay đầu nhìn vương phú quý, bác giới, ngươi cười cái gì, vương phú quý im bặt chấm hỏi trần vô địch không để ý tới vương phú quý nữa hắn nhìn vương đại long sa tăng ngươi cũng ở đây à tốt quá rồi vương đại long nửa tỉnh nửa mê cảm thấy mối quan hệ cha con hắn thay đổi rồi nguyên bản là phụ tử nay chuyển thành sư huynh đệ cái này nhâm tiểu túc không khỏi phiền muộn chẳng lẽ hắn phải đi tây thiên thật cuộc sống đột nhiên thay đổi nhiều quá nhâm tiểu túc kinh ngạc nhìn trần vô địch ta phải giải thích một chút ta không phải sư phụ ngươi cũng không đi tây thiên lấy kinh không đúng trần vô địch lắc đầu Bây giờ sư phụ đang đi hướng nào? Tây Nam." Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hàng rào 109 nằm ở hướng Tây Nam, Trần Vô Địch trịnh trọng nói, "Tây Thiên cũng ở hướng Tây Nam, khả năng là sư phụ vẫn chưa nhận ra a." À. "Thế nhưng người đang trên đường đi thỉnh kinh đó, vậy cũng được." Lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc bị người khác đào hố, ta lặp lại lần nữa, "Ta thật sự không phải sư phụ ngươi." "Lão Vương không phải bác giới, Vương Đại Long bên cạnh hắn cũng không phải sa tăng." Trần Vô Địch vung tay Việc này không quan trọng, nhâm tiểu túc và vương phú quý mê man. Cái gì mà không quan trọng? Rất quan trọng có được không? Nhan Lục Nguyên đứng một bên cười ngặt nghẽo. Hắn sợ Trần vô địch chú ý tới mình nên trốn sau lưng Tiểu Ngọc Tỷ. Thân thể hai người đồng loạt run run. Lúc này, có người hỏi: Lúc các người trốn ra có gặp được cái gì không? Đám binh sĩ tụ hợp với mọi người vẫn chưa tỉnh hôn. Cái con trùng có hình mặt người sau lưng rất đáng sợ. Đêm qua chúng ta còn nghe sói chu, dạ cho cả đêm không dám ngủ. Bất quá may mà có Trần vô địch gọi ta là Tề Thiên Đại Thánh Trần Vô địch cải chính. A, à, may mà có Tề Thiên Đại Thánh giúp đỡ chúng ta đuổi đám côn trùng kia đi. Có vẻ đám côn trùng kia rất sợ hắn. Người vừa nói chuyện trông vô cùng mệt mỏi. Hai ngày nay hắn lo lắng hải hùng. Hiện giờ thấy cả ngàn người một chỗ mới giúp họ có chút cảm giác an toàn. Mà lúc này đây, Nhâm Tiểu Túc đã bắt đầu suy nghĩ bản thân nên làm sao với Trần Vô địch. Tên này tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế, có điều đối với cách nói này, Nhâm Tiểu Túc không tin một chút nào đoán chừng từ nhỏ tên này nghe nhiều chuyện xưa về tề thiên đại thánh nên huyễn tưởng bản thân trở thành anh hùng kỳ thật nhâm tiểu túc cũng từng xem qua tây du ký phát hiện tề thiên đại thánh rất mạnh là hình tượng anh hùng trảm yêu trừ ma được vẽ ra cho mọi người lúc này đám vương nhất hằng đi tới hắn tận lực tránh nhâm tiểu túc nói với đám người kia giao hết đồ quý trên người các ngươi ra đây trong lúc nói chuyện hắn cũng chú ý tới bên nhâm tiểu túc sách lược của vương nhất hằng rất đơn giản trước không chọc tới nhâm tiểu túc và người bên cạnh hắn thế nhưng đối phương cũng không được nhúng tay vào chuyện của hắn mọi người đều có súng nước sông không phạm nước giếng nhưng khi khóe mắt vương nhất hằng đảo mắt nhìn qua nhâm tiểu túc thì không khỏi sửng sốt chỉ thấy trong tay trần vô địch là cây thiết bổng màu đen một màn này cũng khiến nhâm tiểu túc sửng sờ hai đầu thiết bổng có màu kim sắc ở giữa là màu đen này chẳng phải kim cô bổng trong tay du ký sao vương nhất hằng quay đầu nhìn trần vô địch lại thấy trần vô địch cầm thiết bổng chỉ hắn là ngươi tiểu yêu quái vương nhất hằng chấm hỏi ai là tiểu yêu quái. Vương Nhất Hằng cảm thấy tên này bị bệnh tâm thần nên nhận nhầm hắn thành hắc sơn lão yêu nào đó. Tiểu yêu quái là cái quái gì, khi Vương Nhất Hằng còn chưa kịp phản ứng, Trần Vô Địch đã nện một gậy qua, gào thét, không được ức hiếp dân chúng ở đây, nhâm tiểu túc kéo đám nhan lục nguyên lùi về sau một chút, hắn sợ trong lúc chiến đấu sẽ ngộ thương người xung quanh, phải biết súng không có mắt. Vương Nhất Hằng thấy kim cổ bỗng đánh về phía mình thì cuốn quyết lùi ra sau rút súng một gậy của trần vô địch vừa vặn xẹt ngang qua mũi vương nhất hằng một hồi bụi đất bay lên mặt đất trung chuyển nhâm tiểu túc kinh ngạc nhìn trần vô địch không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ gậy của tên này thật sự nặng mười ba nghìn năm trăm cân không đúng hẳn không nặng như vậy đâu phan tiếng súng rền vang họng súng của vương nhất hằng tóe ra tia lửa trong chớp mắt mọi người không khỏi sửng sốt vì không biết từ khi nào trần vô địch đã chặn thiết bổng trước ngực mình hắn cười nói kim cô bổng của ta có thể chặn được súng đạn, nhan lục nguyên ở bên cạnh hiếu kỳ nói, cơ mà đạn không trúng thiết bổng của ngươi. Ngực ngươi đang chảy máu kìa, trần vô địch cúi đầu nhìn, sau đó thở dài, cái con mẹ nó, nói xong, gân xanh trên cổ trần vô địch nảy nảy, viên đạn bắn vào ngực hắn bị cơ bắp ép văng ra ngoài, kỳ thật lúc trước nhâm tiểu túc đã chú ý tới, viên đạn kia không bắn vào da thịt trần vô địch, nhâm tiểu túc có thể thấy được đuôi đạn màu vàng, trong truyền thuyết, tề thiên đại thánh mình đồng da sắc thế nhưng da thịt tên này phải cứng rắn cỡ nào mới có thể cản được đạn, nhâm tiểu túc khẳng định bản thân tuyệt đối không làm được như thế, vương nhất hằng cắn răng muốn nổ súng, lần nữa, có điều mắt hắn hoa lên, trần vô địch trong tầm mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh, sau một khắc, kim cô bỗng xuất hiện từ bên trái hắn, kim cô bỗng nặng nề chấn động phát ra tiếng ong ong, phản phất như bắt đầu cộng hưởng cùng không gian vương nhất hằng đứng bên cạnh đám lưu dân vọt khỏi chiến trường. Cây kim cô bỗng kia quất mạnh lên lưng hắn, phanh một tiếng, bên hông vương nhất hằng như bị vẹo đi một gậy này trực tiếp đánh gãy xương sống gã trong chớp mắt vương nhất hằng bay ra ngoài hắn nằm trên mặt đất không thể khống chế cơ thể nữa đông một tiếng trần vô địch chống kim cô bổng đứng thẳng bản thân hắn đứng trên thiết bổng uy phong lẩm lẩm trần vô địch quay đầu nói với nhâm tiểu túc sư phụ ta có đẹp trai không ta thật sự nhâm tiểu túc nhìn trời không nói nên lời lúc này nhóm lưu dân tránh xa vương nhất hằng ra họ sợ bản thân bị cái gã đang nằm trên đất trên rỉ kia liên lụy còn nhóm dân chạy nạn từ hàng rào không khỏi vui sướng, họ sớm hận Vương Nhất Hằng tới tận xương tủy, hơn nữa mọi người đều hiểu Vương Nhất Hằng sẽ một tất tiếng một tất, có người nói với Trần Vô Địch, cảm ơn ngươi, cám ơn ta làm gì, Trần Vô Địch không để ý phất tay, cảm ơn sư phụ ta đi, lúc này, nhiều người sững sờ quay đầu nhìn nhâm tiểu túc, cảm ơn, hai mắt nhâm tiểu túc sáng lên, vì chỉ trong chốc lát hắn đã thu được mười mấy cảm tạ tệ, vốn hắn còn đang buồn, không biết làm sao thu được cả ngàn cảm tạ tệ ai dè hắn còn chưa kịp làm gì thì trần vô địch đã tới giúp nhan lục nguyên nhìn nhâm tiểu túc tính hỏi sắp tới phải làm sao kết quả nhan lục nguyên thấy nhâm tiểu túc hai mắt nóng bỏng đi về phía trần vô địch miệng vết thương của con có đau không sư phụ có thuốc trị ngoại thương rất tốt nhan lục nguyên chấm hỏi vương phú quý chấm hỏi tất cả mọi người chấm hỏi chẳng lẽ họ thật sự phải tới tây thiên thỉnh kinh mới vừa rồi nhâm tiểu túc còn phủ nhận quan hệ thầy trò với trần vô địch Kết quả bây giờ vừa chuyển mắt hai người họ đã diễn một màn thầy trò tình thâm, Nhan Lục Nguyên và Vương Phú Quý kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc lấy một bình sứ nhỏ ra, Vương Phú Quý hít một hơi, Nhâm Tiểu Túc còn lấy thuốc bảo bối của hắn ra, lúc trước Vương Phú Quý khuyên thế nào Nhâm Tiểu Túc cũng không chịu bán lại, còn bây giờ, Nhâm Tiểu Túc nguyện ý lấy cho Trần Vô Địch dùng miễn phí, đây có phải là Nhâm Tiểu Túc không, nhưng chỉ có Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, Trần Vô Địch có chứng vọng tưởng thích hàng yêu trừ ma, giúp đỡ người khác sẽ là thần khí giúp hắn kiếm được cảm tạ tệ trong tương lai kỳ thật nhâm tiểu túc cũng tồn tại tâm tư lợi dụng trần vô địch bất quá hắn thấy ánh mắt chân thành của trần vô địch bỗng nhiên có chút xúc động thở dài quay đầu nhìn về phía vương phú quý bên này vương phú quý vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng trong khiếp sợ thì chợt nghe nhâm tiểu túc nói bác giới lấy cho đại sư huynh chút gì đó ăn đi vương phú quý chấm hỏi bị điên rồi vương phú quý cảm thấy cả thế giới này điên mất rồi tuy nghĩ vậy Vương Phú Quý vẫn thành thật lấy bánh ngô tới đưa cho Trần Vô Địch, cám ơn sư phụ, Trần Vô Địch cầm bánh ngô dồn vào miệng, hắn thật sự rất đói, điểm cảm tạ tới từ Trần Vô Địch, cộng một. Cung, điện sẽ không sai, đây là lời cảm tạ thật tâm, nhâm tiểu túc nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của Trần Vô Địch, trong chớp mắt hắn cảm thấy quan hệ thầy trò này cũng không tệ, Trần Vô Địch ngẩng đầu, sư phụ, ta đói, nhâm tiểu túc cảm thấy đồ đệ này không chỉ biết đánh nhau, có thể biết kiếm ăn nữa, nhâm tiểu túc nghĩ nghĩ rồi nói, đồ đệ à, ngươi biết cái gì gọi là hóa duyên không? Biết, Trần Vô Địch gật đầu, ta chỉ cho ngươi biết mấy người, ngươi tới tìm họ kiếm cơm đi, nói xong, nhâm tiểu túc chỉ về đám lưu dân kia, đó đều là tâm phúc của Vương Nhất Hằng, nhâm tiểu túc biết đám người kia giành được đồ ăn, nhất định vẫn còn đồ thừa cất giấu trong người, được, sư phụ, Trần Vô Địch cầm theo kim cô bổng đi kiếm đám lưu dân nọ, mấy người kia bị dọa cho tục quần. Phải biết hiện giờ Vương Nhất Hằng vẫn đang nằm dưới đất kêu trên đó, đây gọi là hóa duyên có khác gì ăn cướp đâu vì sao bọn họ làm thì gọi là ăn cướp còn trần vô địch làm thì gọi là hóa duyên họ nhìn vương nhất hằng quyết đoán lấy hết đồ ăn trong người ra trần vô địch cầm một đống lên đi tới bên người nhâm tiểu túc có chocolate có bánh quy trần vô địch tựa như trong công nói với nhâm tiểu túc sư phụ cho người ăn nhâm tiểu túc lắc đầu đây đều là ngươi lấy được tự giữ lại cho mình ăn đi nói thật nhâm tiểu túc thật sự không có ý đoạt đồ ăn của trần vô địch khi dễ người khác hắn không có tí áp lực tâm lý nào, nhưng chẳng biết vì sao, khi đối diện với Trần Vô Địch hắn lại thấy nội tâm có cảm giác tội lỗi, có lẽ, đây là một loại thiên phú của Trần Vô Địch, bên cạnh đó có không ít tiểu cô nương trong hàng rào ngưỡng mộ nhìn Trần Vô Địch, trong Trần Vô Địch cũng rất thanh tú, vừa rồi hắn ra tay trừng trị ác nhân. Trừ việc hắn mặc đồng phục của bệnh viện tâm thần có chút chướng mắt ra thì rất giống một anh hùng, nhóm tiểu cô nương len lén đánh giá Trần Vô Địch, các đang ở tuổi chớm nở mối tình đầu. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, người cho các nàng một tí cảm giác an toàn sẽ giành được rất nhiều hảo cảm của những cô gái này, chỉ có ánh mắt Khương Vô vẫn dán lên người nhâm tiểu túc. Đột nhiên nàng cảm thấy nhâm tiểu túc tuy không phải người tốt nhưng tuyệt đối không phải người xấu, phong ba ngắn ngủi qua đi, mọi người vẫn bình tĩnh lại, họ cần phải nghỉ ngơi, ngày mai còn phải di chuyển. Nhâm tiểu túc cảm thấy có chút kỳ quái, đám lưu dân đoạt không ít đồ của người trong hàng rào, trước kia có thể họ sợ Vương Nhất Hằng có súng nên chẳng dám phản kháng, bây giờ Vương Nhất Hằng đã chết, Thương cũng do vương phú quý thu giữ, theo đạo lý mà nói, bây giờ người trong hàng rào nên báo thú, dành lại đồ đạc của mình chứ, đáng tiếc Nhâm Tiểu Túc lại không thấy người trong hàng rào và lưu dân có xung đột gì cả, nguyên bản, đội ngũ Nhâm Tiểu Túc có 5 người vây quanh đống lửa, nay bỗng nhiên trở thành 6 người, Trần Vô Địch một mực ăn không ngừng, nhìn bộ dáng cứ như hai hôm này không được ăn gì cả, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, nghe nói Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép thần thông, có thể biến lông tơ trên đầu thành hầu tử hầu tôm, nếu ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi có làm được chiêu này không? Không được, Trần Vô Địch dứt khoát thừa nhận điểm yếu của mình. Hắn nói, thời gian chuyển thế của ta còn ngắn nên tạm thời chưa thức tỉnh năng lực khác. Ngươi thử qua chưa? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Thử rồi nhưng không được, Trần Vô Địch thành thật đáp. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn, hắn phát hiện tóc sau tai phải của Trần Vô Địch ít đến đáng thương, xem ra từng thử qua không ít lần a, à. không biết vì sao càng ngày Nhâm Tiểu Túc càng cảm thấy Năng lực của siêu phàm giả ít nhiều liên quan tới tâm lý của họ, tỉ như trị số tinh thần lực thần bí của hắn đến nay vẫn chưa rõ, ví dụ như ảnh tử có liên quan tới tinh thần lực của hứa hiển sở, còn Trần Vô Địch rất rõ, hắn nghĩ mình là tề thiên đại thánh, kết quả thật sự có được kim cô bổng, hơn nữa tố chất thân thực lại hơn người, lúc này, nhâm tiểu túc đang nghĩ, có phải những người có chứng vọng tưởng như Trần Vô Địch đều trở thành siêu phàm giả không, có điều người bị chứng vọng tưởng luôn có người hại mình thì, thảm rồi vừa trở thành siêu phàm giả, kết quả tưởng tượng mấy địch nhân, tự hại chết mình, đường, nhiên, nhâm tiểu túc cũng biết chuyện này chỉ là phỏng đoán, không phải bệnh nhân tâm thần nào cũng có tinh thần lực cường đại, nhâm tiểu túc đang suy nghĩ thì có vài nữ nhân chạy tới tìm Khương vô sinh lửa, xem chừng họ sợ nhâm tiểu túc đòi hỏi cái gì đó từ trên người họ, nhâm tiểu túc khó chịu, các ngươi xem ta là người nào. Ta là tên bụng đói ăn quàng à, còn cái vị đại tỷ hơn 50 kia nữa, ánh mắt đề phòng nhìn ta là làm sao, có điều Khương Vô cũng không đồng ý ngay mà nhìn về phía nhâm tiểu túc hỏi, đây là lửa mượn từ chỗ các ngươi, ngươi đồng ý cho họ châm lửa chứ, được nhâm tiểu túc nhìn đám nữ nhân kia, hắn cũng không tới mức so đo với nữ nhân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngược lại nhâm tiểu túc khá bất ngờ về phản ứng của Khương Vô, những nữ nhân kia không ngớt lời cảm tạ nhâm tiểu túc rồi nhanh chóng cầm củi đã nhóm lửa quay về chỗ của mình, nhâm tiểu túc lần nữa thu được ba cảm tạ tệ nhìn những nữ nhân kia đem củi về. Nhâm tiểu túc không khỏi cảm khái nữ nhân sinh tồn ở nơi này quả thật có phần khó khăn. Lúc này, nhâm tiểu túc nghe được âm thanh ngáy ngủ phát ra ở bên cạnh. Nhâm tiểu túc quay đầu lại đã thấy Trần Vô Địch ăn no xong lăn ra ngủ, trên đường chạy trốn. Trần Vô Địch một mình che chở hơn 10 người thoát thân, đoán chừng cũng mệt chết rồi. Đột nhiên nhâm tiểu túc cảm giác thế giới này có chút châm chọc. Trong mấy ngàn người lại có một kẻ đàn vương Tòng Dương và nữ nhân Khương Vô Nguyện Ý làm người tốt những người khác tự cho là thông minh chỉ muốn bảo vệ bản thân, ngay cả nhâm tiểu túc cũng vậy, có điều nhâm tiểu túc không thấy xấu hổ vì điều đó, từ trước đến giờ hắn chưa từng muốn làm người tốt, ca, ngươi ngủ một lát đi, nhan lục nguyên nhìn nhâm tiểu túc, tay lại thêm củi vào lửa, ta và phú quý thúc canh ca đầu, đúng, bây giờ ta có súng rồi, vương phú quý cười nói, hắn giữ súng trong ngực, tự hồ cầm súng khiến hắn có cảm giác an toàn hơn, nhâm tiểu túc suy nghĩ một chút, vậy ta đi ngủ trước, lục nguyên, ngươi dạy lão vương cách dùng súng đi, vương nhất hàng bị đánh một gậy vào eo này đã không động đậy gì, không chỉ xương sống của hắn bị gãy mà lục phủ ngũ tạng cũng vỡ nát không ít, dưới tình huống này còn ai có thể sống tiếp nữa, nửa đêm, nhâm tiểu túc mở mắt ra liền thấy trần vô địch không biết đã tỉnh từ lúc nào, đối phương hai mắt sáng người nhìn chầm chầm mình, nhan lục nguyên và lão vương phụ trách các đêm không ngủ, lão vương đề phòng bên ngoài, còn nhan lục nguyên đề phòng trần vô địch, tuy mọi người đều biết súng không có tác dụng với trần vô địch nhưng không thể không để phòng hắn, đối với, đám nhâm tiểu túc mà nói, mặc kệ trần vô địch biểu hiện chân thành cỡ nào, hắn cũng chỉ là người mới, ai biết hắn có hành động nào không ổn chăng, đương nhiên, nếu trần vô địch có mục đích đi nữa thì động cơ cũng chẳng có, hiện tại người muốn tìm nhâm tiểu túc hẳn chỉ có khánh thị mà thôi, không đúng, phải là hứa hiển sở mới phải, cho nên trần vô địch sẽ không phải người khánh thị phái tới, sư phụ. Người tỉnh rồi, Trần vô địch nói, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi, ngươi mới ngủ được một lát, không mệt à? Không buồn ngủ, Trần vô địch lắc đầu. Từ khi phát hiện mình là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế, mỗi ngày ta chỉ cần ngủ ba bốn giờ là đúng. Thế à? Nhâm Tiểu Túc gật đầu, hắn cũng không khác là bao. Hiện tại mỗi ngày Nhâm Tiểu Túc chỉ cần ngủ tầm ba bốn giờ là được. Lục Nguyên, Lão Vương, hai người ngủ đi, để ta canh gác cho. Nếu không sư phụ ngủ thêm một lát đi, Trần vô địch nói, ta canh là được rồi không cần, nhâm tiểu túc lắc đầu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, mấy ngàn tuổi, trần vô địch cũng không quá xác định, chung quy ta cũng không biết kiếp trước mình bao nhiêu tuổi nữa, ta nói là ở kiếp này, nhâm tiểu túc tức giận, hắn phát hiện hai người họ đang ông nói gà bà nói việc rồi, à, 22 tuổi, trần vô địch nói, trong lòng nhâm tiểu túc tự nhủ, trần vô địch lớn hơn hắn 5 tuổi, vậy mà bây giờ lại trở thành đệ tử của hắn, nhâm tiểu túc hiếu kỳ hỏi, ngươi là bị tư quân bắt vào bệnh viện tâm thần à, Lúc trước khi Trương Bảo Căng bị bắt, Vương Phú Quý liền nhận được tin ngay. Đêm hôm đó Tư quân bắt được ba siêu phàm giả tới bệnh viện Tâm Thần, còn chuyện vào đó không ít thiết bị khám chữa bệnh. "Không phải, Trần Vô Địch lắc đầu, trước đây vài năm ta bị đưa đi, ta nói mình là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế nhưng họ không tin. Đoạn thời gian trước không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên họ lại chuyển ta tới bệnh viện mới, lại còn lấy máu gì nữa?" "Vậy ngươi biết Trương Bảo Căng không?" Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. "Là cái tên thổi bóng hả?" Hai mắt Trần Vô Địch sáng lên. Biết à, hắn ở ngay cạnh phòng bệnh của ta, lúc trước còn có một người bệnh nữa, có điều sau này thì không biết nữa, vừa nói vậy nhâm tiểu túc liền biết Trần Vô Địch thật sự là người của bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn ở chung một chỗ với Trương Bảo Căng, bất quá hắn vốn cho là người trong hàng rào đã giải phẫu Trương Bảo Căng, kết quả hiện tại chỉ đơn giản là lấy máu. Không đúng, dựa theo lời Trần Vô Địch nói còn có một người ở chung, như thế ba siêu phàm giả chỉ còn hai người, chỉ sợ người còn lại, đã chết rồi sau này ngươi có ý định gì không nhâm tiểu túc hỏi hộ tống sư phụ tới tây thiên thỉnh kinh trần vô địch nói như lẽ hiển nhiên nhâm tiểu túc nghe vậy cảm thấy không được tự nhiên lắm hắn suy nghĩ một chút liền nói nhưng ta chưa từng đi lần nào những lời này đúng là hỏi khó trần vô địch không có kinh nghiệm đi tây thiên thì hắn còn làm được gì nữa những năm gần đây mỗi ngày trần vô địch đều mong ngóng được đi tây thiên thỉnh kinh với sư phụ trên đường hàng yêu trừ ma bảo vệ người dân kết quả hiện tại sư phụ lại không muốn đi trần vô địch xoắn suýt nửa ngày nói không được ngươi phải đi nhâm tiểu túc đi cái gì mà đi ta có biết tây thiên ở đâu đâu trần vô địch cũng không đề cập tới chuyện này nhâm tiểu túc đột nhiên hỏi ngươi biết tây thiên ở đâu không trần vô địch sững sờ nói không biết ừ vậy dễ thôi kỳ thật nhâm tiểu túc đã sớm ý thức được trần vô địch chưa đọc qua tây du ký lần nào đây chỉ là giấc mộng anh hùng của hắn mà thôi ai từng đọc sách qua rồi sẽ biết hình tượng của tôn ngộ không cũng không quá tốt vì thế Trần Vô Địch không biết Tây Thiên ở đâu, thậm chí cũng không biết tới Tây Thiên làm gì. Hắn chỉ biết Tề Thiên Đại Thánh rất lợi hại, là một anh hùng, phải đi Tây Thiên với sư phụ. Sư phụ không có kinh nghiệm hắn cũng phải dẫn đi cho bằng được. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Trần Vô Địch không biết ban đầu tô ngộ không cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Chỉ đơn giản được dựng thành một hình tượng mà thôi, ngay cả chính nhâm tiểu túc cũng rất thích hình tượng được người kể chuyện kể. Trong câu chuyện đó, tô ngộ không chân đạp tường vân bảy màu, người mặc kim giáp, không khác gì thần tiên tái thế, nhâm tiểu túc nhìn xung quanh. Nơi này mấy ngàn người ngủ ở nơi hoang dã, không có mấy người nhóm được lửa. Sách trời được bao phủ bởi một bóng đen, đầu mùa đông gió lạnh thổi qua từng cơn, những nạn dân này trải qua khó khăn trắc trở, lại lặng lội hai hôm. Chịu đói chịu khát, bản thân đã yếu ớt đến mắt đứng trên bờ vực sụp đổ. Đêm nay chịu đựng gió lạnh thổi, e rằng sáng mai rất nhiều người đều không dậy nổi, phát sốt, tiêu chảy, cảm mạo suy tim phổi đều là triệu chứng thông thường của cảm mạo ở nơi hoang dã này, khó khăn con người phải đối mặt không chỉ có giả thú còn có bệnh tật, nhiều người chạy nạn thế này, có được một nửa thành công tới hàng rào 109 đã là tốt lắm rồi, nếu đụng phải vật thí nghiệm hoặc đàn sói, khả năng số lượng sống sót càng thêm ít, thậm chí có khi toàn bộ đều bỏ mạng, sáng sớm hôm sau, đúng như nhâm tiểu túc dự liệu, rất nhiều người đứng dậy nhưng không có khí lực, Thân thể còn không ngừng đau nhức, họ lặn lội đường xa lại nhiễm gió lạnh nên phong hàng bạo phát, một ít người khỏe mạnh còn chống đỡ được thế nhưng gần một nửa người không thể đứng dậy nổi nhâm tiểu túc phát hiện cơ bắp của người trong hàng rào không tốt ít nhất không tốt như lưu dân ngay cả nữ nhân như tiểu ngọc tỷ cũng khỏe hơn họ lúc này sự khác biệt giữa người có lửa sưởi ấm liền hiện rõ ra ngay cả khương vố dẫn theo đám đệ tử cũng không có chuyện gì đi nhanh lên nhâm tiểu túc đứng dậy nhìn xung quanh e rằng nơi này rất nhanh sẽ biến thành ổ bệnh nếu không đi nhanh khả năng cao sẽ bị lây bệnh những người này không cứu được sư phụ cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ trần vô địch lên tiếng chúng ta không thể bỏ mặt họ tây thiên ở trước mặt nhâm tiểu túc vừa đi vừa nói ta muốn đi tây thiên thỉnh kinh ngươi thích thì ở lại đi trần vô địch có chút sững sờ hắn suy nghĩ nửa ngày mới hiểu rõ trong mắt trần vô địch việc hộ tống sư phụ đi tây thiên được ưu tiên hơn hẳn thấy trần vô địch đi theo nhâm tiểu túc mới thả lỏng hắn lo trần vô địch sẽ ngu ngốc đi cứu đám người kia cứu thế cho được ở chỗ vương phú quý còn có ít thuốc uống nhưng vấn đề là không đủ cho mọi người hơn nữa đây là vốn liếng tích lũy của đời của vương phú quý sao có thể vô tư cho không người khác chứ họ đứng dậy chuẩn bị rời đi khương vô thấy thế cũng dẫn đám học sinh đuổi theo dù sao bây giờ nhâm tiểu túc làm gì khương vô và đám học sinh cũng sẽ làm theo thấy xung quanh toàn là người bệnh tâm tình khương vô và học sinh cũng có chút trầm trọng họ có thể làm gì được đây vài đệ tử tốt bụng nói lão sư hay chúng ta ở lại giúp mọi người đi khương vô xoắn suýt thật lâu rồi kiên quyết nói không được bây giờ chúng ta phải học cách bảo toàn bản thân có thể bây giờ ta dạy các ngươi không đúng thế nhưng các ngươi phải theo ta thế giới này đã biến một nữ lão sư ôn nhu thiện lương phải đi một bước này có điều nàng không hối hận đuổi theo mọi người không ai được tụt lại phía sau nhớ rõ hình dáng rau quả dại hôm qua chúng ta ăn thấy được ven đường phải hái xuống khương vô nói cơ mà những thứ đó rất khó ăn một đệ tử cúi đầu nhỏ giọng nói khó ăn cũng phải ăn khương vô nói như chém đinh chặt sắt nhâm tiểu túc vừa đi đám nạn dân liền chạy theo, vì hiện tại họ không có mục tiêu gì, chỉ biết đi theo người dẫn đầu mà họ nhận định, cuối cùng, chỉ còn lại những người sinh bệnh nằm dưới đất, lúc này nhâm tiểu túc có phần khó hiểu, hắn sớm biết đàn sói một mực đi theo phía sau nhưng chúng chưa bao giờ xuất hiện công kích đám họ, đây là vì sao? Rõ ràng đám người này không có sức uy hiếp với đàn sói, chẳng lẽ vì số lượng quá nhiều nên chúng trùng bước, vậy còn vật thí nghiệm, nhâm tiểu túc hy vọng chúng theo khánh thị đi về phương Bắc, như thế hắn sẽ không lo chúng đuổi theo mình, đương nhiên, cũng có khả năng vật thí nghiệm chết khi núi lửa phun trào, như vậy là tốt nhất, cho tới bây giờ, nhâm tiểu túc vẫn không xác định được số lượng của vật thí nghiệm, cũng không biết ai tạo ra chúng, hắn chỉ rõ ràng một điều, thế giới này không còn đơn giản như xưa nữa, dọc theo đường đi. Trên cơ bản đám nạn dân đều cố gắng tránh né nhâm tiểu túc, nhâm tiểu túc chưa bao giờ thể hiện sức mạnh của mình trước mặt đám người này, vì họ còn muốn đi tới hàng rào 109 có quỷ mới biết hàng rào 109 đối xử với siêu phàm giả thế nào, vạn nhất cũng như hàng rào 113 thì sao, hiện tại bên cạnh hắn có một tai họa ngầm, chính là Trần Vô Địch đã bại lộ thân phận siêu phàm giả, việc này khiến nhâm tiểu túc không khỏi xoắn suýt, chỉ có thể đi một bước tính một bước, đột nhiên, nhâm tiểu túc thấy phía trước có một chiếc xe việt giả, lúc này hắn không khỏi thấy buồn cười. Dường như ba Việt giả và hai vận binh của Khánh Thị này đã hỏng hết hơn phân nữa. Hôm qua họ thấy một xe Việt giả và một xe tải bây giờ mới đi được nửa đường lại thấy một chiếc khác, nhâm tiểu túc hoài nghi, nếu họ đi tiếp, nói không chừng sẽ gặp được người của tập đoàn Khánh Thị, Trung Quy, ba chiếc xe kia chở không ít người, nhất định có người phải đi bộ, khả năng cao, La Lam sẽ để binh sĩ đi bộ, hắn ngồi xe Việt giả cùng một chiếc xe tải tới hàng rào 109 trong lúc chạng vạn chiều, đội ngũ dân chạy nạn như thấy gì ở phía trước, có người hô to, các ngươi nhìn kìa, là người của tập đoàn Khánh Thị, có người hô to, tìm bọn họ cầu cứu đi rốt cuộc cũng tới nơi tập hợp của quân đội, đám nạn dân cũng không cân nhắc đội ngũ người ta có nguyện ý dẫn họ theo không đã điên cuồng chạy về phía trước, phản phất như bắt được cọng cỏ cứu mạng, Nhâm Tiểu Túc nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên, hắn thấy rõ dưới ánh trời chiều, La là Lam dẫn theo mấy trăm binh sĩ của tập đoàn Khánh thị ngồi dưới ánh trời chiều, sao tên mập mạp này lại ở đây? Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, La là Lam có phần cổ quái, nhìn kỹ hơn lại thấy quần của hắn giống y chang hai cái bao da trên xe Việt giả. Lúc này, binh sĩ đang cắm trại dưới sự chỉ huy của La Lam. Kết quả khi thấy trước mặt chằng chịt người và người thì không khỏi giật mình, hắn nhanh chóng nói với chiến sĩ, nhanh lên, mau lấy súng ra, phòng ngừa nạn dân chạy tới nơi cắm trại của chúng ta. Chiến sĩ Khánh Thị được rèn luyện hàng ngày dưới cường độ cao, La Lam vừa nói chuyện xong thì tiếng súng vang lên, nạn dân thấy khẩu súng nhắm về phía mình thì dừng bước. Tự hồ có phần không biết nên tiếng hay lùi, một nam tử trung niên hô lớn, ông chủ la, tôi là tiểu trương ở phòng quy hoạch, Chúng ta từng gặp nhau rồi, La là Lam hô to, lớn tuổi như vậy còn gọi là tiểu trương, ngươi không biết xấu hổ à, lùi hết ra xa cho ta, bước thêm bước nữa ta liền nổ súng, nạn dân nghe vậy cũng không dám động, đến nơi hoang dã này, Khánh thị chẳng cần biết nạn dân là ai, không phải người của mình thì cứ xem như địch nhân mà xử lý, Nhâm Tiểu Túc đứng phía xa nhìn toàn cảnh, hắn hy vọng tập đoàn không tiếp xúc với nạn dân, chung quy rất có thể hiện tại Khánh thị đang lùng bắt hắn, đương nhiên nhâm tiểu túc cảm thấy hiện tại đám người này cũng không dư thừa tinh lực là mấy nhâm tiểu túc thấy được chiến sĩ trong tập đoàn có không ít người đang băng bó hẳn là bị thương trong lúc chạy khỏi hàng rào bất quá nhâm tiểu túc có phần hiếu kỳ sao la lam lại không bỏ binh sĩ mà một mình chạy trốn việc này khiến nhâm tiểu túc có chút bất ngờ cuối cùng dân chạy nạn và chiến sĩ tập đoàn hình thành thế giằng co các nạn dân cũng không muốn làm quá chỉ là họ khó lòng tiếp nhận kết quả này mọi người hào hứng bừng bừng chạy tới nương nhờ Kết quả thứ họ nhận được lại là hỏng súng, trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc không cảm thấy Khánh Thị làm thế có gì xấu, đổi lại là hắn, hắn cũng làm vậy, bất quá các nạn dân cảm thấy, tuy không thể tới gần nhưng đi theo sau Khánh Thị cũng tốt, họ nghỉ ngơi tại chỗ, đợi Khánh Thị xuất phát họ có thể yên lặng đi theo sau, ít nhất Khánh Thị biết phải đường nào tới hàng rào 109, hơn nữa, hiện tại Khánh Thị không đủ xe nên sẽ có người đi bộ, mọi người không lo Khánh Thị sẽ bỏ lại mình, Tiểu Túc chúng ta ở gần thánh thị quá có nguy hiểm gì không? Vương Phú Quý lo lắng hỏi, chung quy khi nhâm tiểu túc giết người ở trước học đường hắn đã thấy rõ. Hẳn là không sao, nhâm tiểu túc vụn trộn dò xét khánh thị, hiện tại giữa khánh thị và tập đoàn bị ngăn cách bởi một mảnh đất trốn. Xem ra khánh thị không có ý định tiếp xúc với dân chạy nạn, vậy cũng tốt, như thế khánh thị sẽ không biết nhâm tiểu túc ở đây. Các ngươi cứ an tâm, nhâm tiểu túc tận trọng, nói rõ, nếu tình huống không đúng, chúng ta cứ chạy vào rừng. Hiện tại, Chúng ta ở đây sẽ tốt hơn, ta lo nếu thoát ly đội ngũ, chúng ta sẽ trở thành quả hồng mềm trong mắt đàn sói, đàn sói không dám đụng vào đội ngũ mấy ngàn người, nhưng khi nhóm họ rời đi riêng thì khó mà nói, trên thực tế, La Lam cũng không có ý bắt Nhâm Tiểu Túc, vốn Khánh Chẩn muốn bảo La Lam lùng bắt Nhâm Tiểu Túc, thế nhưng vừa vặn núi lửa phun trào làm mất tín hiệu, khi tín hiệu trở lại bình thường thì hàng rào 113 đã sập, do vội vàng thoát thân nên La Lam cũng không cầm theo điện thoại vệ tinh vì thế hiện tại khánh chẩn và la lam đã mất liên lạc được nghe lời ngươi vương phú quý gật đầu nhâm tiểu túc đi nhặt của nhóm lửa như bình thường đồng thời hắn còn dẫn theo trần vô địch nhâm tiểu túc cũng không muốn sai vặt trần vô địch chủ yếu là đề phòng trần vô địch làm gì với những người còn lại người trong đội ngũ của có nhâm tiểu túc không thể ngăn được trần vô địch vì thế nhâm tiểu túc cần phải dẫn trần vô địch theo tuy luôn đề phòng thế này sẽ rất mệt mỏi nhưng nhâm tiểu túc cảm thấy như vậy còn đỡ hơn gây ra sai lầm không thể cứu vãn thời gian còn dài, nếu chứng minh được Trần Vô Địch không có mục đích khác, tất nhiên Nhâm Tiểu Túc sẽ thản nhiên tiếp nhận trên đường nhặt củi khô. Nhâm Tiểu Túc phát hiện hôm nay các nạn dân đã thông minh hơn, họ biết không có lửa sưởi ấm sẽ khó lòng tới được hàng rào 109, vì thế rất nhiều người đi nhặt củi khô, cũng mặc dày tìm người khác xin lửa, mất ngàn người cùng nhau nhặt củi khiến khung cảnh tráng lệ 10 phần. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, có thể lần nhặt củi này sẽ khá lâu đó, chủ yếu Nhâm Tiểu Túc không ngờ sẽ có chuyện này nên đi trễ một chút kết quả đi rất lâu cũng chẳng thấy nhánh củi khô nào trần vô địch ở bên cạnh hỏi sư phụ không phải buổi sáng người nói tây thiên ở phía trước mà sao bây giờ còn chưa tới tây thiên nhâm tiểu túc bị hỏi tới á khẩu không trả được hắn suy nghĩ hồi lâu tây thiên biết đi trần vô địch không vui sư phụ người nghĩ ta là kẻ ngốc à ai nhâm tiểu túc không khỏi thở dài quả nhiên đáp án này cũng không lừa gạt được kẻ đần vô địch à ngữ ký nhâm tiểu túc chuyển sang thành khẩn trừ việc tới tây thiên thỉnh kinh ngươi còn tâm nguyện gì khác không lúc này nhâm tiểu túc muốn trò chuyện với trần vô địch chung quy nói nhiều tất hớ chỉ cần tâm tư trần vô địch không ngay thẳng sẽ lộ ra sơ hở có điều nhâm tiểu túc phát hiện trần vô địch nhăn nhó đúng là còn tâm nguyện khác tâm nguyện gì nhâm tiểu túc hiếu kỳ hỏi tìm một cô nương tên tử hà trần vô địch trịnh trọng nói tiếp ta chuyển thế cần phải hoàn thành hai chuyện một là hộ tống người đi tây thiên thỉnh kinh hai là tìm tử hà nhâm tiểu túc kinh ngạc quay đầu nhìn trần vô địch ngươi nha rốt cuộc là học theo phiên bản Tây Du Ký nào vậy, nhâm tiểu túc tỉ mỉ nhớ lại nội dung Tây Du Ký, sửng sốt nửa ngày cũng không nhớ ra có nhân vật nào tên Tử Hà, đột nhiên đám Khương Vô đi tới từ phía đối diện, nàng và học sinh ôm rất nhiều củi, Khương Vô thấy nhâm tiểu túc thì hai mắt sáng lên, các người không cần nhặt, chúng ta nhặt được rất nhiều, nhiều người nhiều sức. Khương vô dẫn theo 28 học sinh nhặt củi khô có hiệu suất tốt hơn một mình nhâm tiểu túc nhiều. Không chỉ vậy, nhìn đống củi khô học nhặt chắc đốt được tới 4 năm đóng lửa, nhâm tiểu túc gật đầu đồng ý, đối phương có lòng báo đáp là chuyện tốt, hắn sẽ khách sáo mà từ chối, chỉ thấy vài nữ sinh xấu hổ nhìn Trần Vô Địch, các nàng do dự đi tới, đột nhiên nói với Trần Vô Địch, ngươi rất đẹp trai, Trần Vô Địch có chút sững sờ, cảm ơn nữ thí chủ, ba chữ nữ thí chủ như gáo nước lạnh dội tắt xuân tâm nhộn nhịp của con gái nhà người ta, bất quá nhâm tiểu túc cũng không để ý, hắn đi về phía trước, vừa đi vừa hô, tới đây, tới đây, có thứ tốt đôi khi tự nhiên sẽ tặng con người món quà lớn chỉ cần ngươi tin mắt nhất định không chết đói nhâm tiểu túc vừa mới xoay người chuẩn bị đi về thì thấy được mảnh cỏ dại trước mắt có gì đó không đúng tỉ mỉ dò xét mới phát hiện đó là một mảnh đất có đầy khoai lang chẳng biết mảnh khoai này sinh trưởng trong rừng bao lâu bây giờ lại là mùa khoai ngon nhất nhâm tiểu túc quay đầu nói với khương vô thất thần cái gì kêu học sinh của ngươi đào đi à à khương vô kịp thời phản ứng nhanh chóng gọi học sinh tới đào nói thật nếu không phải nhâm tiểu túc, nàng cũng không biết ở đó có một đống khoai lang họ phải nắm chặt thời cơ, bằng không đợi những nạn dân khác kịp phản ứng, họ sẽ chẳng có gì để ăn, dân chạy nạn thật sự quá nhiều, Khương Vô dẫn theo học sinh đào khoai, vừa đào vừa vụng trộn nhìn về phía nhâm tiểu túc, thiếu niên này luôn khiến người khác kinh hỉ loại kinh hỉ này dần dần hóa thành cảm giác ỷ lại kỳ quái, giờ khắc này, Khương Vô còn cảm thấy, chỉ cần đi theo nhâm tiểu túc, họ nhất định sẽ sống sót đi tới hàng rào 109, không tới một phút đồng hồ sau, những nạn dân khác cũng phát hiện tình huống bên này, mọi người xông lên tranh nhau khoai lang, có điều chẳng ai dám đoạt khoai của nhâm tiểu túc cả, mảnh khoai này rất lớn, còn rất nhiều khoai để đào, nhâm tiểu túc không quan tâm người khác thế nào, hắn và Trần Vô Địch đào chừng 30 củ mới dừng, những củ khoai này to tới dọa người, ít nhất mấy ngày tới cũng không lo vấn đề về đồ ăn, chờ nhâm tiểu túc đứng lên quan sát xung quanh thì phát hiện mảnh đất này đã bị nạn dân đào sạch, còn đáng sợ hơn nạn châu chấu, nữa. Dường như đêm nay cũng không khó chịu như đêm trước, mấy ngàn nạn dân quay quanh đống lửa sữa ấm. Trong đống lửa có vùi khoai lang, dần dần nơi cắm trại dâng lên hương vị ngọt ngào sau lòng người, trong bóng đêm, nơi đất chết nơi hoang dã đột nhiên ánh lên vô số đống lửa, ánh lửa màu vàng chập chờn bất định. Vô số người chờ mong khoai lang chín, trong khoai lang to như thế mà Trần Vô Địch ăn một lần hết ba củ. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì kinh sợ, đột nhiên hắn cảm thấy Trần Vô Địch nhận hắn làm sư phụ là để kiếm ăn, chỉ thấy Trần Vô Địch quệt quệt mồm nhìn một vòng người xung quanh. Nhâm Tiểu Túc, Vương Phú Quý, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Đại Long, nhìn đi đâu đấy?" Nhâm Tiểu Túc liếc mắt hỏi, "Sư phụ, người có cảm thấy đội ngũ chúng ta thiếu thiếu gì đó không?" Trần Vô Địch nói, Nhâm Tiểu Túc sững sờ, "Thiếu cái gì?" Trần Vô Địch nhìn tới nhìn lui giữa Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ, "Thiếu Bạch Long Mã." Thấy thế, Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ cứng người, bất quá Trần Vô Địch vẫn rất có nguyên tắc, hắn nói, "Các người đừng nhìn ta như thế, hai người không phải Bạch Long Mã." ta sẽ không nhận loạn đâu, giờ khắc này Vương Phú Quý và Vương Đại Long không khỏi khó chịu, chẳng lẽ hai người họ thật sự là bát giới và sa tăng, trong lòng nhâm tiểu túc có chút phiền muộn, vốn đội ngũ của hắn rất bình thường, sao Trần Vô Địch vừa vào lại thay đổi lung tung thế này, bất quá để nhâm tiểu túc ngoài ý muốn là, tuy Trần Vô Địch điên điên khùng khùng nhưng vẫn còn nhận thức cơ bản. Thế nhưng hắn dựa vào đâu lại nghĩ mình là sư phụ của hắn chứ, nhâm tiểu túc không phản ứng gì, chỉ yên lặng tính toán lượng thức ăn của đội ngũ mớ khoai lang trước mắt đủ ăn hai ngày, hơn nữa khoai lang là thứ để qua mùa đông cũng chưa chắc hư, chỉ là mang theo có chút nặng. Chung quy khoai lang vẫn có trọng lượng nhất định, hiện tại họ cách hàng rào 109-100 km, mỗi ngày đi 8 tiếng, đại khái có thể đi được 40 km trên ngày, nếu đi nhanh hơn sẽ đi được 50 km trên ngày. Đoán chừng Vương Phú Quý, Vương Đại Long và Tiểu Ngọc Tỷ sẽ không chịu đựng nổi buổi chiều, Tiểu Ngọc Tỷ vừa may lại giày bị bong của nhan lục nguyên lúc ấy nhan lục nguyên chỉ an tĩnh nắm tiểu ngọc tỷ làm đột nhiên hắn cảm thấy có một tỷ tỷ cũng rất tốt lúc này bong bóng trong lòng bàn chân những người khác vừa kết vẫy nay lần nữa bong ra chạy nạn không đơn giản là một ngày đi bao nhiêu km là xong vì thế nhâm tiểu túc đoán muốn tới hàng rào một trăm chín còn cần ba đến bốn ngày nữa khoai lang đã đủ ăn bọn họ không cần đi tìm đồ ăn nữa đột nhiên nhâm tiểu túc nghe tiếng khương vô nói chuyện cách đó không xa mọi người cố gắng lên rất nhanh chúng ta sẽ tới hàng rào một trăm chín Lúc chiều chúng ta đào khoai cũng đủ cho mọi người ăn rồi, đi đường tuy mệt nhưng đỡ hơn là đói, đám học sinh đã qua giai đoạn nhớ nhà yếu ớt, những đóa hoa được trồng trong nhà ấm đã kiên cường hơn. Đột nhiên có người hỏi, "Lã sư, chúng ta thật sự có thể an toàn tới hàng rào 109 ư?" Nhất định được Khương Vô nói, "Chúng ta chỉ cần đi theo thiếu niên kia là được." Lúc này, đám học sinh nháy mắt nhắc nhở Khương Vô nhìn ra sau lưng. Khương Vô vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt nhâm tiểu túc, nàng nha một tiếng rồi vội vàng quay mặt đi dường như đống lửa quá nóng nên hông cho mặt nàng đỏ bừng bực. Khương vô hạ giọng nói với đám đệ tử, sao các ngươi không nhắc nhở ta? Ha ha, đám học sinh cười rộ lên, lão sư xấu hổ a, à, nhâm tiểu túc thấy một màn như thế bỗng nhiên cảm thấy, con người luôn tìm được niềm vui trong khổ cực, chỉ cần để họ có chút hy vọng, họ sẽ cố gắng vươn lên, chẳng bao lâu sau, đám đệ tử thấp giọng hát ca, dường như là bài hát ca giao trong trường học, nhâm tiểu túc lắng nghe mà có chút xuất thần, hắn từng muốn ở trong hàng rào vô lo vô nghĩ, hưởng thụ hết ăn nhàn, bây giờ thấy thế, e rằng sống trong hàng rào cũng không quá an nhàn, trong trụ sở của Khánh thị ở phía xa xa, La Lam vừa ngửi mùi khoai lang bay tới vừa ăn khẩu phần ăn của binh sĩ, hắn không khỏi cảm thán, trong họ sống cũng không tệ nhỉ, Tâm Phúc bên cạnh La Lam hỏi, ông chủ, em trai ngài sẽ cử người tới cứu ngài chứ? Khó nói trước, La Lam phiền muộn, ngược lại ta có chút lo lắng cho nó, lúc cảnh sơn xảy ra chuyện nó vẫn còn bên trong. Bây giờ sống chết của Khánh Chẩn vẫn chưa biết được, Tâm Phúc bên cạnh La Lam nhỏ giọng nói thầm, "Ngài nói xem, không biết hàng rào 112 có như chúng ta không?" Chung quy khoảng cách hai bên không xa, chúng ta bị động đất, hẳn bên kia cũng vậy, không sai, La Lam suy nghĩ một chút lại nói, "E rằng hàng rào 112 cũng bị sập, Khánh thị tổn thất hai hàng rào, hẳn khi quay về tập đoàn, Khánh Chẩn sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc, nhưng đây đâu phải lỗi của chúng ta." Tâm Phúc nhỏ giọng, "Dù là ai tới cũng sập thôi." khánh chẩn đã gây quá nhiều thù hằn trong tập đoàn hơn nữa trước đây hắn còn giết rất nhiều người của tập đoàn khác e rằng tập đoàn lo khánh chẩn sẽ nắm quyền trong tập đoàn vì thế phải tìm cách gạt hắn ra bất quá đây chỉ là tạm thời tập đoàn không có khánh chẩn làm việc những người khác chẳng ai làm tốt được như nó hoặc nói không ác được như nó giờ khắc này khánh chẩn đang đi bộ trong đường núi hắn bị núi lửa hung khói đen khắp người thiết lập hoàn toàn sụp đổ hứa mang tầm điện thoại vệ tinh nói ông chủ chủ tịch tập đoàn muốn gặp ngài, lúc này, họ đã rời khỏi phạm vi mây đen của núi lửa, điện thoại vệ tinh đã gọi được, nói ta không rành, Khánh Chẩn tức giận đáp, hứa mang khó xử, có điều vận chuyển đạt lời nói, vài giây sau, hứa mang nhìn Khánh Chẩn, họ yêu cầu khi ngài rời khỏi cảnh sơn lập tức tới hàng rào 111 tiếp nhận điều tra, không được phép làm trái, chỉ có thể tới hàng 111, hàng rào 112 và 113 đã không còn báo họ ta đã biết, Khánh Chẩn không để ý đáp, hứa mang chuyển lời rồi cúp mắt, hắn nói với Khánh Chẩn, đây là muốn giam lỏng ngài, vừa vặn rất lâu ta đã không về đó, Khánh Chẩn nói, ngươi gọi cho hàng rào 109, cho người tìm kiếm la lam, hứa mang chần chờ, đây là hàng rào do lý thị quản lý, lục xa chỉ là người quản lý, khó lòng có tiếng nói, phái một tí chiến sĩ đi tìm, hàng rào 109 gần hàng rào 113, nếu la lam không có chuyện gì nhất định sẽ tới đó khánh chẩn quay đầu nhìn bầu trời xám xịt sau lưng ngươi nói cho hắn biết tìm không ra la lam thì đi chết đi đột nhiên hứa mang cảm thấy khánh chẩn không có chút lo lắng gì khi bị tập đoàn giam lỏng hơn nữa tình cảm anh em của khánh chẩn và la lam tốt hơn nhiều người đồn đại la lam cũng không biết khánh chẩn bắt đầu cho người tìm mình càng không biết khánh chẩn đang đối mặt với sự chèn ép tới từ chủ tịch tập đoàn hắn đang bị mùi khoai lang nướng bên cạnh quyến rũ thật là thơm la lam nhìn tâm phúc nói này! Đường Chu, ngươi nhìn xem trong đất còn khoai lang không? Tâm Phúc Đường Chu nói, chúng ta trực tiếp tới cướp là được rồi. Ngươi thì biết cái gì? La Lam Hùng Hổ nói, La Lam ta là loại người gì? Nếu Khánh Thị bảo ta đi giết người của hỏa chủng, ta đi ngay. Có điều đây toàn là dân chạy nạn, nếu truyền ra ngoài mặt mũi ta để đâu? Hẳn khoai lang đã bị họ đào sạch rồi, Đường Chu khó xử nói, dân chạy nạn chừng hơn 3.000 người. Mảnh khoai kia cũng không được quy hoạch mà trồng cũng không biết đã sinh trưởng nơi hoang dã bao lâu mà được một đống đó, đám nạn dân đã đói mất ngày, vất vả mới thấy đồ ăn tốt, chắc chắn sẽ đào sạch, ăn không hết thì để dành hôm sau, ít nhất vài trong vài hôm sẽ không bị bỏ đói, chỉ có người đói tới tận cùng mới hiểu đói bụng là cảm giác gì, chỉ mới chạy nạn có mấy hôm, đám dân chạy nạn đã gầy đi một vòng, chỉ có đám nhâm tiểu túc nhìn qua là không có biến hóa gì lớn, la là lam xoắn suýt nửa ngày, đi, trên người các ngươi ai mang tiền thì đi mua một ít, lần này chạy quá gấp nên La Lam chẳng kịp mang theo bất kỳ thứ gì, bằng không hắn cũng không cần ở chuồng, những chiến sĩ khác cũng chẳng hơn là bao, động đất xảy ra quá đột ngột, những người còn ở lại lấy tiền trên cơ bản đều bị chôn sống rồi, chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, mọi người hùng lại cũng chỉ tìm ra được 4.000 đồng, đây đều là tiền lẻ có sẵn trong người của họ, La Lam thấy ngần này tiền, ánh mắt sáng lên, đường chu, ngươi dẫn người đi mua đi, cẩn thận đừng để họ đánh lén, Vân ạ, à, đường Chu đang nghe truyện trên TV Audio CV dẫn một tổ đội tác chiến đi. Thời điểm này, những chiến sĩ còn sống sau tai nạn đã chấn chỉnh lại rồi. Thương binh không cần tham gia chiến đấu, nhưng hơn 200 chiến sĩ cũng có 2 phần 3 là có sức chiến đấu. La là Lam nói rõ, dùng giá cả gấp 50 lần bình thường mua. Đừng để thánh thị mất mặt, chúng ta không thể chiếm tiện nghi của người khác. Lúc này, đồ ăn quan trọng hơn tiền nhiều. Cái giá gấp 50 lần này có đáng giá không còn phải xem suy nghĩ của nạn nhân, chỉ khoảng tầm 3 hôm nữa là tới hàng rào 109, đến lúc đó muốn mua cái gì cũng cần tiền. Khánh thị và Lý thị có quan hệ, Khánh thị cũng có một ít thương nghiệp của hàng rào 109 nên tiền mặt của Khánh thị cũng không phải không có giá trị. Quan hệ giữa các tập đoàn rất phức tạp, cũng không phải một mình Lý thị nắm được hết, thấy hàng rào thì ngăn được sự thẩm thấu của tập đoàn khác. Có nhiều lúc, thế lực tập đoàn phân bổ chẳng khác nào răng cưa vậy, tùy vị trí của hàng rào tài nguyên hàng rào nắm giữ mà có chỗ khác nhau. Vì thế các tập đoàn cần bù đắp cho nhau, tỉ như tập đoàn Khánh Thị khống chế chủ yếu là quặng phe riết, muối mỏ, xung phát natri ngậm nước, chì kẽm, lưu, quặng sắt, amian, vân mẫu, kim, lân, xi măng đá xám, mỏ than, khí thiên nhiên. Còn Lý Thị thì khống chế phía nam với kim loại màu và mỏ thân, gieo trồng lá cây sản xuất thuốc lá, thế nhưng mấu chốt ở chỗ, Khánh Thị ở nơi có khí hậu dễ chịu, nắm giữ cây lúa, lúa mạch, ngô, đậu nành, lá trà. Đa phần lý thị phải mua lương thực từ khánh thị, tuy họ cũng có nhưng cung không đủ cầu, các tập đoàn đều coi trọng lượng thực, nhưng cũng không xem trọng quá mức. Người quản lý mảnh đất thích hợp trồng cái gì thì trồng cái đó, không cần phải thay đổi, không lâu lắm. Đường Chu và chiến sĩ ôm một đống lớn khoai lang về, lúc mua đồ, các nạn dân thấy chiến sĩ vác theo súng, đạn lên nòng nên thật sự chẳng ai dám cự tuyệt. huống chi giá cả của tập đoàn cũng không thấp, La Lam hưng phấn chỉ huy quân nhân ném khoai lang vào đống lửa, một đám người ngồi đợi, la lam đếm lại nhân số một chút, lại đếm tiếp số lượng khoai lang, sau đó thở dài nói, mỗi người ăn nửa củ, không được ăn nhiều hơn, thương binh được ăn một củ, sau khi nướng chín, đường chu cần một khúc cây xiên khoai từ đống lửa ra, đưa cho la lam, la lam, ngài ăn đi, la lam bẻ phân nửa, đưa cho đường chu một nửa, mỗi người một nửa, không cần đâu ông chủ, đường chu có phần chần chờ, ngài chỉ ăn nửa cái, đừng nói nhảm, ăn nhanh đi, phỏng tay ta, la lam nhìn những người khác, bây giờ chỉ có thể cùng nhau chịu khổ, đợi tới hàng rào 109, ta sẽ dẫn mọi người ăn no một hồi, hắc hắc hắc, đều là một kiếp người, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, tổ đội tác chiến không nói gì, mọi người đều yên lặng ăn khoai lang, nhâm tiểu túc đang quan sát động tĩnh ở chỗ khánh thị thì một nữ nhân kêu ré lên, ngay sau đó âm thanh bạc tai vang dội, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam nhân trung niên đang kéo tay níu chân một nữ nhân nói, ăn khoai lang của ta còn giả bộ thanh thuần cái gì chồng ngươi đã sớm chết trong hàng rào. Không phải ta giúp ngươi, ngươi còn sống được tới giờ, ta đã nói tới hàng rào 109 sẽ trả tiền củ khoai lại cho ngươi mà, nữ nhân cắn răng nói, ngươi lấy cái gì trả cho ta. Đến hàng rào 109 mọi người vẫn hai bàn tay trắng như cũ, nhâm tiểu túc biểu môi, xem ra hai người này là quen biết nhau, chỉ sợ vừa rồi nam nhân muốn động tay động chân với nữ nhân lại nhận được cái bạc tai, bây giờ thẹn quá hóa giận, lôi kéo nữ nhân tới chỗ vắng người nữ nhân kia khóc lóc dãy dọa người bên ngoài chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát có điều lúc này nhâm tiểu túc bỗng nghe tiếng quát lớn dừng tay thì ra là báo vương tác oai tác quái một tiếng này khiến nhâm tiểu túc không khỏi ngơ ngác vẻ mặt hắn như vừa ngủ dậy nhìn trần vô địch chỉ thấy trần vô địch cầm theo thiết bổng lao ra hắn tử kia cũng không kịp phản ứng trực tiếp bị trần vô địch nên cho một gậy nằm dưới đất thiếu chút nữa là phun máu đây còn là trần vô địch chưa dùng hết khí lực bằng không đoán chừng hán tử đã bị đánh chết, có điều chưa được trần vô địch hưởng thụ cảm giác hàng yêu trừ ma thì nữ tử vừa bị kéo đi phẫn nộ hô, sao ngươi lại đánh hắn? Cút đi, trần vô địch có phần ủy khuất, có điều hắn nghĩ mãi không rõ vì sao lại thế, chỉ có thể ủ rũ quay về bên người nhâm tiểu túc, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn một màn này, chỉ có nhâm tiểu túc từng đọc qua tây du ký là thấy có điểm là lạ, báo vương là một yêu vương chuyên môn gãy đàn trong truyện. Báo vương thích thê tử của một nông phu nên muốn cướp vợ người ta, nhâm tiểu túc cảm thấy không đúng là vì hắn phát hiện trần vô địch muốn đánh ai đều sẽ gán cho đối phương tên, của một tên yêu quái, tỉ như tiểu toản phong hoặc báo vương các loại, lúc không muốn đánh thì đối phương chỉ là người bình thường, dường như người bệnh thần kinh cũng phải tìm lý do, giữ vững lập trường. Vì hắn là tề thiên đại thánh nên chỉ đánh yêu quái, nhâm tiểu túc kinh ngạc nhìn trần vô địch quay về bên cạnh mình, hắn suy nghĩ một chút rồi trêu chọc, đồ đệ à, nếu ngươi đụng phải một lần mấy trăm kẻ địch thì tên yêu quái ở đâu ra mà dùng cho đủ chung quy yêu quái trong tây du ký cũng không quá nhiều với cả không phải đánh xong con này là con khác lên liền trần vô địch lâm vào trầm tư dường như có chuyện như vậy thật kết quả qua một lát trần vô địch quyết định thả lỏng nguyên tắc một chút không sao hết rồi thì dùng lại nhâm tiểu túc chấm hỏi tên này ngu thật hay ngu giả vậy vẫn còn biết suy nghĩ đó chứ sư phụ trần vô địch về chỗ ngơ ngác nhìn đống lửa người nói xem ta đánh báo vương sao nữ nhân kia còn kêu ta cút nhâm tiểu túc im lặng hắn rất muốn nói cho trần vô địch biết nhân tính rất phức tạp có vài người không đáng để cứu có điều hắn lo sẽ làm tổn thương trần vô địch hồn nhiên này ở nơi này nếu thật có một tề thiên đại thánh bị nhâm tiểu túc kéo xuống thành phàm nhân nhâm tiểu túc cũng không biết đó là chuyện xấu lúc này vương phú quý ở bên cạnh vui tươi hớn hở nói là do ngươi muốn chỏ mỏm vào thôi nếu ngươi biết dùng năm chữ sau liên quan gì tới ngươi và liên quan gì tới ta thì sẽ đỡ phiền hơn nhiều có ý tứ gì trần vô địch sững sờ ngẩng đầu hỏi ngươi nhìn xem ngữ ký vương phú quý thành khẩn ngươi rảnh rỗi đi quản việc này làm gì nếu ngươi mặc lệ trần vô địch ngắt lời liên quan gì tới ngươi vương phú quý chấm hỏi ha 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 nhâm tiểu túc và nhan lục nguyên tiểu ngọc tỷ đều cười ngặt nghẽo trần vô địch đã học được cách dùng rồi kìa về phần có học được cách dùng năm chữ còn lại không nhâm tiểu túc cảm thấy trần vô địch sẽ không nguyện ý học sáng hôm sau nhâm tiểu túc dậy thật sớm ăn khoai nướng rất nhiều người tình nguyện không ăn để ngủ thêm một chút trên thực tế mùa này mà không ăn gì sáng sớm cả ngày thân thể sẽ lạnh lắm nhâm tiểu túc cảm thấy tập đoàn khánh thị bên kia đã thức dậy chiến sĩ và dân chạy nạn khác nhau chiến sĩ có kỷ luật hôm nay tình hình dân chạy nạn tốt hơn nhiều tuy vẫn có người sinh bệnh phát sốt thế nhưng không nhiều tập đoàn khánh thị cũng bắt đầu di chuyển dân chạy nạn cũng di chuyển theo mọi người yên lặng đi phía sau khánh thị biểu hiện rõ quyết tâm muốn đi cùng nhâm tiểu túc nhìn đám dân chạy nạn hắn phát hiện báo vương hôm qua đang nằm trên mặt đất hấp hối nữ nhân nọ cũng chẳng biết lăn lộn đi đâu rồi nằm ở đây không ai trợ giúp chết là cái chắc kỳ thật vị này cũng thật xui xẻo hẳn khi còn ở trong hàng rào hắn cũng rất giúp đỡ nữ nhân kia nữ nhân kia có thể chạy thoát cũng nhờ có hắn thế nhưng khi hắn gặp nạn nữ nhân kia lại quyết đoán vứt bỏ không để ý tới thế đạo này cũng chẳng biết ai mới là người đáng chết, lúc này, nhâm tiểu túc nhìn về phía khánh thị, bên kia chỉ còn hai chiếc xe chậm chậm di chuyển, người không thể ngồi trên xe thì lặng lẽ đi bên cạnh, có điều khiến nhâm tiểu túc kinh ngạc là hắn phát hiện la lam lại đi bộ chứ không ngồi trên xe, đây là sao, muốn luyện tập thân thể, nhâm tiểu túc tỉ mỉ quan sát một phen, đến cùng là binh sĩ thế nào lại được ngồi trên xe, chẳng lẽ còn quan trọng hơn la lam, nhâm tiểu túc nhìn một hồi liền sửng sốt, chỉ thấy trong xe việt giả và thùng xe tải ngồi đầy thương binh băng bó nửa xe còn lại là đạn được, súng ống đạn dược chắc chắn không thể ném, dù đi bộ cũng phải đem theo, đây là tiền vốn bảo vệ tính mạng A, những binh lính kia hẳn đã giúp La Lam đột phá vòng vây bọ mặt người, vì thế La Lam để họ ngồi xe còn chính hắn đi bộ, mắt thấy cũng có vài thương binh đi đường, đây là vì xe không chứa nổi, mà họ vẫn có thể đi đứng linh hoạt nên không cần lên xe, nhưng những thương binh trên xe cũng không quể oải hay oán nhận. Thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn thấy họ cười đùa trên đường, trước kia Nhâm Tiểu Túc cho rằng La Lam sẽ trực tiếp vứt bỏ thương binh, tự mình chạy tới hàng rào 109, sự việc trước mắt lại ngoài dự kiến của Nhâm Tiểu Túc, hai anh em La Lam, Khánh Chẩn, khó trách những siêu phàm giả lúc trước đều cam tâm tình nguyện chết thay Khánh Chẩn, thực tế, Nhâm Tiểu Túc không biết, siêu phàm giả bị giết kia không phải Khánh Chẩn thuê mà là chiến sĩ thức tỉnh xong được tuyển thành cận vệ, cực kỳ trung thành và tận tâm, không biết vì sao hiện tại Nhâm Tiểu Túc có một loại bất an khó hiểu. Tiểu Ngọc Tỷ cũng thấy được hắn thấp thỏm nên hiếu kỳ hỏi, "Sao thế Tiểu Túc?" "Không sao." Nhâm Tiểu Túc nhìn đống lửa lắc đầu, ta cảm thấy có gì đó là lạ, cụ thể là ở đâu Nhâm Tiểu Túc không biết. Loại cảm giác này giống như quay về cảnh sơn có nguy cơ trùng trùng vậy, bóng đêm đen xì như mực, phản phất như một lồng giam giam, giam giữ mọi người trong rừng. "Đi." Nhâm Tiểu Túc dẫm tắt đống lửa, "Đêm nay chúng ta không thể ngốc ở đây, hắn tin tưởng trực giác của mình, vì trực giác này cứu mạng hắn không chỉ một lần." Trương Cảnh Lâm từng nói, "Trước tai biến" từng có nhà khoa học chứng minh giác quan thứ sáu là có thật, lúc nhâm tiểu túc đứng lên dẫm nát đống lửa, dân chạy nạn bên cạnh khó hiểu nhìn hắn, chỉ có Khương Vô là phản ứng nhanh nhất, không đợi những người khác hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đã thúc học sinh đuổi kịp, tuy Khương Vô không biết có chuyện gì, thế nhưng đi theo nhâm tiểu túc sẽ không sai, có người buồn bực nói, tên này phát điện cái gì thế, không biết nữa, ca, chúng ta đi đâu, nhan lục nguyên hỏi, không biết, nhâm tiểu túc nói. Rời khỏi đây trước rồi nói, ngay khi họ chuẩn bị thoát khỏi đội ngũ, vượt qua trụ sở tập đoàn Khánh Thị, nhâm tiểu túc nghe tiếng khóa sắt kèn kẹt sau lưng, hơn nữa âm thanh lại ngày càng gần, chạy mau, nhâm tiểu túc thấp giọng gào thét, trong số nạn dân ở đây, hẳn chỉ có hắn là biết đó là thứ gì, lúc trước, khi ở cảnh Sơn, nhâm tiểu túc từng thấy vô số vật thí nghiệm đuổi theo mình, hắn đã chạy trốn theo bản năng, thậm chí nhâm tiểu túc còn không tiếc việc quay lại sẽ đối mặt với Khánh Thị, lúc đó, căn bản nhâm tiểu túc không biết có bao nhiêu vật thí nghiệm, hắn chỉ biết không chạy sẽ chết, hai ngày nay, Đàn sói và vật thí nghiệm là bóng ma trong lòng Nhâm Tiểu Túc, một ngày không tới hàng rào 109, bóng ma này sẽ không bao giờ biến mất, Nhâm Tiểu Túc từng hy vọng hàng rào bị sập sẽ hấp dẫn lực chú ý của vật thí nghiệm và đàn sói, có điều hiện tại không được rồi, họ chỉ có thể nắm chặt thời gian chạy trốn, Nhâm Tiểu Túc có chút khó hiểu, trước kia vật thí nghiệm đều hoạt động trong rừng cây, sao bây giờ lại chạy tới đây? Đám Vương Phú Quý không biết vì sao Nhâm Tiểu Túc muốn chạy, có điều họ vô thức tin tưởng Nhâm Tiểu Túc còn khoai lang thì sao vương đại long vừa chạy vừa hô vương phú quý quay lại hất đổ khoai lang vương đại long đang ôm trong người mạng không còn thì khoai lang làm cái đếch gì mau chạy với nhâm tiểu túc lúc này âm thanh khóa sắt sau lưng nạn dân ngày càng lớn mọi người quay đầu nhìn thì thấy vật thí nghiệm bò dưới mặt đất tựa như ma quỷ tới gần cho tới giờ phút này họ mới kinh hoàng thét lên điên cuồng chạy thục mạng có điều nạn dân quá đông người phía trước vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì người phía sau đã điên cuồng mà chạy đám người va chạm nhau thoáng cái ngã rất nhiều, tiếng gào thảm thiết từ phía sau truyền tới, hơn trăm vật thí nghiệm xông vào đám người, bắt đầu điên cuồng chém giết, mọi khi có người bị chúng giết, vật thí nghiệm sẽ chẳng chút do dự tấn công những người khác, dường như muốn giết sạch nạn dân mới thôi, nhâm tiểu túc quay đầu thì phát hiện, phía sau vật thí nghiệm bò dưới đất có một vật thí nghiệm đứng thẳng lạnh lùng nhìn họ, giờ khắc này, bỗng nhiên nhâm tiểu túc giật mình, đám vật thí nghiệm này được chỉ huy. Chúng chưa hoàn toàn mất đi trí tuệ, vì nhâm tiểu túc sớm chạy thoát nên họ luôn chạy trước nạn dân. Nhâm tiểu túc từng quay đầu lại nhìn, dường như số lượng không nhiều bằng khi ở cảnh sơn, chẳng lẽ vì núi lửa phun trào nên quân số của chúng giảm, bất quá đây là chuyện tốt. Nhâm tiểu túc chỉ ước chúng chết sạch ở cảnh sơn cho rồi, nhâm tiểu túc vừa dẫn mọi người chạy như điên vừa quát với khánh thị, không cần nổ súng, chạy đi, nhâm tiểu túc lo khánh thị không phân biệt tốt xấu mà nổ súng giết người hàng loạt. Bây giờ nhâm tiểu túc cao mày, nếu khánh thị có động tác muốn nổ súng, hắn chỉ có thể cưỡng chế dùng ảnh tử giết ra đường máu, Trần Vô Địch nhìn nhâm tiểu túc, bỗng nhỏ giọng nói thầm, ở kiếp này sát khí của sư phụ nặng quá. Bất quá quyết đoán hơn kiếp trước, lúc này, Trần Vô Địch quay đầu nhìn ra sau lưng, chỉ thấy sau lưng họ huyết tinh ngập trời, vật thí nghiệm giết người cực kỳ tàn bạo, máu thịt văng khắp nơi, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp một chỗ. Phản phất như đây chính là địa ngục thống khổ, đây là nhân gian thống khổ, kim cô bỗng hiện ra trong tay Trần Vô Địch, ý niệm trảm yêu trừ ma hiện ra trong đầu hắn, có điều vật thí nghiệm quá nhiều, hắn đánh không lại, nhâm tiểu túc che chở đám tiểu ngọc tỷ nên không thấy, trong chớp nhoáng, trên người trần vô địch như có hư ảnh kim sắc muốn phá kén mà ra, đây chính là hoàng kim giáp trong tây du ký, còn có phượng sĩ tử kim quan nữa, có điều tất cả chưa kịp hiện ra, đỉnh đầu của trần vô địch xuất hiện vòng kim cô. Sau đó Hoàng Kim Giá và Phượng Sĩ Tử Kim Quang dần tiêu tán, Trần Vô Địch đứng tại chỗ nhìn đám vật thí nghiệm hung tàn tới cực, điểm ta thấy nên đi kiếm thiên đình cầu cứu binh. Sư phụ chờ ta một chút, nói xong, Trần Vô Địch quay đầu bỏ chạy, lúc này, nhâm tiểu túc hô với Trần Vô Địch, đồ đệ, giúp mọi người cầm hành lý, bây giờ chạy thoát thân, e rằng Vương Phú Quý, Vương Đại Long và Tiểu Ngọc Tỷ đều bị hành lý kéo chân, dần già chạy còn không nhanh bằng đám nạn dân khác, mà Trần Vô Địch có khí lực còn lớn hơn nhâm tiểu túc, khiên đồ không là vấn đề, giờ khắc này, phía bên Khánh Thị cũng sớm phát hiện tình trạng hỗn loạn. Tuy nạn chân chạy trốn che khuất tầm nhìn của họ, khiến họ không nhìn rõ có chuyện gì xảy ra. Có điều trước mặt hỗn loạn, La Lam không chút do dự trực tiếp lệnh cho chiến sĩ của tập đoàn nhanh chóng rút lui, cho nên khi nạn dân xông tới, Khánh thị đã bắt đầu chạy rồi. La Lam vừa chạy vừa hô với những người ngồi trên xe, "Các ngươi đi trước, lái xe nhanh lên." Thương binh trên xe trầm mặt, có người nói, "Chúng ta không thể bỏ rơi ngài." La Lam thở hổn hển, "Cút mau lên, mau đi. Một đám thương binh bày đặt sĩ diện cái gì lúc này?" vị trí của thương binh ngồi trên cao họ có thể thấy được hiệu suất giết người của đám vật thí nghiệm phía sau lấy tốc độ của đối phương người bình thường dù chạy trối chết cũng chẳng thoát khỏi trận truy sát này nếu những vật thí nghiệm này bị những người ngã lại hấp dẫn thì tốt rồi có điều vật thí nghiệm chẳng chút lưu luyến đám người đã chết kia chúng muốn tất cả mọi người lúc bấy giờ câu nói chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội trong truyền thuyết đã không dùng được nữa tất cả mọi người đều phải chết những thương binh đó không nhận lệnh của la lam mà quyết đoán dừng xe đem súng ống đạn dược thảy xuống đất. Tâm phúc đường chu của La Lam chỉ huy chiến sĩ nhanh chóng tạo ra một phòng tuyến xạ kích. Hắn hét lớn, tới hai người, bảo vệ ông chủ lên xe rời đi, lựa chọn của đường chu hoàn toàn chính xác. Họ nhiều người như vậy chỉ có một phần ba là xe chưa nổi, còn lại hai phần ba không có khả năng chạy thoát vật thí nghiệm. Mà tốc độ tử vong của nạn dân rất nhanh, căn bản không thể tranh thủ cho họ bao nhiêu thời gian đường chu hiểu rõ, họ không thể giết sạch vật thí nghiệm khi khánh chẩn bắt vật thí nghiệm đầu tiên đã gửi số liệu cho la lam vì thế bây giờ nhất định phải có người hy sinh sao các ngươi vẫn còn ở đây chờ chết à âm thanh lạnh lùng của đương chu vang lên hắn chỉ hai người trẻ tuổi nói các ngươi mau dẫn ông chủ đi hai binh sĩ kia là đường chu muốn chừa đường sống cho họ vì tuổi họ còn nhỏ chưa kịp hưởng thụ cuộc sống những binh sĩ khác im lặng không nói họ hiểu ở lại sẽ có hậu quả gì có điều chẳng ai phản đối quyết định của đường chu cả con mẹ nó buông lão tử ra, là làm bị hai binh sĩ kẹp tay kéo đi, lúc này hắn gấp gáp vô cùng, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hai binh sĩ, các ngươi muốn tạo phản à. Là làm ta chưa bao giờ làm đạo binh, đường chu cười nói, những năm nay, đa tạ ngài và ông chủ khánh chiếu cố, nói xong, đường chu như chặt đinh chém sắc hô, mau dẫn ông chủ lên xe, lúc này, nhâm tiểu túc mới dẫn đám tiểu ngọc tỷ đi tới trước tập đoàn khánh thị, khương vô cũng dẫn học sinh theo sát, có điều Khánh Thị cũng không quản họ mà để họ cùng một ít nạn dân khác chạy qua khe hở phòng thủ, đường Chu bình tĩnh nhìn về phía trước, nạn dân bị vật thí nghiệm đuổi bắt, cự ly ngày càng gần, hắn đang đợi thời cơ tốt nhất, tổ tác chiến 1 đến 5 chuẩn bị bắn, tổ tác chiến 6 chuẩn bị bất kỳ tiến lên thay thế. Thương binh phụ trách truyền đạn dược, ngữ khí đường chu bình tĩnh quanh quẩn bên tai chiến sĩ, chỉ thấy đường chu mở một cái hòm được đặt trên mặt đất ra, bên trong là một khẩu hỏa tiễn, đường chu vui vẻ cười nói, may mà chúng ta đem theo thứ đồ chơi này, chỉ vài phút nạn dân đã bị vật thí nghiệm lùa sạch lúc này đường chu quỳ một chân khiên hỏa tiễn trên vai khi vật thí nghiệm đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt hắn đường chu bình tĩnh nói nổ súng quanh một tiếng lựu đạn bắn ra từ đầu vai hắn trong nháy mắt hỏa tiễn phóng xuất ra lực lượng như thần minh gào thét từ nhân gian nện tới âm phủ nhâm tiểu túc quay lại nhìn hắn phát hiện khi đối mặt với sinh tử những chiến sĩ này thản nhiên và bình tĩnh vô cùng, rõ ràng là tình cảnh cực kỳ cảm động nhưng những chiến sĩ kia chẳng hề nao núng, cứ như đang là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, La là Lam bị hai chiến sĩ kéo lên xe Việt giả. Ngay sau đó xe Việt giả chạy nhanh như chớp tới hàng rào 109, thế nhưng vào lúc này lại phát sinh dị biến, chẳng biết từ khi nào, vật thí nghiệm dần tiến tới từ hai bên nhâm tiểu túc, số lượng rất nhiều, những vật thí nghiệm này vọt vào trận địa của Khánh Thị, có bốn con trực tiếp tấn công đám đường chu, trong chớp nhoáng, nhâm tiểu túc biết bọn đường chu hẳn phải chết dù họ có vũ khí nóng cường đại thì một khi vòng tuyến bị vật thí nghiệm xuyên qua chiến sĩ sẽ không thể sống sót có binh sĩ nổ súng bắn vật thí nghiệm kết quả những vật thí nghiệm này nhanh trí né tránh muốn bắn trúng chúng khó khăn vô cùng đột nhiên một thương binh nhào lên ôm hai chân vật thí nghiệm trong tay cầm lựu đạn một tiếng ầm vang lên cả thương binh kia lẫn vật thí nghiệm nổ tung Nhâm Tiểu Túc phát hiện dù là vật thí nghiệm cũng không gánh được uy lực của lựu đạn, bốn vật thí nghiệm tấn công phòng tuyến của Khánh Thị chết hết ba đầu. Điều này khiến đám đường chu có thời gian thở dốc, điều khiến Nhâm Tiểu Túc động dung là, trước khi chết, ánh mắt của thương binh kia cực kỳ bình tĩnh, không có cảm giác bi tráng hay lẫy lừng gì, phản phất đây chỉ là nhiệm vụ hắn cần hoàn thành mà thôi, Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Khánh Thị để lại cho hắn quá nhiều dấu hỏi, Nhâm Tiểu Túc nhìn những vật thí nghiệm còn lại, chúng đang đuổi theo hướng xe việc giả rời đi vật thí nghiệm chạy như điên rồi phóng tới phía trước, trong chớp mắt vật thí nghiệm va chạm với xe Việt giả, Nhâm tiểu túc có thể thấy được xe bị móc vào, một khắc sau, xe Việt giả dần trở nên loạn choạng rồi lật ngang, còn vật thí nghiệm thì chẳng bị tổn hại gì, vật thí nghiệm văng xuống đất lại bò dậy lắc lắc đầu, tiến tới xé rách lớp lưới sắt bao bọc thân xe, cứ như muốn phá vỡ chiếc xe vậy, lúc này, Nhâm tiểu túc không thể quan sát nữa, đã có bốn vật thí nghiệm bao vây họ, nhào về đám Nhâm tiểu túc, Nhâm tiểu túc trống to, trần vô địch, Người bên phải, vừa dứt lời, trong tay nhâm tiểu túc đã nắm chặt hắc đao, thanh đao phản phất như xuất hiện từ không khí trong khoảnh khắc, hắc đao chém về phía vật thí nghiệm bên trái, vật thí nghiệm chẳng khác nào đậu hũ bị hắc đao chặt đứt, vương phú quý đang hoảng hốt thấy một màn như thế liền sửng sốt, thì ra nhâm tiểu túc thật sự là siêu phàm giả, bất kể là tốc độ hay sức mạnh của nhâm tiểu túc cũng vượt qua phạm trù của nhân loại, kỳ thật, lúc đối mặt với vật thí nghiệm nhâm tiểu túc cũng chẳng hoảng hốt, vì hắn đã sớm đối chiến với thứ này hiện tại thấy bốn vật thí nghiệm cũng chẳng khác gì lần trước, chỉ là bây giờ có thêm Trần Vô Địch giúp hắn chia sẻ áp lực, thậm chí nhâm tiểu túc còn không gọi ảnh tử ra chiến đấu, thứ duy nhất nhâm tiểu túc lo lắng là quá trình chiến đấu có thể khiến đám nhan lục nguyên bị thương. Chung quy khi đối mặt với vật thí nghiệm, đám nhan lục nguyên không cách nào chống đỡ nổi trong khoảnh khắc nhâm tiểu túc giơ tay chém xuống, một đầu vật thí nghiệm bị chặt đứt, hắn hô to với đám vương phú quý, các ngươi chạy về phía trước đi, dù là vương phú quý hay khương vô và học sinh thậm chí cả nhan lục nguyên cũng bị bộ dáng kinh khủng của vật thí nghiệm hù cho sợ, rõ ràng vật thí nghiệm là con người, có tay chân, mắt mũi miệng, thế nhưng dù là hành vi hung ác hay trạng thái bạo lực của chúng lại chẳng khác nào loài giả thú, nhâm tiểu túc thấy đám người không có phản ứng thì rống to, chạy mau, lúc này, nhan lục nguyên là người đầu tiên kịp thời lấy lại phản ứng, đi, đừng ở lại đây cản tay cản chân anh ta, vương phú quý chạy theo nhan lục nguyên. Trong đầu vẫn vang vọng điều nhan lục nguyên vừa nói, dường như bọn họ chẳng giúp được gì cho nhâm tiểu túc dù vương phú quý có súng nhâm tiểu túc thấy đám ngang lục nguyên liều mạng chạy mới có chút thả lỏng nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ phải biết sau lưng có vô số vật thí nghiệm bị đường chu và chiến sĩ tập đoàn tạm thời chặn đứng có điều phòng tuyến của họ đã bị đột phá không thể chống đỡ được lâu mắt thấy phòng tuyến của đường chu đã dần rời rạc dân chạy nạn phía sau cùng nhóm vật thí nghiệm đã xông vào trận địa của họ nhâm tiểu túc cao mày dù đường chu cản được một hồi thì đám tiểu ngọc tỷ có thể chạy bao xa, e rằng mọi người chạy không lâu cũng bị đám vật thí nghiệm đuổi kịp, nhâm tiểu túc nhìn đám vật thí nghiệm, còn lại, dường như đồng bọn vừa bị chém giết nhanh gọn khiến chúng có chút chần chờ, vì thế chúng chậm chạp chưa tiến lên công kích, ngược lại từ từ lùi về sau, mà nhâm tiểu túc cũng không tính dây dưa với chúng, hắn nhìn về phía trần vô địch, kết quả vừa thấy nhâm tiểu túc liền sửng sốt, chỉ thấy hai vật thí nghiệm ở phía đó đã chết. Trần vô địch dẫm lên người chúng, một tay tùy ý khiên kim cô bổng trên vai, bày ra bộ dáng cực kỳ hổ báo, điều này khiến nhâm tiểu túc thật bất ngờ. Vì lúc trước Trần Vô Địch không cản được đạn hoàn toàn nên trong tiềm thức hắn cảm thấy Trần Vô Địch cũng không lợi hại như thế, bây giờ nhìn lại, e rằng giá trị vũ lực của đối phương cao hơn hắn tưởng nhiều, đáng tiếc vừa rồi hắn không rảnh xem Trần Vô Địch chiến đấu, cho nên không cách nào ước định tỉ mỉ được, chỉ nghe Trần Vô Địch nói, từ nay về sau một vạn năm, các ngươi phải nhớ kỹ tên ta, ta là Nhâm Tiểu Túc tức giận ngắt lười đừng làm màu nữa a à, trong nháy mắt biểu tình trang bức của trần vô địch biến mất đột nhiên nhâm tiểu túc nghe được có ai hô gì đó âm thanh truyền tới từ trong xe việt giả cứu hay không cứu bên trong xe là la lam của khánh thị khánh thị lại muốn dồn hắn vào chỗ chết lúc này nhâm tiểu túc không động thủ với la lam đã là tốt lắm rồi sao có thể cứu hắn không đúng cứu được bất quá trước khi cứu người nhâm tiểu túc ưu tiên ném vật thí nghiệm hắn vừa chém ra xa xa chúng quy dấu vết chặt ngang quá rõ nếu la lam thấy được khả năng sẽ nhận ra hắn mới là người trong cảnh sơn dù sao la lam cũng không biết bên ngoài rừng có vài vật thí nghiệm nhâm tiểu túc sẽ bảo chỉ có hai con đều do trần vô địch giết làm xong hết thảy nhâm tiểu túc mới xông tới nhìn qua khe nứt của xe nhâm tiểu túc thấy bên trong đầy máu tươi một thân ảnh to mọng đang chống cự với vật thí nghiệm có điều rất nhanh sẽ tèo thân ảnh to mọng kia là la lam e rằng hai người khác vì bảo vệ la lam đã bị vật thí nghiệm giết chết máu trong xe là của bọn họ lúc này Trần Vô Địch đúng lúc xông tới, hai cánh tay nắm hai bên vết nứt, hét lên một tiếng rồi cứng rắn mở toan xe ra. Động thủ, nhâm tiểu túc nói với Trần Vô Địch, chỉ thấy Trần Vô Địch nhận được mệnh lệnh nên đập thiết bổng vào sau đầu vật thí nghiệm, huyết dịch màu vàng nhạt văng tung tóe lên mặt La Lam. Sở dĩ nhâm tiểu túc phải cứu La Lam là muốn thông qua La Lam tiến vào hàng rào 109, hình ảnh La Lam và binh sĩ hài hòa của chung một chỗ hoàn toàn lọt vào mắt nhâm tiểu túc. Hơn nữa chỉ nhìn vào sự ủng hộ của chiến sĩ với La Lam và Khánh Chẩn là biết được đối phương ác có chỗ hơn người, vì thế nhâm tiểu túc nghĩ, có thể dùng ân cứu mạng này hóa giải thù hận lúc trước không? Nếu hóa giải không được, tới lúc đó nhâm tiểu túc giết chết La Lam cũng không muộn, hắn cũng nghĩ qua chuyện giấu giếm thân phận của mình. Ví dụ đổi tên, có điều về sau nhâm tiểu túc cảm thấy không nên, vì La Lam từng gặp qua nhan lục nguyên và tiểu ngọc tỷ rồi, huynh đệ, giúp một tay, La Lam lau mặt nói ta không tự bò ra được, nhâm tiểu túc túng la lam từ trong xe ra, đi nhanh lên, vật thí nghiệm sắp đột phá vòng vây rồi, kết quả nhâm tiểu túc vừa nói xong, la lam đã tránh thoát nhâm tiểu túc, ngơ ngác nhìn về phía đường chu, chỗ đó sắp bị vật thí nghiệm bao phủ rồi, phòng tuyến vang lên tiếng súng dày đặc, tiếng lựu đạn thỉnh thoảng vang lên, nhất thời vật thí nghiệm vô pháp vượt qua phòng tuyến của tập đoàn Thánh Thị, trận chiến này đủ để thấy được chiến sĩ của tập đoàn trắc tuyệt cỡ nào, nhâm tiểu túc bình tĩnh nói, họ không thể cứu được hiện tại ngươi có xông tới cũng chết vô ích thôi. La Lam hít sâu một hơi, không được, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Có điều ta không thể đi. Nhâm Tiểu Túc thấy được La Lam thật lòng quan tâm chiến sĩ, bằng không khi nghe được vật thí nghiệm muốn đột phá phòng tuyến, phản ứng đầu lại là quan tâm thuộc hạ thế nào. Việc này khác với tưởng tượng của Nhâm Tiểu Túc về tập đoàn. Hắn từng nghĩ đối phương chỉ là một đám động vật máu lạnh cao cao tại thượng. Trần Vô Địch quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc hỏi, đám bát giới đã chạy rất xa rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? đi thôi, nhâm tiểu túc nhìn La Lam, ý định buông tha cho kế hoạch này. Bây giờ, La Lam bắt đầu chạy tới chỗ của đường chu. Hắn không thể vì vé vào hàng rào mà đi theo La Lam chịu chết, nhâm tiểu túc thấy được La Lam cũng sợ hãi, đổi lại là ai cũng thế thôi. Hiện giờ nạn dân toàn quân đều chết, chỉ có rất ít người thành công chạy thoát. Nơi này đã thành một mảnh đất chết, nhưng nhâm tiểu túc nghĩ mãi không ra. Tên mập La Lam này dựa vào cái gì để vượt qua nỗi sợ hãi mà quay lại, này cũng chẳng phải làm dáng, quay về chết là cái chắc, có điều khi nhâm tiểu túc chuẩn bị rời đi bỗng có tiếng sói truyền tới từ phương xa tiếng sói tru vang lên vô cùng đột ngột nội tâm nhâm tiểu túc không khỏi trầm xuống chẳng lẽ đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương ư bất quá khiến nhâm tiểu túc ngoài ý muốn là thời điểm tiếng soi tru vang lên đám vật thí nghiệm kia đã dừng tay nhanh chóng lùi lại chỉ một phút đồng hồ đã hoàn toàn chạy khỏi nơi này đây là sao nhâm tiểu túc đứng yên nhìn một màn này hắn có chút khó hiểu chẳng lẽ vật thí nghiệm sợ sói Miên bản Nhâm Tiểu Túc còn tưởng đàn sói sẽ khiến tình hình càng thêm tệ hại, không ngờ đàn sói ngược lại còn giúp họ ngăn vật thí nghiệm, Nhâm Tiểu Túc không cần biết giữa đàn sói và vật thí nghiệm đã có chuyện gì, hắn chỉ hy vọng mình có thể an toàn đi tới hàng rào 109, Nhâm Tiểu Túc nói với Trần Vô Địch, "Vô Địch, ngươi đi kiếm đám vương phú quý đi." Trần Vô Địch sững sờ, "Ai là vương phú quý? Là bác giới?" Không cần quay lại, một khi có chuyện lập tức chạy thoát thân nhâm tiểu túc nói không nói pháp giang hắn cũng không biết tên người ta trần vô địch hấp tấp đi nhâm tiểu túc đi theo sau la lam tới trụ sở khánh thị ông chủ sau ngày quay lại đường chu nằm nghiêng trên một cổ thi thể thở dốc ngươi đi nhanh lên khả năng cao chúng sẽ quay lại sớm thôi la lam ngồi xổm bên người đường chu hắn liếc nhìn xung quanh chỉ thấy những chiến sĩ theo mình chạy khỏi hàng rào đã chết chín phần chỉ còn lại năm sáu người mỗi người đều trọng thương không sống được bao lâu nữa, dù bây giờ họ chưa chết nhưng cũng không đủ sức đi tới hàng rào 109, nhìn qua mà giật mình vì sự tàn bạo của vật thí nghiệm, La Lam ngồi xổm bên người, "Đường Chu, có chuyện gì cần nói rõ ư?" Đường Chu cười cười, "Ông chủ bảo sẽ dẫn chúng ta tới hàng rào 109 hưởng thụ phồn hoa, chỉ sợ chúng ta không đi được rồi, ông chủ hãy thay chúng ta chơi hết nhé." La Lam có chút phiền muộn, "Xem ra ta phải chơi tới chết trong đó mất." Hai người cười rộ lên, phản phất như chưa có gì xảy ra cả, bây giờ đột nhiên đường chu nói, chúng ta không hối hận, từ, la lam thấp giọng đồng ý, này, cho ta xen vào chút, nhâm tiểu túc đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, kỳ thật mấy người các ngươi không cần chết, hai người la lam và đường chu sửng sốt, họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhâm tiểu túc, đường chu nói, tiểu huynh đệ đừng đùa nữa, máu ta chảy không cầm được nữa rồi, có điều nhâm tiểu túc cũng chẳng để ý, hắn móc bình nhỏ trong người ra, nói, thuốc này của ta chuyên trị ngoại thương, yên tâm, các ngươi không chết, chỉ là ta không biết chữa bệnh thôi, nhâm tiểu túc nhìn la lam, để báo đáp lại, ta muốn ngươi dẫn chúng ta tới hàng rào 109, trở thành cư dân hợp pháp, có điều la lam không để ý câu sau của nhâm tiểu túc, hắn nhìn chầm chầm hát dược, bình sứ này, hình như rất quen mắt, biểu tình la lam từ bình tĩnh chuyển thành chấn kinh, chuyên trị ngoại thương. Ngươi là nhâm tiểu túc diệu thủ hồi xuân, diệu thủ hồi xuân. Nhớ, tới tờ giấy khen kia, nhâm tiểu túc thiếu chút nữa không kìm được mà đạp la lam lăn quay, phải biết hiện tại nhâm tiểu túc là đối tượng truy nã của khánh thị la lam không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây lại còn ra tay cứu mình đột nhiên la lam nhớ có người từng nói nhâm tiểu túc là bác sĩ trong thị trấn việc này khiến la lam như nhìn thấy hy vọng mắt thấy nhâm tiểu túc có thể cứu được đám đường chu la lam quyết đoán bỏ qua thân phận của mình lôi kéo nhâm tiểu túc với quan hệ của chúng ta chỉ cần ngươi cứu được họ ngươi muốn bao nhiêu người vào hàng rào cũng được nhâm tiểu túc sững sờ một chút chúng ta có quan hệ gì La Lam bị hỏi khó, ngẹn nửa ngày mới đáp, bác sĩ và bệnh nhân, nhâm tiểu túc im lặng đưa ba bình hắc dược cho La Lam, bôi lên vết thương của họ, La Lam chần chờ một chút, có tác dụng phụ gì không, không có, ngươi nhanh sức thuốc cho họ đi, đợt lát nửa vật thí nghiệm hay đàn sói tới thì toi, nhâm tiểu túc không kiên nhẫn đáp, kỳ thật hắn trị liệu cho đám đường chu, một phần là muốn La Lam nợ ân tình của mình, mặt khác là muốn dùng xe việt giả, tuy xe đã lật nhưng vẫn xài được, được vết thương đám đường chu ổn hơn hắn có thể cho người lái xe, chạy đuổi theo đám nhan lục nguyên, mọi người đều nhẹ nhàng hơn nhiều, đợi chút nhâm tiểu túc như nhớ ra gì đó, lỡ các ngươi bình phục lại muốn bắt ta thì ao, không có, la lam lập tức lắc đầu, kỳ thật mục tiêu chủ yếu chúng ta muốn bắt là hứa hiển sở, ngươi chỉ là tiện tay thêm vào thôi, sắc mặt nhâm tiểu túc có phần cổ quái, vật thì được, hắn chỉ có thể âm thầm nói trong lòng, hứa hiển sở huynh đệ, thật xin lỗi, tuy như vậy hơi hố hứa hiển sở, có điều nhâm tiểu túc biết làm sao được. Hắn cũng là bị ép thôi mà. Khi hắc dược bôi lên vết thương của đường chu, hắn thấy như vừa quay lại nhân gian từ dưới âm phủ, năng lực giảm đau của hắc dược cực kỳ thần kỳ. Kèm theo đó là cảm giác mát lạnh thoải mái. Đường chu ngẩng đầu nhìn về phía nhâm tiểu túc, cả kinh nói: đây thật sự là thuốc ông chủ hay uống ư? La là lam tức giận nói: ngươi không nói sẽ chết đúng không? Ngậm mồm lại cho ta. Có ai biết lái xe không? Nhâm tiểu túc cắt ngang: không muốn chết thì mau chóng lên xe tải rời đi. Mọi người nghe vậy lập tức câm miệng binh sĩ còn có thể hành động lập tức đứng lên leo lên ghế tài xế nhâm tiểu túc nhíu mày nói với la lam ngươi không biết lái không họ như thế thì lái kiểu gì được la lam bất đắc dĩ nói ta không biết ngươi không biết nhâm tiểu túc khó tin nói trong hàng rào ngươi là ông chủ lớn ngay cả lái xe cũng không biết ông chủ lớn liên quan gì tới lái xe la lam nói à không đúng có liên hệ vì bình thường ta ra ngoài đều có người trở nên không cần học hiện tại nhâm tiểu túc không muốn nói về vấn đề này nữa nhanh chóng lên xe, trong ghi chép của Khánh Thị, nhâm tiểu túc chỉ là lưu dân có sức khỏe kinh người thôi, hứa hiển sở mới là nhân vật nguy hiểm cho nên giờ khắc này. Khi chiếc xe chạy qua chỗ có thi thể vật thí nghiệm mà Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch giết, là làm đếm được hai con, cộng với một vật thí nghiệm bị giết trong xe nữa là ba con, theo đạo lý mà nói, Nhâm Tiểu Túc không có năng lực đó, là làm bỗng nhớ tới người trẻ tuổi đi Nhâm Tiểu Túc có hơi quen mắt. Có điều vì tâm trạng hoảng hốt chưa lắng xuống nên nhất thời La Lam không nhớ ra được, rất nhanh, xe đã chạy tới chỗ của đám tiểu ngọc tỷ. nhâm tiểu túc thò đầu khỏi thùng xe, lên xe, Khương Vô đứng nhìn từng người trong đám nhan lục nguyên bò lên xe, nàng do dự nói, có thể cho chúng ta lên cùng không, hoặc để học sinh của ta lên, không cần quan tâm tới ta, vì Khương Vô cảm thấy mình và đám nhâm tiểu túc chẳng quen biết gì, đối phương không có lý do gì giúp nàng cả, vì thế mới lên tiếng thỉnh cầu, nhâm tiểu túc nhìn Khương Vô, nói, vốn cũng kêu các ngươi lên xe mà, cảm ơn. Cám ơn, Khương Vô kích động vô cùng, nàng thúc giục đám học sinh, mọi người mau lên xe, nhớ cảm ơn người ta đấy, đây là ân cứu mạng, một đám đệ tử lần lượt leo lên xe, vì thùng xe rất lớn nên đủ chứa hết họ, chỉ có La Lam ngồi trong góc thì thầm, đây là xe của ta mà, sao cứ như nhâm tiểu túc là chủ vật, có điều tình thế đè người là làm ý thức được bây giờ Nhâm Tiểu Túc đang chiếm thế thượng phong, vừa rồi khi Nhâm Tiểu Túc chữa thương cho đám Đường Chu đã thu hết súng ống của họ, lúc này, mỗi một học sinh lên xe sẽ nói cảm ơn Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc phát hiện rất nhanh hắn đã thu được hơn 20 cảm tạ tệ, mỗi lời cảm ơn của đám học sinh đều là thật tâm, có đôi khi Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, có lẽ cô gái tên Khương Vô này ảnh hưởng tới họ, thân là người bình thường nhưng khi gặp thiên tai nàng lại chứng tỏ mặt tươi sáng nhất của nhân tính, điều này khiến nhâm tiểu túc vốn sinh sống trong thị trấn hỗn loạn không, khỏi ngưỡng mộ hiện tại, cộng thêm lời cảm tạ của đám la lam, nhâm tiểu túc đã tích lũy được 56 cảm tạ tệ, không phải nói chứ, lần thu thập cảm tạ tệ của nhiệm vụ này nhanh hơn nhiệm vụ trước nhiều, tất cả mọi người đã lên xe, xe tải lần nữa khởi động, mọi người ngồi im, lặng yên chẳng nói gì, sống sót sau tai nạn, mỗi người đều có cảm thụ bất đồng. Chỉ có trải qua sống chết mới càng thêm khát vọng được sống, Tiểu Ngọc tỷ và Nhan Lục Nguyên lấy đồ ăn từ trong bao cho đám Nhâm Tiểu Túc, hai người họ biết Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch đánh nhau xong cần bổ sung năng lượng, những người khác thấy đồ ăn thì không nhịn được nuốt nước miếng, có điều không ai dám mở miệng xin cả, dù là La Lam cũng thế, nhưng vào lúc này, khi thấy Trần Vô Địch, hai mắt La Lam chợt sáng lên, rốt cuộc hắn cũng nhớ Trần Vô Địch là ai, người không phải tên điên ở bệnh viện tâm thần số 3 à, La Lam ngồi thẳng người, ngươi là đúng rồi, gọi là Trần Vô Địch, với tư cách là ông chủ lớn của hàng rào, là làm biết rõ sự tồn tại của bệnh viện tâm thần, hơn nữa cũng đọc qua tư liệu về siêu phàm giả trong đó, phần tư liệu kia ghi chép cực kỳ tỉ mỉ, thậm chí có cả sinh hoạt hàng ngày của siêu phàm giả cùng cử chỉ ngôn hành của họ, đối với Khánh Thị mà nói, siêu phàm giả là tài nguyên cực kỳ quan trọng, dù để lợi dụng hay nghiên cứu, Khánh Thị cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của họ, giờ khắc này la lam đã biết ai là người giết chết vật thí nghiệm khi nãy chỉ là những thứ la lam biết chỉ là thứ nhâm tiểu túc cho hắn biết thôi lúc này trần vô địch nhìn la lam lúc trước hắn không nhìn kỹ mặt la mập mạp mà khi ấy mặt la mập mạp lại bị máu màu vàng bao phủ tới bây giờ la lam lau mặt sạch sẽ trần vô địch mới nhận ra là ngươi bôn ba nhi bá nhâm tiểu túc nhìn la lam hắn nhớ rõ mỗi khi trần vô địch muốn đánh ai đó gọi người đó bằng tên của một con yêu quái trần vô địch không vui nhìn la lam vì ngươi từ nay về sau gọi ta là tề thiên đại thánh, hơn nữa ta không phải người điên, la lam tức giận nói, ngươi điên lại không nhận mình điên, ngươi nói mình là tề thiên đại thánh bảo vệ sư phụ đi tây thiên lấy kinh, vậy ngươi phải có sư phụ, sư phụ của ngươi đâu, trong xe đồng loại an tĩnh, ngay sau đó, nhâm tiểu túc nhìn la lam, ta là sư phụ hắn, vương phú quý. Ta là bác giới, Vương Đại Long nhìn Vương Phú Quý và Nhâm Tiểu Túc trông về phía mình thì do dự vài giây mới nói, ta là Sa Tăng, La Lam, chấm hỏi, rốt cuộc trong xe có bao nhiêu người đi? Lúc này la lam như nằm mơ, các người nghiêm túc chứ, đột nhiên, vị trí kế tài xế có người hô, phía trước có chuyện, hắn vừa nói xong, nhâm tiểu túc liền nghe tiếng thắng xe kịch liệt, phản phất như tài xế thấy cảnh tượng gì đó khó tin lắm, có chuyện gì, nhâm tiểu túc trầm giọng hỏi, phía trước có mấy chiếc xe, tài xế trả lời, không đúng, là có mấy chiếc xe đã hư, dường như từ hàng rào 109 tới, xe bị hư, nghe câu này, rất nhiều người đều sửng sốt, sao nơi này lại có xe, các người chờ trong xe, nhâm tiểu túc nói với nhan lục nguyên, vô địch, ngươi theo ta xuống xe nhìn một chút, xe đã dừng hẳn, nhâm tiểu túc nhảy xuống xe, la lam cũng nhảy xuống, ba người họ chậm rãi đi về phía trước, thế nhưng không đợi tới gần, nhâm tiểu túc đã ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, như tài xế nói, phía trước có ba chiếc xe cản đường, thân xe bị phá hư, máu tươi rơi đầu xung quanh, cẩn thận một chút, nhâm tiểu túc nói, vừa nói, hắn vừa tỉ mỉ quan sát mặt đường xung quanh, muốn nhìn xem là thứ gì tập kích xe. Kỳ quái, La Lam hiếu kỳ nói, đúng là xe của hàng rào 198, sao họ lại phái xe ra, còn hướng về hàng rào 113 nữa. Lúc này, La Lam vẫn chưa biết Khánh Chẩn uy hiếp người quản lý hàng rào 109 đi tìm mình. Vì thế, quản lý lục xa chỉ có thể chịu áp lực từ lý thị mà phái xe cùng một tí tư quân đi tìm La Lam, bất quá nửa đường lại gặp nạn, ba chiếc xe siêu vẹo ngừng trên đường. Đám nhâm tiểu túc không thấy thi thể, chỉ thấy vết máu kéo dài vào sâu trong rừng, những vết máu đó đã khô rồi. Nhâm tiểu túc nhìn màu máu liền đoán việc này xảy ra từ nửa ngày trước. Nhâm tiểu túc còn thấy mấy nhúm lông trắng trên mặt đất, sau đó sắc mặt hắn đại biến, đây là lông sói, nói xong, nhâm tiểu túc liền dẫn trần vô địch lùi về phía sau. Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao lại có vết máu kéo dài vào sâu trong rừng rồi. Đây là xác chết bị sói kéo đi, lưu lại vết máu trên đường, nửa ngày trước đàn sói đã xuất hiện ở đây, nhâm tiểu túc không nghĩ nhiều hơn nữa. Hắn thầm nghĩ phải mau chóng lên xe rời đi, chờ ta với, La Lam hạ giọng hô, Nhâm Tiểu Túc thấy La Lam phóng tới bên trong một chiếc xe, dường như đang tìm kiếm gì đó, sau một khắc, La Lam cầm một thiết bị Nhâm Tiểu Túc không nhận ra, tìm được rồi, ba người leo lên xe, Nhâm Tiểu Túc hỏi, vừa rồi ngươi tìm được gì trên xe họ vậy, hắc hắc, La Lam cười nói, là điện thoại vệ tinh. Chỉ mong có thể liên lạc với mã tin 1111, bằng không ta lấy cũng chẳng để làm gì tất cả chỉ có thể đánh bạc với vận khí mà thôi, nhâm tiểu túc liếc mắt nhìn, đây là điện thoại vệ tinh trong truyền thuyết, bất quá mã tinh la lam nhắc tới là gì, nhâm tiểu túc chưa từng nghe qua, cổ xe tiếp tục khởi động, la lam bấm số 1111 bằng điện thoại rồi kinh hỉ nói, thành, ngay sau đó, hắn lại bấm một chuỗi dãy số, động tác cực kỳ thành thục, phản phất như đoạn mã này đã sớm khắc sâu vào đầu hắn, ngươi đang gọi ai vậy, nhâm tiểu túc hỏi. Em trai ta, La Lam đáp rồi kiên nhẫn ngồi chờ, đột nhiên, trong điện thoại vệ tinh truyền tới âm thanh của nam nhân, "Xin chào, là ai? Ta là La Lam, kêu em ta nghe máy." La Lam vui vẻ nói, trong điện thoại âm thanh thay đổi, "Ngươi đang ở đâu? Ta đang chạy trối chết, đoán chừng chạy thêm một ngày rưỡi nữa là tới hàng rào 109." La Lam trả lời, "Bên phía ngươi thế nào? Đang đi khỏi Cảnh Sơn à?" Khánh Chẩn bên kia điện thoại dừng lại nói, "Ta ở trong Cảnh Sơn." "Hứa Hiển Sở, ta con mẹ nó nhà ngươi." Trong điện thoại vệ tinh có âm thanh mắng chửi vang lên. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì trong lòng không khỏi run run. Nhâm Tiểu Túc biết rõ vì hắn đã chém bánh xe của Khánh Chẩn mới khiến đến bây giờ Khánh Chẩn vẫn chưa rời khỏi đó. Dường như Khánh Chẩn đã điều chỉnh tâm tình tốt. Hắn bình tĩnh hỏi: Điện thoại này của ai? Lục Sa đã tới đón ngươi chưa? Lúc này La Lam mới ý thức được, thì ra ba chiếc xe kia là Khánh Chẩn kêu Lục Sa phái đi. La Lam hồi đáp: Người của Lục Sa gặp chuyện không may trên đường. Đây là điện thoại vệ tinh của họ. Khánh Chẩn không quan tâm người của Lục Sa có chuyện gì hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, tới hàng rào 109 thì nghỉ ngơi và hồi phục một chút, tạm thời không cần về tập đoàn Khánh Thị, vì sao, La là Lam sững sờ một chút, bất quá hắn kịp thời phản ứng, đám lão đầu tử chủ tịch quyết định xử phạt ngươi, chỉ là tạm thời giam lỏng ở hàng rào 111 thôi, ngữ khí Khánh chẩn nhẹ nhõm, bất quá lúc trước rất nhiều người bất mãn ngươi, nếu ngươi trở về e rằng sẽ nhận phạt nặng hơn, hiện tại họ không biết ngươi còn sống, trước ngươi cứ ở lại hàng rào 109 đi từ la lam trầm thấp đáp lời đúng rồi khánh chẩn nói ngươi tới hàng rào một trăm chín báo cho lục xa kêu hắn truy nã nhâm tiểu túc và hứa hiển sở dương tiểu cận lạc hinh vũ ta hoài nghi ba người này đã chạy khỏi cảnh sơn chung quy bây giờ gần cảnh sơn nhất chỉ có hàng rào một trăm mười một và một trăm chín thôi la lam xấu hổ nhìn nhâm tiểu túc nhâm tiểu túc đang ở bên cạnh ta khánh chẩn dừng một chút nghi ngờ nói ngươi bắt được hắn la lam ngày càng xấu hổ nói ra hẳn ngươi không tin nhìn tình huống hẳn là hắn bắt ta, Khánh Chẩn, nhâm tiểu túc bình tĩnh nhìn La Lam, La Lam nhận lấy áp lực thật lớn giải thích với Khánh Chẩn, nói rõ là nhâm tiểu túc cứu hắn, nếu không hắn xong đời rồi, bây giờ Khánh Chẩn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn đáp, người nói hắn biết, chuyện giữa hắn và Khánh Thị xóa bỏ, hơn nữa Khánh Chẩn ta thiếu một ân tình lớn của hắn, họ muốn tới hàng rào 109, trở thành cư dân hợp pháp ở đó, La Lam nói ngươi cứ nói với lục xa là được, dường như khánh chẩn cũng không để việc này trong lòng, hô, bỗng nhiên nhâm tiểu túc thả lỏng, những ngày này, bốn chữ tập đoàn khánh thị như bóng ma bao phủ trong lòng hắn, bị một con quái vật khổng lồ, nhớ thương là chuyện vô cùng đáng sợ, không ai nguyện ý đối đầu với tập đoàn quản lý hơn 20 hàng rào cả, đương nhiên, nhâm tiểu túc lần nữa quyết định, hắn nhất định không để khánh chẩn phát hiện người chém đứt lốp xe là mình, bằng không dựa vào âm thanh khánh chẩn mắng hứa hiển sở vừa rồi. Nhâm tiểu túc cảm thấy Khánh Chẩn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn đâu, bất quá nhâm tiểu túc chợt nhớ tới lời của Khánh Chẩn, hắn bỗng nghĩ, Dương Tiểu Cận rời khỏi cảnh Sơn sẽ đi đâu. Hàng rào 109 hay 111. Hoặc nơi xa hơn, năng lực đi xuyên không gian của Lạc Hinh Vũ không thể dùng mãi, hẳn đám Dương Tiểu Cận sẽ không đi quá xa, lúc này nhâm tiểu túc nhìn về phía đám người nhan lục nguyên, họ đều nghe được cuộc trò chuyện của La Lam và Khánh Chẩn, giờ khắc này, trong mắt nhâm tiểu túc và nhan lục nguyên cấp giấu một tia kích động, vì họ hiểu rõ mình không còn là lưu dân. Từ nay về sau họ chính là cư dân hợp pháp của hàng rào. Nhâm tiểu túc cứu La Lam là để thông qua La Lam tiến vào hàng rào. Hiện giờ mục đích đạt thành, cũng coi như nhâm tiểu túc hoàn thành tâm nguyện về phần đám La Lam có thể làm thế nào để thuyết phục lý thị trong hàng rào 109 lại là chuyện của họ. Chung quy giữa các tập đoàn có mối liên hệ với nhau, vẫn phải chừa cho nhau mặt mũi, nghe ngữ khí của Khánh Chẩn, dường như đây cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn vương phú quý ở một bên nhỏ giọng cảm khái có những việc với chúng ta thì khó như lên trời nhưng đối với những người ở thế giới kia mà nói chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi la lam lên tiếng chuyện đã đồng ý với ngươi khánh thị chúng ta nhất định sẽ làm được một tập đoàn lớn như chúng ta lừa gạt vài lưu dân các ngươi làm gì kết quả lúc này vương phú quý mở miệng hỏi la lam là tiểu túc cứu mạng ngài đúng không đúng vậy la lam kinh ngạc đáp ông chủ la là nhân vật lớn ánh mắt vương phú quý lộ ra không khéo mạng sống đáng quý vô cùng đền đáp phải đủ a à, bằng không truyền đi để người khác nghe được lại bảo khánh thị keo kiệt lúc trước khi vương phú quý theo nhâm tiểu túc thoát khỏi thị trấn từng nói với nhâm tiểu túc bản thân có giá trị bây giờ chính là lúc bày tỏ giá trị bản thân kỳ thật vương phú quý hiểu rõ chỗ thiếu hụt của hắn hắn chưa từng gặp những nhân vật lớn của thế giới nhân vật như la lam cơ hội gặp mặt rất ít thậm chí có khả năng nội tâm la lam còn cười nhạo hắn là tên ăn mày bưng chén vàng nữa thế nhưng không sao vương phú quý nhất định giúp nhâm tiểu túc tranh thủ hết thảy những thứ hắn phải có vì thế vương phú quý sẽ không biết xấu hổ vừa rồi khánh chẩn và la lam nói chuyện với nhau khiến vương phú quý ý thức được kỳ thật đạt được tư cách tiến vào hàng rào trong mắt nhân vật lớn cũng không tính là gì cho nên có phải nên lấy ra cái gì lớn hơn không các ngươi lại muốn gì nữa la lam thả lỏng nhìn vương phú quý đừng có công phu ngoạm sư tử Vương Phú Quý nghe vậy liền thấy bản thân có hy vọng, hắn nói: "Một gian cửa hàng trong hàng rào 109, Khánh thị ngài chắc chắn có không ít sản nghiệp trong hàng rào, cho chúng ta một cửa hàng hẳn không vấn đề." La Lam hời hợt nói: "Mạng của ta không đáng một cửa hàng." Lão Vương có chút sững sờ, nói thế có chút không biết xấu hổ rồi. Hắn là một lưu dân có thể không biết xấu hổ, thế nhưng người nhân vật lớn của Khánh thị thì không thể như thế nha, trên thực tế, Vương Phú Quý không rõ lắm, hẳn người của tập đoàn là không biết xấu hổ nhất bằng không họ cũng không thể trở thành tập đoàn, chỉ nghe Vương Phú Quý hỏi La Lam, vừa rồi em trai ngài nói, hắn nợ nhâm tiểu túc một nhân tình, một cái mạng đúng không, ngươi muốn nói gì, La Lam hỏi, em trai ngài nợ một nhân tình, một mạng có đáng giá một gian cửa hàng không, Vương Phú Quý hỏi, La Lam im lặng nửa ngày, có, hắn có thể không biết xấu hổ nhưng nhắc tới Khánh Chẩn thì hắn không làm được, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một gian cửa hàng, La Lam nói. Nhưng từ đây Khánh Thị chúng ta không nợ các ngươi cái gì nữa được nhâm tiểu túc quyết đoán đáp ứng vậy cũng giúp họ có một nơi làm ăn ổn định dù cửa hàng này họ không làm ăn thì để thuê cũng đủ sinh hoạt hàng ngày huống chi hắn đã đồng ý với lão vương sẽ giúp hắn mở lại một tiệm tạp hóa có điều vương phú quý vẫn chưa thỏa mãn hắn nói với la lam vậy ngài cảm thấy năm cái mạng của thủ hạ ngài giá trị lúc này la lam cảm thấy cả người không tốt ngươi không thể một hơi nói hết à ta cho các ngươi một gian cửa hàng ở vị trí tốt đừng có đòi thêm gì nữa đòi nữa ta chết luôn ở đây cho các ngươi xem vương phú quý còn muốn nói thêm nhưng nhâm tiểu túc đã kéo hắn một cái ý nói như vậy là được rồi nếu bước la lam nữa đợi tới hàng rào hắn đổi ý thì đám nhâm tiểu túc cũng không có cách gì đòi được lúc trước nhâm tiểu túc chọn cứu đám đường chu là vì hắn phát hiện la lam nể trọng tình cảm vì thế hắn cứu đám đường chu sẽ giúp la lam cảm kích mình lúc này nhâm tiểu túc thấy trần vô địch không có ý tốt nhìn la lam dường như chuẩn bị tư thái trảm yêu trừ ma, hắn phát hiện bộ dáng của Trần Vô Địch có chút biến hóa, thế nhưng nhất thời không biết vấn đề ở đâu. Nhâm Tiểu Túc nói, ồ, Vô Địch, trên đầu ngươi là vòng kim cô à. Lấy ở đâu đấy, hắn có thể khẳng định, đêm qua Trần Vô Địch không đeo thứ này, Nhâm Tiểu Túc từng hoài nghi Trần Vô Địch bị ảo tưởng, có điều vòng kim cô và thiết bản lại khác, chúng sẽ không biến mất, kim cô là Bồ Tát cho, sư phụ không biết hả, Trần Vô Địch một bộ dáng đường nhiên ta biết chứ nhâm tiểu túc đáp nhưng đây không phải điều ta muốn hỏi ngươi nhâm tiểu túc tính qua loa cho qua chuyện chung quy hiện tại hắn là tam tạng đâu thể không biết vòng kim cô của đệ tử ở đâu ra đúng không nhưng vào lúc này trần vô địch chăm chú nhìn nhâm tiểu túc sư phụ người còn nhớ kim cô chú niệm thế nào không nhâm tiểu túc thiếu chút nữa tan vỡ hắn biết kiểu gì được trong truyện bồ tát cũng không nói cụ thể a à, nhâm tiểu túc nhìn ánh mắt chờ mong của trần vô địch thăm dò 800 đội quân chạy tới sườn núi phía bắc pháo binh cũng chạy tới đó a à, trần vô địch bỗng ôm đầu sư phụ đừng niệm đừng niệm nữa nhâm tiểu túc ngồi tại chỗ há hốc mồm hắn cảm thấy trần vô địch rất biết phối hợp a lúc này nhâm tiểu túc cũng phát hiện những người khác nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị còn có chút học sinh mặt ngơ ngác bồ tát đâu có biết hát la lam cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục hắn nghĩ mãi không biết vì sao tên điên trần vô địch lại nhận nhâm tiểu túc là sư phụ muốn la lam tin nhâm tiểu túc trần vô địch vương phú quý, vương đại long không phải bốn sư đồ đường tăng chuyển thế, hắn thà đâm đầu vào xe chết luôn xe rồi, xe chạy một lần vài chục km mới chậm rãi dừng lại, là làm hỏi, chúng ta nghỉ ngơi một lát chứ. Đàn sói có đuổi kịp không, lúc này nhâm tiểu túc mới nhớ chỗ quỷ dị của dàn sói, hắn suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi tí đi, hiện tại chỉ có một người biết lái xe, không thể để hắn mệt được, hơn nữa nếu đàn sói đuổi theo, e rằng xe có chạy tiếp cũng bị đuổi kịp, kỳ thật nhâm tiểu túc luôn tự hỏi trong lòng hắn cho rằng đàn sói sẽ dừng lại ở phế tích hàng rào 113 nên mới chậm chạp không đuổi theo, có điều hiện tại xem ra, đàn sói luôn ở quanh họ, thậm chí còn từng vượt qua họ nữa, vì sao đàn sói lại không công kích họ, không hiểu a, à, trừ phi, trong đoàn xe này có gì đó khiến đàn sói không muốn tấn công, trong lúc mọi người nghỉ ngơi, nhâm tiểu túc tìm một gốc núi nhìn ra bốn phía xa xa, thử coi thấy được tung tích đàn sói không khi tới dốc núi. Nhâm Tiểu Túc liền sửng sốt, hắn phát hiện đàn sói đang ở gần đó chỉ lấy lan vương màu bạc lẳng lặng đứng giữa rừng nhìn hắn khu rừng như được sinh ra làm nền cho nó thế nhưng bất ngờ thay lần này nhâm tiểu túc không thấy lan vương có ý đồ công kích mình đối phương chỉ lẳng lặng liếc hắn một cái sau đó quay người chạy vào rừng lan vương trong cường tráng vô cùng nhâm tiểu túc dựa vào kích thước mấy bụi cỏ gần lan vương thì phát hiện tính ra kích cỡ lan vương còn to hơn một con bò nữa vì sao trước cuộc đàn sói đi theo họ có mục đích gì lúc trước nhâm tiểu túc đã thấy có gì đó không thích hợp đàn sói không dám đi qua hẻm núi thế nhưng sau khi nhâm tiểu túc rời khỏi đó thì phát hiện chúng vẫn đứng đó canh chừng khi ấy nhâm tiểu túc nghĩ chúng mang thù vì lần trước hắn đã thoát khỏi miệng chúng có điều hiện tại nhìn lại dường như tình huống càng thêm phức tạp mặc kệ nhâm tiểu túc thầm nghĩ chỉ cần đàn sói không tập kích họ là được về phần đến cùng vì lý do gì hắn không cần biết vài ngày nữa hắn có thể tạm biệt nơi này tiến vào hàng rào nơi hắn hàng mơ ước không cần sống trong lo lắng chờ đợi nữa, mỗi ngày cuộc sống dần tốt hơn, nhâm tiểu túc đã đồng ý sẽ cho nhan lục nguyên sống những ngày tốt lành, trở lại xe, tất cả mọi người đã rời xe hoạt động, chung quy trong xe không tính là chật, có điều chắc chắn sẽ không thoải mái, lúc này vương phú quý tìm tới nhâm tiểu túc, hắn trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi tiểu túc, cảm ơn ngươi đã dẫn hai cha con chúng ta vào hàng rào, điểm cảm tạ tới từ vương phú quý, cộng một. Nhâm tiểu túc nhìn vương phú quý nói, chúng ta không cần khách khí, không chỉ tiến vào hàng rào, sau này chúng ta có thể mở lại tiệm tạp hóa của ta. Kết quả lúc này vương phú quý lắc đầu, không phải tiệm tạp hóa của ta, mà là tiệm tạp hóa của ngươi. Ngươi nghe này tiểu túc, đây là thứ ngươi dùng mạng sống của mình đổi lấy, về sau ta sẽ là người quản lý cho ngươi, nhớ cho ta tiền lương cao cao chút, nhâm tiểu túc sững sờ. Hắn không nghĩ Vương Phú Quý có thể từ bỏ lợi ích lớn như thế, vào lúc Vương Phú Quý đang nghĩ nên thuyết phục Nhâm Tiểu Túc thế nào lại nghe Nhâm Tiểu Túc cảm động nói, được, ta nghe ngươi, vương phú quý, quả nhiên vẫn là tên yêu tiền không biết xấu hổ hắn nhận thức nhiều năm, bất quá lúc này nhâm tiểu túc bổ sung một câu, ngươi có 30% cổ phần cửa hàng, lợi nhuận từ thuốc của ngươi ngươi có thể giữ hết, cổ phần này cũng không phải tặng không. Đầu tiên nhâm tiểu túc biết mình không có thiên phú kinh doanh, mà lão vương đã buôn bán cả đời, vì thế nhâm tiểu túc cảm thấy ai giỏi cái gì thì làm cái đó, hắn có thể tập trung làm tốt những chuyện khác kỳ thật, Hiện tại chuyện Nhâm Tiểu Túc muốn làm nhất không phải kiếm tiền mà là đến trường, là, La, Lam thừa dịp Nhâm Tiểu Túc bỏ đi, ánh mắt một mực đánh giá Trần Vô Địch, phải nói La Lam hiểu khá rõ về Trần Vô Địch. Dù Trần Vô Địch làm gì cũng có người báo cho hắn, La Lam từng hâm mộ em trai mình, chung quy nó có siêu phàm giả làm bảo tiêu, nghe rất tuyệt, trong quân doanh khánh chẩn xuất hiện siêu phàm giả, đáng tiếc La Lam lại không may như thế. Bây giờ, La Lam phát hiện Trần Vô Địch có thể một mình giải quyết ba vật thí nghiệm liền động tâm, phải biết trần vô địch này là một kẻ đần hắn đường đường là người đứng đầu tập đoàn khánh thị chẳng lẽ không dỗ được một kẻ đần nhâm tiểu túc cũng không biểu lộ năng lực siêu phàm của mình trước mặt la lam cho nên trong mắt la lam nhâm tiểu túc chỉ là lưu dân có thân thủ tốt và lớn gan thôi sao có thể có được vệ sĩ là siêu phàm giả như trần vô địch chứ hơn nữa còn là quan hệ thầy trò so với nhâm tiểu túc la lam hắn có tiền hơn đẹp trai hơn nhâm tiểu túc hắn còn là đại nhân vật nắm giữ quyền lực người khác không tưởng tượng nổi loại người tài giỏi như hắn hẳn nên có tùy tùng là trần vô địch mới đúng la lam nghĩ tới đây thì hớn hở vui vẻ đi tới bên cạnh trần vô địch cái kia vô địch à ngươi xem sư phụ ngươi nghèo như vậy bằng không theo ta lăn lộn đi trần vô địch lườm la lam ta không muốn nói chuyện với bôn ba nhi bá la lam chấm hỏi bôn ba nhi bá cái con mẹ mi tính gây khó dễ cho ta hả đến cùng người điên suy nghĩ thế nào vậy có thể bình thường một chút không lúc này nhâm tiểu túc đã trở về hắn thấy La Lam ở bên cạnh Trần Vô Địch thì cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn tới Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ngươi muốn cũng được, chúng ta thiếu Bạch Long Mã. Không được, bộ dạng của ngươi không giống Bạch Long Mã, nói xong, nhâm tiểu túc quay đầu nhìn bốn phía, khi thấy được Vương Đại Long, hai mắt hắn sáng lên, chúng ta lại thiếu một cái đòn gánh và hai cái giỏ, bằng không người làm giỏ trút đi, La Lam tức giận xoay người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có lẽ vì mình không đủ điên nên không hợp với đám Nhâm Tiểu Túc, sáng sớm hôm sau, bọn họ lại chuẩn bị lên đường, lần này, họ chuẩn bị đi thẳng tới hàng rào 109, lúc trước, khi xe La Lam hư, họ đều cần đồ thay thế theo, cho nên xăng đủ đi hết quãng đường này, Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới bộ dáng được sống trong hàng rào của mình, đột nhiên hắn hỏi Khương Vô và đám học sinh, đến cùng trong hàng rào có bộ dáng thế nào? Khương Vô nhớ lại, học sinh trong hàng rào có thể an tâm đi học giờ nghỉ trưa họ có thể tập bóng rổ đến đổ mồ hôi. Các cô gái thấy nam sinh mình thích sẽ ồn ào cổ vũ, kỳ thật lão sư đều biết họ có tình cảm với nhau, nhưng đều lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Đương nhiên, cũng có không ít lão sư mắng vốn phụ huynh học sinh, mắng vốn phụ huynh, nhâm tiểu túc sững sờ, để làm gì, để người nhà trách phạt bọn nhỏ, Khương Vô cười nói, a à, nhâm tiểu túc gật đầu, may mà ta không có phụ huynh, những lời này khiến Khương Vô không khỏi nghẹn ngào, nàng sững sốt không biết nên nói gì tiếp không biết vì sao khương vô cảm thấy trong lòng có chút chua xót nguyên lai thiếu niên có thể sống sót ở nơi hoang dã lại không còn người nhà nhâm tiểu túc hô lên xe xuất phát sau đó hắn thấy la lam đứng đối diện hướng cũ vái ba vái dành cho những chiến sĩ đã tử trận kỳ thật trên đường la lam cũng không lộ ra tâm tình bi thống gì trông vô cùng lạc quan nhưng khi thấy một màn này nhâm tiểu túc bỗng cảm thấy la lam không biểu hiện sự bi thương là vì không muốn người khác thấy mặt yếu đuối của hắn mà thôi có thể phía trước có thị trấn, nhan lục nguyên dí sát mặt vào tấm kính ngăn cách thùng xe và đầu xe, hai mắt lóe sáng, nghe thế, mọi người vốn đang ngủ ngáy mơ hồ tỉnh lại, dọc đường này cả bọn cũng chẳng làm gì hơn, ngay cả chỗ nằm cũng không có, còn mãi lo lắng sợ hãi, họ đều lo, vạn nhất bầy sói và vật thí nghiệm đuổi theo thì phải làm sao, đến lúc đó. Dù Trần Vô Địch có là siêu phàm giả chỉ sợ cũng không ngăn được nhiều vật thí nghiệm như thế, tuy đám nhâm tiểu túc nói không sao, Thế nhưng trong lòng mọi người vẫn có chút thấp thỏm, thẳng tới khi họ thấy được văn minh nhân loại, thì mọi người đều xúc động. Sau khoảng thời gian hỏa kiếp, cuối cùng họ cũng thấy ánh sáng rồi, đương nhiên cũng có người kinh ngạc, tỉ như La Lam và Khương Vô đều suy nghĩ. Họ không thấy nhâm tiểu túc làm gì cả, vậy mà đoán được đàn sói sẽ không tấn công họ hơn nữa. Đàn sói thật sự là không có tới, dọc theo con đường này, Khương Vô đã biết được rất nhiều điều. Thiếu niên là lưu dân này tựa như tiên tri đã đoán chính xác rất nhiều chuyện, ví dụ buổi tối khi vật thí nghiệm đột kích, nếu nàng không sớm dẫn đám học sinh đuổi theo nhâm tiểu túc, e rằng hiện tại mọi người đã chết ở đó, sau một hồi chạy nạn, đám nhang lục nguyên đều an toàn, những nạn dân khác không mang theo gì cả, nhưng năm người nhâm tiểu túc lại hành lý chỉnh tề, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, điều này khiến Khương Vô không khỏi hâm mộ đám nhang lục nguyên. Nếu nhâm tiểu túc dẫn theo nàng và đám học sinh, e rằng họ sẽ ít chịu tội hơn, đương nhiên, Khương Vô biết nhâm tiểu túc không có nghĩa vụ đó, hơn nữa đối phương đã giúp nàng quá nhiều, tỉ như kiếm đồ ăn, tỉ như để các nàng lên xe, Khương Vô biết rõ mình và học sinh có thể sống sót tới hàng rào 109 đều nhờ công lao của nhâm tiểu túc, Khương Vô quay đầu nói với, đám học sinh, mau cảm ơn nhâm tiểu túc, các ngươi phải hiểu, nhờ có hắn các ngươi mới sống được tới bây giờ, đám học sinh nghe xong đều nhìn về phía nhâm tiểu túc, lưu dân cùng tuổi này khiến họ bội phục từ tận đáy lòng, cảm ơn ngươi, cám ơn ngươi, điểm cảm tạ tới từ tạ nhiễm khôn, cộng một. Điểm cảm tạ tới từ Nhan Lâm Phong, cộng 1. Điểm cảm tạ. Mặt mày nhâm tiểu túc hớn hở, quá khách khí, quá khách khí, chưa tới một phút đồng hồ, nhâm tiểu túc đếm điểm cảm tạ xong bỗng nhiên nói, còn một số người vẫn chưa cảm ơn, mau tranh thủ thời gian, Khương Vô dở khóc dở cười. Tuy nàng rất biết ơn nhâm tiểu túc, nhưng đôi khi Khương Vô cảm thấy não của nhâm tiểu túc hoạt động không giống người bình thường chút nào, xe vận binh một đường chạy nhanh tới, miệng cống của hàng rào, nhan lục nguyên ngoài người ra ngoài thùng xe ca, nơi này không khác thị trấn của chúng ta lắm, cái gọi là không khác đại khái là mấy túc lều tranh và hoàn cảnh sống. Trước kia nhâm tiểu túc cảm thấy sống thế này thật khổ, hiện giờ lại có phần thân thiết, phải biết hắn và những người khác không giống nhau. Nhâm tiểu túc đi một vòng cảnh sơn, về còn chưa kịp nghỉ ngơi thì hàng rào gặp chuyện. Vì thế nửa tháng nay hắn chưa từng thả lỏng, dù ý chí nhâm tiểu túc có kiên định đến đâu cũng có chút mệt mỏi, Khương vô do dự một chút, trước kia các ngươi cũng sống ở nơi thế này à, người trong hàng rào biết ngoài hàng rào có một thị trấn, có điều thị trấn có bộ dạng gì họ không rõ, vì không phải ai cũng được ra khỏi hàng rào, vì thế trong tưởng tượng của Khương Vô trước kia, nàng cho rằng ở thị trấn nhà sẽ thấp một chút, cũ một chút, không ngờ thực tế ngay cả nhà gạch cũng không có, đa số nơi ở đều rách rưới không tưởng tượng nổi, nguyên lai họ luôn sống trong thiên đường, còn đám nhâm tiểu túc lại sống ở địa ngục, tiểu ngọc tỷ tỉ tủng tiễn cười nói, bất quá cũng không khổ như thế đâu. Tiểu túc của chúng ta từng làm lão sư ở học đường trong thị trấn, nếu hàng rào không có việc gì, nói không chừng hắn đã thành lão sư mới rồi những lời này khiến khương vô càng thêm kinh ngạc nàng nhìn nhâm tiểu túc nói thật khương vô chỉ cảm thấy nhâm tiểu túc lợi hại không nghĩ hắn còn là lão sư trong nháy mắt hình tượng của nhâm tiểu túc trong lòng khương vô trở nên to lớn hơn nhiều đây là bản sắc của xã hội nếu nhâm tiểu túc chỉ là người bán thuốc chắc chắn hắn sẽ không nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ thế này là làm tức giận nhảy xuống xe càng nhìn nhâm tiểu túc hắn càng tức rõ ràng chỉ là một lưu dân kết quả lại có đồ đệ là siêu phàm giả, còn được lão sư xinh đẹp nhìn mãi không rời, la lam uy phong lẫm lẫm đi về phía miệng cống, đứng đối diện cửa hô to, kêu lục xa ra đây cho ta, người gác cổng có vẻ là cư dân của thị trấn, hắn sững sờ nhìn la lam nửa ngày, lục xa là ai, sắc mặt la lam nhất thời đen kịch, hắn hô, là người quản lý thị trấn, kêu hắn mau chóng sách bít ra đây gặp ta, lúc này nhâm tiểu túc cũng nhảy xuống xe, hắn liếc mắt liền thấy thân ảnh của người quản lý chung quy khí chất và quần áo của lưu dân với người trong hàng rào khác nhau hoàn toàn. Hắn nói với đối phương, chúng ta đến từ hàng rào 113, đây là la lam của Khánh Thị, đi báo cho người quản lý hàng rào của các ngươi đi, nói xong, nhâm tiểu túc quay đầu nói với đám nhan lục nguyên, các người không cần xuống xe, lát nữa xe sẽ lái tiếp vào hàng rào, hương vô có chút sững sờ. Khi nói chuyện, ánh mắt nhâm tiểu túc chuyển về phía nàng một chút, trong chớp mắt, Khương vô ý thức được nhâm tiểu túc muốn ám chỉ cái gì, lúc trước La Lam đồng ý cho nhóm nhâm tiểu túc tiến vào hàng rào, cũng không nói cho Khương vô và học sinh của nàng vào. Nếu không có người giúp, làm không tốt thì khả năng cao sau này đám Khương vô sẽ biến thành lưu dân, có điều hiện tại có La Lam ra mặt, mọi người ngồi trên xe trực tiếp tiến vào hàng rào sẽ không ai nói gì. Người của hàng rào 109 nhìn vào sẽ tưởng họ đều là người của Khánh Thị, ấn theo lẽ thường, muốn vào hàng rào phải tiếp nhận kiểm tra thân phận, có điều nhâm tiểu túc muốn đánh cược lục xa không dám kiểm tra la lam thời điểm này người quản lý hàng rào cao cao tại tượng chẳng khác nào kẻ đáng thương sống giữa khe hẹp của tập đoàn chẳng dám đắc tội ai nhâm tiểu túc nói xong thì trở lên xe nhắm mắt dưỡng lần còn đám la lam và đường chu thì đứng dưới chờ lục xa tới một lần chờ này là một tiếng đồng hồ không biết vì sao nhâm tiểu túc cảm thấy bộ dáng sĩ diện này của la lam rất giống em trai khánh chẩn của hắn trong mắt nhâm tiểu túc dáng vẻ đắc ý của hai người này y chang nhau có điều la là lam không áp bách bằng khánh chẩn mà thôi đương nhiên nhâm tiểu túc không biết thiết lập của khánh chẩn đã bị hắn đánh sập đây cũng là lý do khánh chẩn toàn diện truy nã hứa hiển sở nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha